đổi mắt thấy bàn tay của cánh tay ngũ sắc đang mơ hồ vặn vẹo trong chốc lát nữa sẽ hoàn toàn chộp tới tâm niệm hàn lập nhanh chóng chuyển động bỗng chắp hai tay khẽ cười rồi mở miệng nói đạo hữu pháp lực thông thiên hàn mỗ tự nhận không bằng chiều thứ ba không cần phải đánh nữa trận này tại hạ nhận thua vừa nói xong lời này hàn lập không kể vẻ mặt kinh ngạc của lũng gia lão tổ ở phía đối diện lộ ra cánh tay ngũ sắc còn chưa kịp có phản ứng thì thanh quang ngoài thân đã lóe lên thân ảnh hắn tức thời hóa thành một đạo thanh hồng trực tiếp bắn ra ngoài quang cháo. Linh quang chợt lóe, không ngờ tầng quang cháo dày như vậy mà lại bị đạo thanh hồng này xé toạc như giấy hồ mà chui ra. Chớp mắt một cái hàn lập liền vọt ra ngoài vạn linh đài, độn quang lượn vòng hạ xuống ở chỗ đám tu sĩ cốc gia. Về phần thân ảnh màu xanh quỷ dị kia thì theo hắn dường như hình với bóng, thân thể hắn vừa dừng lại thì nó cũng hạ xuống phía sau lưng. Đám tu sĩ của cốc gia ở phụ cận theo bản năng tự nhiên rối rít lui về phía sau mấy bước không ngừng dùng ánh mắt tò mò đánh giá về phía này. Hàn lập thản nhiên nhìn quét qua thân ảnh một cái, liền một tay bấm niệm pháp quyết. Bên ngoài thân thân ảnh màu xanh lục lóe sáng tử quang, trong màn linh quang chấp động thì nó nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đoàn tử quang chui vào trong tay áo hàn lập không thấy bóng dáng. Ở một bên hiểu phong tiên tử cùng với tiêu trưởng lão, nhìn cử động này của hàn lập thì thần sắc có chút quái dị cùng phức tạp. Này cũng khó trách hai người này có vẻ mặt như thế đi một kẻ mới tiến giai tu sĩ hợp thể sơ kỳ lại dám trọi cứng với tu sĩ hậu kỳ hơn nữa thể hiện thần thông không thua gì tu sĩ trung kỳ ấy vậy mà ở thời điểm một chiêu cuối cùng lại tự nhảy xuống nhận thua cho dù xét ở phương diện nào cũng thấy không bình thường chút nào bất quá mới vừa rồi Hàn lập lộ ra thực lực kinh người như vậy bọn họ tự nhiên cũng không dám hỏi han điều gì chỉ có thể nhìn nhau một cái rồi cười khổ một tiếng trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ nhưng một tia lo lắng ban đầu kia giờ phút này cũng tan biến không còn sót lại chút nào ở trong mắt hai người thực lực Hàn Lập thể hiện ra không hề dưới Thái thượng trưởng lão của quốc gia Thiên Lê Tiên Tử hơn nữa chị e còn có phần vượt hơn kể từ đó việc giữ vững vị trí của quốc gia trong ngũ đại chân linh Việt không thành vấn đề hắc hắc có chút y tứ rốt cuộc lũng gia lão tổ ở trong quang cháo cũng có phản ứng nhìn Hàn Lập ở phía ngoài không chút tức giận ngược lại còn cười và tự nói một tiếng ngũ sắc hà quang trên cánh tay của lão lưu truyền một trận. Thiên địa nguyên khí cũng từ đó bay ra rồi tiêu thất trong hư không, đồng thời kim sắc long lân mọc trên thân cũng bắt đầu từ từ lặn đi, giải trừ hình thái nửa yêu hóa của cơ thể. Chúng ta đành bỏ kế hoạch lần này thôi." Ở trong đám tu sĩ phong gia, nam tử mang mặt nạ bằng thanh đồng bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng. "Huynh trưởng nói vậy là có ý gì? Cho dù người này không phải tu sĩ hợp thể sơ kỳ bình thường thì cũng chỉ tương đương Thiên Lê bà nương mà thôi, ta và ngươi liên thủ chẳng lẽ lại còn sợ hắn?" Nam tử vận hoa phục lại nhíu mày hỏi hư tương đương với thiên lê lão nhị ta thấy người cần phải rụi mắt xem lại lần nữa cho rõ ràng đi những thần thông khác không nói thực lực đệ nhị hóa thân của người này không phải nhỏ có thể dùng một quyền ngạnh kháng đánh bay một kích của lũng lão quái cho dù hai ta hợp lại cũng không làm được hơn nữa đối mặt với lũng lão quái hắn trước sau đều không tỏ ra sợ hãi chút nào khẳng định còn rất nhiều thủ đoạn lợi hại còn chưa đem ra ngươi với ta liên thủ rất khó đánh bại hắn ta cũng không muốn phong ra lại đắc tội với một người thực lực thâm sâu không lường như vậy được. Ánh mắt nam tử đeo mặt nạ lóe sáng, lạnh lùng trả lời. Nhưng còn phía lao ra thì tính sao bây giờ, chúng ta đã nhận lợi ích của họ. Nam tử mặc hoa phục vẫn đang do dự, lúc đầu chúng ta đáp ứng chỉ là làm suy yếu thực lực của thiên lê tiên tử mà thôi. Hiện tại cốc gia đổi một người khác thượng đài mà không phải mụ. Chúng ta thay đổi chủ ý không phải rất bình thường hay sao? cùng lắm thì đem vật phẩm trả lại cho bọn chúng 96 phần. Lao ra còn dám dài dòng cái gì, lát nữa nếu chúng ta lên đài có tỉ thí với hắn chỉ cần vận dụng thủ đoạn bình thường là đủ rồi. Nam tử đeo mặt nạ lành lạnh trả lời, nếu huynh trưởng đã có quyết định vậy tiểu đệ xin nghe. Bất quá vẫn có chút đáng tiếc, vốn tưởng là lần này có thể đẩy cốc gia ra khỏi ngũ đại thế gia, xem ra chỉ đành chờ lần tới rồi. Nam tử mặc hoa phục thở dài một hơi rồi đáp ứng. Chẳng qua khẩu khí vẫn có vẻ không cam lòng không bao lâu nữa chính là ma kiếp hàng lâm. Khi diễn ra chân linh đại điển tiếp theo thì đã có không biết bao nhiêu thế gia tan thành mây khói, ta với người cần gì phải nghĩ quá xa. Nam tử đeo mặt nạ có vẻ cầm lên được mà bỏ xuống cũng được, cười hắc hắc nói. Lần này nam tử mặc hoa phục đành cười khổ một tiếng rồi lặng im. Lúc này, đám tu sĩ của Lao Gia đứng cách đó không xa, có mấy tên trưởng lão đang vây quanh một gã tu sĩ hợp thể sơ kỳ duy nhất. Bọn họ ở trong cấm chế thấp giọng tranh luận điều gì đó. Mặc dù không nghe thấy nội dung đàm luận nhưng rõ ràng sắc mặt người nào cũng vô cùng khó coi. Mà tu sĩ hợp thể kỳ của Lao Gia là một nho sinh trung niên thân mặc bạch y cũng đang cho mày suy nghĩ. Hiển nhiên vừa rồi Hàn Lập thể hiện thực lực ở trên vạn linh đài, nhất thời khiến kế hoạch hạ bệ cốc gia để cho Lao Gia tiến vào ngũ đại thế gia trở nên rối loạn. Tiếp theo đây, kết quả sẽ tùy thuộc trận đấu giữa tổ thua cuộc là Phong Gia và Cốc Gia, tiến hành tranh vị trí số 4 và số 5. Hàn Đạo Hiếu, Phong Đạo Hiếu, các ngươi có muốn lên đài tỉ thí một chút không? Lũng gia lão tổ lại ở trên đài thong dong tuyên bố. Vừa nghe thấy lời này, hai gã tu sĩ hợp thể của phong gia đều nhất tề quét ánh mắt về phía quốc gia bên này. Hiểu phong tiên tử cùng tiêu trưởng lão cũng quay đầu nhìn về phía hàn lập. Không cần so tài, trận này tại hạ nhận thua, hoàn toàn ngoài dữ liệu của đám người, khóe miệng hàn lập khẽ nhếch, không lưỡng lự lựa chọn. Đám người xung quanh tức thì lại xôn xao một phen, hàn tiền bối, trận này hiểu phong tiên tử nhất thời có chút ngồi không yên vội vàng mở miệng hỏi han phong gia cũng có hai gã tu sĩ hợp thể và lại sở trường thuật liên thủ ta không nắm chắc bao nhiêu phần thắng tự nhiên là giữ lại sức lực để tập trung ứng phó khiêu chiến tử thế ra phía dưới chỉ cần đảm bảo vị trí của quốc gia trong ngũ đại thế gia ta nghĩ không phải trái với ước định cùng đạo hữu chút hàn lập quét mắt nhìn nàng một cái thản nhiên nói dĩ nhiên là tiền bối không vi phạm ước định chẳng qua vị trí xếp hạng càng cao trong ngũ đại thế gia thì chỗ tốt càng tăng thêm rất nhiều nên vãn bối nhất thời có chút tham lam. Sắc mặt hiểu phong tiên tử biến đổi hai lần, cuối cùng cũng gật đầu. Lúc này lũng ra lão tổ ở trên đài, sau khi đã tuyên bố kết quả vừa rồi thì tiếp tục mời ba gia tộc còn lại lên rút thăm tỉ thí một lần nữa. Lần này, lại đến lượt lũng ra rút ra được một thăm miễn gặp đối thủ. Đến phen tỉ thí của Diệp gia cùng Lâm gia, phía Diệp gia tự nhiên là vị thiếu nữ mặc võ phục kia, còn Lâm gia thì là nam tử tóc dài đầu đội vòng bạc. Hai người tựa hồ đã sớm có ân oán, vừa thượng đài lập tức liên tiếp thi triển thần thông, nhất thời đánh đến thiên hôn địa ám, thậm chí thanh thế tựa hồ còn kinh người hơn trận lũng gia lão tổ đấu với Hàn Lập. Hai người đều là hợp thể trung kỳ nhưng rõ ràng thực lực thiếu nữ Mặc Võ Phục kia cao hơn nam tử tóc dài một bậc. Nam tử liên tiếp thi triển ra nhiều loại thần thông mới tu hành được nhưng cuối cùng vẫn bị thiếu nữ bước ra ngoài quang cháo, chỉ có thể mặt nặng như đeo đá nhận thua rồi quay trở lại chỗ ngồi. Sau đó là Diệp ra đối mặt với Lũng Gia, thiếu nữ mặc võ phục tự biết không phải đối thủ của Lũng Gia Lão Tổ nên trực tiếp nhận thua. Mà Phong Gia cũng hết sức sáng suốt không có ý khiêu chiến ba thế gia xếp vị trí đầu nữa. Như vậy bảng xếp hạng trong ngũ đại thế gia hóa ra không thay đổi, Cốc Gia vẫn bài danh ở vị trí cuối cùng. Xong bởi thực lực hàn lập mới hiển lộ ra vừa rồi, đám tu sĩ Cốc Gia cũng trở nên an tâm hơn. Nhưng khi Lũng Gia Lão Tổ tuyên bố bắt đầu đến lúc những thế gia khác tự do khiêu chiến, Bạch Y Nho sinh lao ra chậm rãi đứng lên trầm giọng nói. Tại hạ là lao ai, đại biểu cho lao ra muốn khiêu chiến với cốc gia. Mong hàn đạo hữu chỉ giáo đôi chút, vừa nói xong thì trên người Nho sinh lóe lên bạch sắc quang hà, thân ảnh đã hiện ra bên trong quang cháo, yên lặng sẵn sàng chờ hàn lập thượng đài. Hàn lập thấy vậy thì khẽ mỉm cười, cũng không nói gì mà toàn thân lóe lên thanh quang, xuất hiện ở phía đối diện Nho sinh. Thân sắc lao ai tỏ vẻ ngưng trọng, sau khi mở miệng nói một chữ thỉnh thì khẽ đảo hai bàn tay. Ở một tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh thước màu đen, tay còn lại thì lóe sáng kim quang, hiện ra một cây bút lớn màu vàng kim lấp lánh, thân bút dài đến vài thước, ngọn bút phát ra ngũ sắc linh quang diễm lệ cực kỳ. Cây thước vừa mới khẽ vô động đã bắn hà quang ra bốn phía, lập tức trước người hắn hiện ra mấy chục đóa linh hoa kỳ lạ, đem thân hình chen phủ kín đáo nghiêm mật. Mà cây bút lớn màu vàng trong tay liên tiếp phải lên trong hư không lập tức từng con từng con yêu điệp khổng lồ ngũ sắc rực rỡ bỗng dưng phập phù hiện ra. chương 1832, Kim Thân Sinh Huy Nho sinh quát khẽ một tiếng, tất cả các yêu điệp cùng vẫy hai cánh. Từng mảng một phấn ngũ sắc ào ảo tuôn ra, sau đó theo sự thao túng của pháp quyết, hóa thành một đám ngũ sắc độc phân rộng tới cả mẫu, chụp thẳng đến hàn lập. Cùng lúc đó trong miệng nho sinh lại vang lên tiếng lẩm bẩm hé miệng phun ra một thẻ trúc màu hồng nhạt. Thẻ trúc bay ra lưu chuyển rồi chớp hào quang một cái tức thời một vầng hồng quang bừng sáng, từ bên trong bay ra vô số phù văn lập lòe. Đám phù văn này nhìn qua huyền ảo dị thường, mới bay ra trong nháy mắt đã dồn dập vặn vẹo biến động, hóa thành những con hồng sắc hỏa điểu, theo sát độc vân trải rộng khắp trên không trung cuốn sang hàn lập. Lao ai chỉ là một tồn tại hợp thể sơ kỳ nhưng vừa động thủ đã thấy thanh thế bất phàm. Trách không được, ban nãy đã thấy hàn lập có thực lực đấu với cả tồn tại trung hậu kỳ, hắn vẫn dám lên tiếng khiêu chiến. Bất quá những thủ đoạn này, bây giờ đối với Hàn Lập thì không đáng nhắc tới. Thấy công kích hung mãnh như thế, Hàn Lập không chút sợ hãi mà cười rộ lên. Cũng không thấy hắn vận dụng bất luận bảo vật gì, chỉ là hai tay ngực rất nhanh đặt tại trước khắp quyết. Kim quang chợt lóe, phía sau lưng hiện ra một kim sắc hư ảnh ba đầu sáu tay. Sáu bàn tay của hư ảnh cũng đồng thời bấm pháp quyết. Ngoài thân nó lưu chuyển linh quang óng ánh một hồi rồi biến thành một thực thể tỏa ra kim quang rực rỡ. Ba khuôn mặt của hư ảnh giống hàn lập như đúc, đều phảng phất như là chân diện. Đồng thời sáu cánh tay được phủ một tầng kim sắc lân phiến, mặt trên mơ hồ còn có phủ văn như ẩn như hiện, thoạt nhìn thần bí vạn phần. Chính là phạm thánh kim thân pháp tướng mà Hàn Lập đã ngưng luyện ra. Kim thân pháp tướng, lúng ra lão tổ ở dưới đài, vừa nhìn rõ ba phạm thánh pháp tướng ngưng thành thực thể thì thất thanh thốt lên, không ngờ trên khuôn mặt vốn không chút biểu cảm lại lộ ra một tia kinh sợ. Không riêng gì lúng ra lão tổ mà hai tồn tại hợp thể trung kỳ của Diệp gia cùng Lâm gia, hiển nhiên cũng biết một số sự tình có liên quan kim thân, thần sắc cũng trở nên hoảng sợ. Kim thân sau lưng hàn lập mới vừa ngưng tụ trong nháy mắt, độc phân cùng hỏa điểu dập trời đã cuốn tới trước người, mắt thấy như muốn lao xuống bao phủ hoàn toàn đối phương. Có điều trong mắt hàn lập chợt lóe hàn quang, trong miệng đột nhiên một tiếng hét lớn một tiếng. Kim thân phía sau nhoáng lên một cái, không biết thế nào đã hiện ra cản trước người hắn. Đồng thời ngoài thân bừng sáng kim quang, thân hình thoáng một cái cuồng tăng lên mấy lần, biến lớn lên thành mấy trượng đồng thời sáu cánh tay liền nhất hướng về phía độc vân cùng hỏa điều nhẹ nhàng vỗ ra những tiếng phốc phốc liên tiếp vang lên tức thời trong lòng bàn tay của sáu kim sắc thủ trưởng đều xuất hiện một khối kim sắc quang cầu quay tròn xoay chuyển không ngừng ở đó lập tức các cánh tay khẽ động sáu khối quang cầu đồng thời bắn nhanh ra hợp lại ở không trung hóa thành một lốc xoáy kim sắc cùng lúc đó ba cái đầu của kim thân đồng thời mở hai mắt từ trong miệng trùng điệp truyền ra ba loại âm thanh chú ngữ hoàn toàn khác nhau trong lốc xoáy đột nhiên nổi lên tiếng sấm nổ mơ hồ còn có âm thanh phản âm truyền ra từ trong đó lốc xoáy chợt lóe một cái đã biến lớn đến ba bốn trượng tiếp theo một đạo sóng kim sắc mà mắt thường có thể thấy được từ trong lốc xoáy tỏa ra nó lan tới nơi nào không kể là độc phân hay hỏa điểu vừa từ bốn phương tám hướng bắn nhanh đến đều không chút lực hoàn thủ mà bị cuốn hút vào trong lốc xoáy chốc lát sau thế tiến công hùng hổ kinh người trong không trung của nho sinh đã bị quét sạch không còn không còn tồn tại mảy may Lao ai thấy thế, tự nhiên trong lòng kinh hãi. Kim sắc cửa bút trong tay hắn vội khẽ động, muốn tái phát động một đợt công kích nhưng căn bản không có cơ hội. Thần niệm hàn lập khẽ động, phạm thánh kim thân trước người bỗng vung sáu cánh tay lên. Nhắm ngay nho sinh ở phía đối diện, phản thủ phiêu diêu đánh ra một quyền. Phanh phanh vài tiếng, sáu đạo kim sắc quyền ảnh chấp động hào quang chói mắt, từ trên kim thân bay ra rồi chợt lóe một cái đã không thấy tung tích. Không ổn, nho sinh cũng là tu sĩ kinh nghiệm trên chiến trận, vừa thấy cảnh này lập tức thầm kêu một tiếng. Kim sắc cửa bút vốn đang muốn công kích đột nhiên co lại, vẽ một vòng tròn ở trên hư không. Kim quang chấp động, một thuẫn bài hình tròn sắc kim phập phù xuất hiện trước người. Cùng lúc đó, hồng sắc thẻ trúc do hắn phun ra cũng tự biến thành một tầng quang mạc sắc hồng, đem thân hình bao phủ trong đó. Lại có thêm cái thước màu đen xuất ra ngay từ đầu biến thành hắc hồng, trong nháy mắt dường như bày ra ba tầng phòng ngự bất phàm. Nhưng cơ hồ phòng ngự mới vừa hình thành, chấp một cái, sáu đạo quyền ảnh kim quang rực rỡ quỷ dị hiện ra trong không trung gần đó trong gang tấc nguyên bản bất quá cỡ bàn tay nhưng chợt lóe một cái bỗng nhiên biến to như cái đấu phát ra thanh âm sắc nhọn chói tai liên tục đánh vào các tầng phòng ngự kim quang trói mắt ba đạo quyền ảnh tới trước đùng một cái nổ ra ba tầng phòng ngự cũng chợt lóe tán loạn đi lộ ra chân thân của lao ai nho sinh thấy vậy liền sợ tới mức hồn vía lên mây không kịp suy nghĩ hai tay liền hợp lại trong tay mơ hồ lộ ra một thanh cốt chùy màu trắng hai tay hạ xuống nhanh như chớp chắn ngang trước người, cốt trùy nhỏ màu trắng liền biến lớn tới cỡ hơn một trường. Ngay sau đó, ba đạo kim sắc quyền ảnh còn lại trong tiếng xé gió sắc nhọn liên tiếp đến trước mặt nho sinh. Đoành đoành tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, kim quang cùng bạch quang đan vào nhau, nho sinh chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ truyền tới từ đầu cốt trùy, mười ngón tay như muốn nứt ra, không kìm nổi mà phải lui về phía sau mấy bước. Nhưng không chờ hắn đứng vững thì đoàn kim sắc quyền ảnh thứ hai cũng đã đánh tới phía trên cốt trùy sau tiếng nổ thứ hai, sắc mặt nho sinh trắng bệch. Cũng không có cách nào giữ cốt trùy trong tay, vù một tiếng, cốt trùy cùng với đạo quang ảnh thứ hai song song bắn ra ngoài. Lúc này, đạo quyền ảnh cuối cùng căn bản không để nho sinh có bất kỳ phản ứng nào. Liền lóe lên ngưng tụ đánh lên hộ thể linh quang của hắn. Sắc mặt nho sinh tái nhợt không còn chút máu, chỉ cảm thấy trước mắt là một luồng hào quang sáng ngời, một cỗ lực lượng cường đại chấn thẳng tới. Cơ hồ không chút lực ngăn cản, thân hình nho sinh dung mạnh liền bắn về phía sau. Sau một tiếng ầm ầm thì thân thể trực tiếp xuyên qua tầng quang cháo, bị mạnh mẽ đánh bay khỏi vạn linh đài, bay khỏi bãi đá vài chục trường. Toàn thân hợp thể kỳ tu sĩ lao ra này chợt lóe linh quang rồi mới đứng vững vàng trên không trung. Vội kiểm tra thân thể một chút thì thần sắc buông lỏng, rốt cuộc thở vào một hơi. Đa tạ đạo hiếu hạ thủ lưu tình, hàn huynh thần thông quảng đại, tại hạ tự nhận không bằng. Hai tay lao ai chắp lại thành quyền, hướng về phía hàn lập đa tạ mấy đạo quyền ảnh của hàn lập uy lực cực lớn mà hắn lại không bị tổn thương gì cả hiển nhiên là đối phương đã hạ thủ lưu tình không có gì là luận bàn thần thông thì nên làm như thế hàn lập mỉm cười trả lời nếu cảm thấy không cần thiết thì hắn cũng không đi gây thù chuốc oán làm gì bất quá chân linh thế gia đệ tử dưới đài đều trợn mắt há mồm nhìn cảnh này đại bộ phận đều đã nhìn ra hàn lập không phải là tu sĩ hợp thể sơ kỳ bình thường nhưng mới chỉ giao thủ một hiệp không tới vài cái chớp mắt mà Lao Ai đã bị đánh bay ra khỏi Vạn Linh Đài. Điều này cũng quá khoa trương đi. Về phần những tu sĩ hợp thể kỳ của các chân linh thế gia, ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập có rất nhiều kiểu biểu cảm. Đại đa số đều là kiêng kỵ cùng kinh sợ, một số ít thì có vẻ khó hiểu cùng phức tạp. Mà Hàn Lập bay ra khỏi màn hào quang, về tới chỗ cốc gia tu sĩ rồi ngồi xuống. "Sư tôn, mời người uống trà." Bạch Quả Nhi không biết từ lúc nào đã pha một ly linh trà, cung kính đưa đến trước mắt Hàn Lập. Hàn Lập liếc mắt nhìn tiểu nha đầu này một cái, thì thấy sắc mặt của nàng ửng đỏ, tràn đầy thần sắc hưng phấn. Khó trách tiểu nha đầu lại có biểu tình như vậy, cho dù nàng biết Hàn Lập là một tu sĩ hợp thể kỳ, nhưng trước nay chưa bao giờ thấy hắn hiển lộ ra thần thông chân chính. Hiện giờ lại thấy sư phụ mình có thực lực không thể tưởng tượng nổi như thế, thì điểm tâm tình này đương nhiên có thể hiểu được. Hàn Lập mỉm cười, nhận lấy linh trà rồi uống một ngụm. Lúc này, Hiểu Phong Tiên Tử cùng Tiêu trưởng lão ở một bên, vẫn còn giật mình vì thần thông của Hàn Lập còn vượt xa những gì họ dự đoán. Tự nhiên trên mặt tràn đầy nét vui mừng, hiện tại địa vị chính của quốc gia trong ngũ đại chân linh thế gia sẽ không thể lay chuyển. Tiếp sau đó sự tình diễn ra lại đơn giản vô cùng. Bởi lúc này các thế gia đều biết đại khái thực lực của nhau, phát sinh khiêu chiến cũng không nhiều. Sau mấy trường đấu pháp nữa, toàn bộ đợt tỉ thí xếp danh cũng kết thúc. Sự tình phía sau là dựa theo bài danh phân phát những lệnh bài được vạn linh quái thú chế tạo ra, cùng phân chia tài nguyên giữa các gia tộc. Những chuyện như thế này, Hàn Lập tự nhiên không ngó ngàng đến. Giao cho hết hiểu hai người phong tiên tử cùng tiêu trưởng lão xử lý. Hàn Lập lẳng lặng ngồi trên ghế, nhìn trên vạn linh đài. Lúc này đám gia chủ chân linh thế gia đang ngồi cùng nhau, nước miếng bay ngang tranh luận không ngừng, khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên. Những gia chủ trưởng lão này, một chút phong độ cũng không có. Việc phân chia tài nguyên này đều liên quan đến lợi ích kinh người, tự nhiên không thế gia nào chịu nhường nhịn dù chỉ nửa bước. Mà đây là đã có thứ tự bài danh của các gia tộc, bằng không chỉ sợ tranh cãi đến 3 ngày 3 đêm cũng chưa đạt được hiệp nghị chính thức. Bất quá những tồn tại hợp thể kỳ khác, tự nhiên cũng không làm mất thân phận mà lên đài tranh luận. Bọn họ đều như hàn lập ngồi ở dưới bãi đá, yên lặng chờ kết quả thương nghị cuối cùng. Trong đó tự nhiên có vài hợp thể kỳ tu sĩ, thỉnh thoảng dùng ánh mắt tò mò đánh giá hắn không ngừng. Lúc này ánh mắt của những người này tự nhiên không còn vẻ chút ác ý, Hàn Lập xem như không biết, nhắm mắt dưỡng thần. Đệ nhị hóa thân, pháp tướng kim thân, hẳn là thần thông của Hàn đạo hữu không chỉ có như mới biểu hiện vừa nãy. Bỗng nhiên trong tai hắn truyền đến thanh âm đàm thoại, rõ ràng là của Lũng gia lão tổ. Ưm, ừ, thần thông của Lũng huynh cũng không thể chỉ có bán long hóa trang. Hàn Lập nghe xong thần sắc khẽ động, ánh mắt liếc nhìn Lũng gia lão tổ một cái, môi khẽ nhúc nhích thản âm truyền âm cho lão. Đây là đương nhiên bất quá thần thông của Hàn Huynh vượt xa lũng mỗ dự đoán. Không biết Hàn Huynh cùng thánh đảo có quan hệ gì, lũng ra lão tổ trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi một vấn đề khiến Hàn lập ngẩn ra. chương 1833, thương nghị lúc đêm tối. Thánh đảo, tại sao đạo hữu lại hỏi như vậy? Hàn lực nghe thì trong lòng khẽ động nhưng mặt ngoài không lộ chút nào kinh ngạc, hỏi ngược lại một câu. Hàn đạo hữu không muốn nói chuyện này cũng được, bất quá ta có chuyện khác cùng muốn thương nghị đạo Hiếu không biết buổi tối người có hứng thú tới vạn linh điện lũng gia lão tổ tựa hồ khẽ cười một cái lại hỏi tiếp một câu vạn linh điện hàn lập nghe vậy khẽ cao mày các ý niệm lưu chuyển thật nhanh trong đầu địa điểm gọi là vạn linh điện là điện phủ trên vách núi sơn cốc khi bắt đầu lần đại điển gia chủ cùng trưởng lão gia tộc đã tụ tập trong tòa đại điện đó thương lượng chuyện tình hiện tại lũng gia lão tổ đặc biệt hẹn hắn đến chỗ đó xem ra sự tình cần đàm luận tuyệt đối không nhỏ Lũng huynh có thể tiết lộ một phần nội dung được chăng? Khi đó Hàn Mỗ mới quyết định trả lời như thế nào? Hàn Lập không cự tuyệt mà cẩn thận hỏi dò một câu. Bây giờ không thể nói quá nhiều nhưng Lũng Mỗ có thể hé lộ cho đạo hiếu. Đại sự lần này quan hệ đến ma kiếp bộc phát, hơn nữa có thể mang đến cho Hàn huynh chỗ tốt bằng trời, thậm chí có liên quan đến việc chúng ta tiến cấp cảnh giới đại thừa. Lũng ra lão tổ nữa trầm ngâm một lát sau đó mới lãnh tĩnh nói. Cảnh giới đại thừa, Hàn Lập vốn luôn vô cùng chấn định, giờ phút này nghe được lời này khóe mắt cũng không khỏi máy động mấy cái không sai lão phu đã hẹn mấy vị đạo hữu khác cùng tới hàn đạo hữu nếu đã tu thành đệ nhị hóa thân cùng pháp tướng kim thân tại thể tự nhiên cũng có tư cách tham dự lũng gia lão tổ lại nói được nếu lũng huynh nói như thế hồi sau sẽ gặp trong biệt hàn lập kìm chế sự giật mình trong lòng sau một lúc rốt cục mới quyết định trả lời hắc hắc lựa chọn của đạo hữu tuyệt đối sáng suốt nội dung đàm luận nhất định sẽ khiến đạo hữu cảm thấy rất hứng thú lũng gia lão tổ tựa hồ cảm thấy hài lòng với câu trả lời hàn lập khẽ cười một tiếng rồi không còn truyền âm tới nữa kế tiếp chân linh đại điển diễn ra vô cùng đơn giản các gia chủ trưởng lão thế gia phân chia tài nguyên cùng ích lợi xong vừa lúc cử hành một nghi thức thường lệ sau đó đại điển coi như kết thúc hiểu phong tiên tử tìm một nơi vắng vẻ vô cùng sảng khoái đem điển tịch có liên quan chân linh chi huyết cùng những vật phẩm đã đáp ứng ban đầu nhất nhất giao phó tại chỗ hơn nữa vị quốc gia chi chủ này còn không nhịn được mà lần nữa mời Hàn Lập gia nhập quốc gia. Cũng hứa rằng nếu Hàn Lập đáp ứng, hết thảy đãi ngộ cung phụng cho hắn đều như thái thượng trưởng lão quốc gia. Hơn nữa thân phận của Hàn Lập ở quốc gia cũng dưới một người trên vạn người. Hàn Lập nghe lời này thì cười nhẹ một tiếng rồi lần nữa cự tuyệt. Điều này khiến Hiểu Phong tiên tử rất thất vọng, chỉ có thể mời Hàn Lập rãnh rỗi thì đến quốc gia một lần, từ đó có thể thấy quốc gia hoàn toàn có ý tứ giao hảo cùng Hàn Lập về điều này thì hàn lập tự nhiên mỉm cười đáp ứng theo thời gian một số thế gia đã bắt đầu rời khỏi vạn linh cốc ngược theo đường cũ trở về nhưng đa phần các thế gia chuẩn bị ở vạn linh cốc thêm mấy ngày cùng trao đổi một số tài nguyên và công pháp tâm đắc những đệ tử chân linh thế gia thật không uổng công tới đây chuyến này cốc gia không lập tức rời đi mà lập ra một tòa kiến trúc ở trong sơn cốc tạm thời ở lại hàn lập cũng lưu lại một mình chiếm cứ một ngọn lầu các nhỏ buổi tối hôm đó hắn lặng lẽ rời lầu cát nhằm hướng vạn linh điện bên kia sơn cốc bay đi. Khi hắn vừa đến gần đại điện thì đã có một người lẳng lặng đứng ở cửa, dường như đặc biệt đứng đợi hắn. Hàn lập thấy rõ đối phương, ánh mắt không khỏi lóe lên. Người này chính là huy trưởng lão của lũng gia. Hàn đạo hữu quả nhiên thủ tín, lũng huynh cùng mấy vị đạo hữu khác đợi đã lâu. Hắc bào nam tử không còn vẻ bất thiện như trước, ngược lại ôm quyền hướng sang Hàn lập nở nụ cười nói. Sao, lũng huynh còn hẹn những người khác, chẳng lẽ? Hàn Lập trong lòng vừa động, như có điều suy nghĩ hỏi một câu. Ha ha, Hàn Huynh là người thông minh, chắc hiện tại không cần ta nói thêm, xin mời. Hắc bào nam tử cười hắc hắc nghiêng người đón chào, vậy làm phiền đạo hữu dẫn đường. Hàn Lập gật đầu cũng không hỏi thêm nữa. Huy trưởng lão đối với thái độ có chút lãnh đạm Hàn Lập thì không xem như không thấy, hai người một trước một sau đi vào trong đại điện. Cả tòa đại điện vắng lặng lạ thường, nơi đây cũng không còn gã thủ vệ nào. Hiển nhiên trước đó đã bị điều ra khỏi nơi đây. Hàn Lập ở dưới sự hướng dẫn của Hắc Bào Nam Tử, tiến vào trong đại điện rồi đi tới một tòa thiên điện có chút bí ẩn. Trong này có ba người đang ngồi quanh một thạch bàn rất lớn. Vừa thấy hai người Hàn Lập đi đến, toàn bộ ánh mắt bọn họ quét lại đây. Hàn Lập đánh giá một chút, trong mắt không khỏi co lại. chương 1834, vô đề, trong ba người, lũng ra lão tổ với vẻ mặt không chút biểu cảm thì không nói. Hai người còn lại rõ ràng thiếu nữ diệp ra vận võ y cùng với nam tử tóc dài lâm ra đầu đội vòng bạc tính cả hàn lập cùng tu sĩ họ huy thì nơi đây tụ tập tới năm tu sĩ có thực lực hợp thể trung kỳ trở lên có thể nói là sự tình cực kỳ kinh người võ y thiếu nữ vừa thấy hàn lập đôi mắt sáng lưu chuyển một trận hướng sang hì hì cười một tiếng mà tóc dài nam tử thì thản nhiên liếc qua rồi lập tức thu hồi ánh mắt nhìn không ra thái độ đối với hàn lập lũng ra lão tổ vừa thấy hàn lập đến trên mặt lộ một nụ cười hiếm hoi cũng nói một câu hàn đạo hữu đã tới mời ngồi hàn lập nghe thì khẽ mỉm cười bĩnh thản đi tới cái bàn rồi thong dong ngồi xuống. Tu sĩ họ huy thì trực tiếp ngồi xuống bên cạnh lũng gia lão tổ. Lũng lão quái, lần này ngươi hẹn nhiều người chúng ta tới rốt cuộc là vì chuyện gì, nói thẳng đi. Lâm gia tóc dài nam tử tựa hồ không mấy kiên nhẫn mở miệng. Hắc hắc, lâm đờ sao o hiếu đừng nóng vội, để ta cho giới thiệu cho chư vị thêm một người, sau đó lão phu sẽ nói rõ hết thảy. Lũng gia lão tổ khẽ cười một tiếng, lơ đễnh nói. Sao, còn có người chưa tới sao, Lũng huynh, lần này rốt cuộc ngươi hẹn bao nhiêu người, không phải là thêm cả phong gia huynh đệ đó chứ? Võ y thiếu nữ chấp chấp hai mắt, cười dài hỏi. Phong gia huynh đệ liên thủ thì thần thông không kém tu sĩ trung giai nhưng bí thuật bị hạn chế quá nhiều. Hơn nữa chuyện này nhân thủ quá nhiều cũng không tốt, lần này lão phu không hẹn bọn họ tới. Về phần người ta muốn giới thiệu đã sớm đến chỗ này rồi. Thiên thu đạo hiếu, người cũng nên xuất hiện gặp qua chư vị đạo hiếu đi. Lũng ra lão tổ lắc đầu, N tiếp theo hướng sang một góc tối không người trong thiên điện nói một câu. Câu nói này tự nhiên khiến đám người Hàn Lập đều cả kinh, toàn bộ chuyển ánh mắt sang đó. Chỉ thấy trong góc thiên điện mờ tối phát ra một tia khí thức cực kỳ yếu ớt, tiếp theo một vầng sáng kim sắc chợt lóe, trong không trung phập phù hiện ra một chiếc gương đồng màu vàng. Chiếc gương mơ hồ biến dạng, không thể tưởng tượng nổi lại hóa thành một thiếu nữ vận hoàng y. Hàn Lập vừa thấy nàng thì trong mắt không khỏi co rụt lại thánh nữ linh tộc, lũng đạo hữu đây là ý gì? Nam tử tóc dài đột nhiên thấy thiếu nữ thì khuôn mặt đại biến, thoáng cái từ chỗ ngồi đứng lên, tràn đầy vẻ cẩn thận. Hoàng y thiếu nữ này chính là thánh nữ khí linh tộc ngày đó từng xuất hiện trên hội đấu giá vạn bảo đại hội một lần. Thái thượng trưởng lão lâm gia này hiển nhiên cũng tham gia đại hội lần đó, lúc này mới có thể liếc mắt đã nhận ra thiên thu thánh nữ. Mấy vị đạo hữu không nên giật mình, thiên thu thánh nữ đến chỗ này chính là ta mời đến vị đại sự kia. Nếu không có thánh nữ xuất thủ, chuyện này căn bản không cách nào tiến hành." Thần Sắc lúng ra lão tổ bình tĩnh nói, nhưng những người khác trong điện cũng không vì lời này mà thay đổi thái độ. Chỉ thấy ánh mắt Hàn Lập lộ ra vẻ cảnh giác, nụ cười trên mặt võ y thiếu nữ cũng biến mất không thấy. Tóc dài nam tử càng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về hoàng y thiếu nữ với vẻ rất bất thiện. Chỉ có tu sĩ họ Huy đã sớm biết chuyện này, trên mặt vẫn tỏ vẻ như thường. Chư vị cũng không cần khách khí đối với tiểu nữ tử như vậy mặc dù ta là người của khí linh tộc, nhưng nói đến uyên nguyên, bản thể của ta chính là bảo vật tùy thân của tham thiên chân nhân quý tộc năm xưa biến thành. Khi chân nhân vẫn lạc rất nhiều năm sau, ta mới may mắn tự mở ra linh trí. Hóa thành một thành viên khí linh tộc hoàng y thiếu nữ vén áo thi lễ với đám người hàn lập, lễ độ hàng ngàn vạn nghìn nói. Tham thiên chân nhân, chẳng lẽ chính là vị tồn tại đại thừa thời thượng của bố trí gia thâm uyên thành. Võ y thiếu nữ ngẩn ra rồi lập tức lộ một tia kinh ngạc nói không sai chính là vị đại nhân này nếu không thiên thu sao có thể được làm liên minh sứ giả được linh tộc phái đến quý tộc thiên thu thánh nữ khẽ cười một tiếng chúng ta nhân tộc bắt đầu liên minh với quý tộc từ lúc nào sao bọn ta không biết chút tin tức nam tử tóc dài cũng có chút kinh ngạc chuyện này là ta ở trên thánh đảo của quý tộc cùng thiên nguyên thánh hoàng huyền vũ bá hoàng cùng với khác mấy hậu kỳ đại thừa tu sĩ cùng thương nghị định ước nhưng do một số nguyên nhân khác mà thời điểm chính thức tuyên bố còn cần thêm một thời gian nữa Tới lúc đó, các vị đạo hữu tự nhiên biết lời tiểu nữ tử không giả thiên thu thánh nữ mỉm cười giải thích vài câu. Người có thể ở xuất hiện trên vạn bảo đại hội, sự tình liên minh cùng linh tộc chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bất quá, lũng huynh để thánh nữ vào vạn linh cốc thật quá mạo hiểm. Nơi đây dù sao cũng là địa điểm chân linh thế gia chúng ta cử hành đại điển. Sắc mặt phó y thiếu nữ vẫn hơi trầm xuống nói, diệp tiên tử yên tâm, sau khi kết thúc đại điển thì thiên thu đạo hữu mới tiến vào vạn linh cốc. Hơn nữa đêm nay thương lượng đại sự cùng chúng ta xong sẽ lập tức rời đi, tuyệt không xảy ra vấn đề lũng ra lão tổ lạnh nhạt nói, tựa hồ đối với câu hỏi này sớm có dự liệu. Được rồi, nếu lũng huynh đã nói thế thì thiếp thân không còn gì để hỏi. Đạo hữu mau đem đại sự nói cho mấy người chúng ta rõ chi tiết đi. Phó y thiếu nữ nhíu hai hàng mi rồi thở một hơi nói. Ánh mắt nam tử tóc dài chấp động mấy cái thì thần sắc hòa hoãn trở lại, đồng thời ngồi xuống, tựa hồ đã nghe lọt tai một phen giải thích vừa rồi. Lũng ra lão tổ thấy vậy gật đầu, nhưng lão vừa mở miệng thì khiến nam tử tóc dài thiếu chút nữa lại nhảy dựng lên. Thật ra thì chuyện cũng không mấy phức tạp, lão phu hẹn chư vị đạo hữu đến chỗ này, chính là muốn đợi lúc tai họa ma tộc bộc phát. Thời điểm cổ ma giới cùng linh giới giao hòa thành một thể, mấy người chúng ra xâm nhập ma giới một chuyến. chương 1835, Tẩy Linh chỉ cùng tịnh Linh Liên. Xâm nhập ma giới, lũng lão quái, ngươi là lão hồ đồ cho dù muốn tìm chết cũng không cần dẫn theo mấy người chúng ta. Nam tử tóc dài thần tình kinh sợ chất vấn, võ y thiếu nữ nghe xong lời này tựa hồ nhớ ra điều gì đó, sắc mặt trở nên có chút âm tình bất định. Hàn lập thì sờ sờ cầm, cũng lộ ra một tia kinh nghi. Lâm huynh không cần tức giận, lão phu đưa ra đề nghị này tự nhiên có sách lược vẹn toàn, ít nhất có bảy tám phần nắm chắc an toàn trở về. Lũng mỗ cũng đưa thân tới đó, chẳng lẽ ta lại lấy cái mạng nhỏ của mình ra dỡn hay sao? Thần sắc lũng ra lão tổ không chút thay đổi, bình tâm tĩnh khí nói. Hư, cho dù như thế thì ma giới thánh tổ là tồn tại đáng sợ đến mức nào. Vạn nhất chúng ta đụng phải, căn bản không thể bảo trụ mạng nhỏ. Đừng nói chi là bên trong ma giới, đám cổ ma cao dai lại nhiều vô số kể. Tại linh giới còn có thể dựa vào pháp trận đối kháng cùng bọn chúng, một khi xâm nhập trong đó thì không có cơ hội bảo mệnh. Nam tử tóc dài trừng mắt lũng ra lão tổ, không chút khách khí nói nếu tại hạ nói có biện pháp tạm thời đem khí thức của chúng ta chuyển linh hóa thành cùng giống hệt như đám cổ ma. Cho dù hợp thể kỳ cổ ma cũng vô pháp khám phá, không biết Lâm Huynh cảm thấy thế nào. Hai mắt lũng ra lão tổ nheo lại, chậm rãi nói. Có chuyện này sao, lũng huynh không nói dẫn chứ. Đám cổ ma cao dài tinh thông các loại thần thông không thể tưởng tượng nổi, sao có thể có biện pháp qua mắt được bọn chúng. Võ y thiếu nữ cũng nhíu sâu đôi mi mở miệng, lũng ra lão tổ nghe xong lời này lại cười hắc hắc, đột nhiên xoay người sang thiên thu thánh nữ nói một câu. Thiên thu đạo hiếu, lại phiền ngươi thi triển kỳ thuật một lần. Không thành vấn đề, hoàng y thiếu nữ cười tao nhã, bàn tay vừa lật chuyển, trong tay hiện ra một viên châu màu đen cỡ ngón tay cái. Miệng hoa vừa hé, đem hạt châu trực tiếp nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó thiên thu thánh nữ đưa đơn thủ khắp quyết, ngoài thân nổi lên một tầng xương vụ màu đen, một thoáng cái thân hình đã được bao phủ ở trong đó. Chỉ thấy xương vụ màu đen lưu chuyển không ngừng, khi thì hóa thành những xúc tua quay cuồng loạn vũ, có khi thì lại cuồn cuộn quay tròn, giống như chính là một sinh linh còn sống. Chân ma khí, Hàn Lập nhìn thoáng qua thì trong mắt co rụt lại, dùng thanh âm thấp không thể nghe thấy tự nói một câu. Lời hắn gần như thì thào nhưng mấy người trong đại sảnh đều có pháp lực vô cùng kinh người, tự nhiên nghe được rõ ràng. Nam tử tóc dài cùng võ y thiếu nữ nghe xong sắc mặt hơi đổi. Lũng ra lão tổ lại liếc mắt nhìn Hàn Lập một cái, đột nhiên mở miệng nói. Hàn đạo hữu có thể thoáng chốc nhận ra chân ma khí, xem ra nhất định là kiêm đỉnh giai công pháp ma đạo tu nào đó. Cộng thêm với ban ngày đạo hữu hiển lộ kim thân pháp tướng có phần giống chân thân nào đó cổ ma nơi ma giới, như vậy điểm này đã giải đáp vài phần nghi hoặc của lão phu. Lũng huynh thật sự tuệ nhãn như đuốc, Hàn Lập không thừa nhận mà cũng không phủ nhận, thản nhiên đáp lời. Những người khác nghe hai người đối thoại tự nhiên thần sắc khác nhau. Lúc này, trong ma khí màu đen đột nhiên truyền ra tiếng quát của thiên thu thánh nữ, chân ma khí đồng thời cuồn cuộn đổ về trung tâm, trong khoảnh khắc hóa thành hắc dịch nhẹ nhẹ, bị nàng cường bạo đem tất cả hít vào trong thân thể. Sau khi sương mù tán sạch, tự nhiên lần nữa lộ ra thân hình hoàng y thiếu nữ. Bất quá vừa nhìn một thoáng, vẻ mặt đám người hàn lập lộ vẻ kỳ quái. Giờ phút này thoạt nhìn thiên thu thánh nữ có chút khác biệt, dường như một phen thi pháp vừa rồi có hiệu quả không tầm thường. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hoàng y thiếu nữ lại nhẹ giọng cười. Khí tức toàn thân bỗng nhiên biến đổi, trên người tỏa ra một cỗ tận trời ma khí kinh người hơn nữa khuôn mặt vốn trắng như noãn ngọc lại hiện ra vài vệt ma văn tối đen đồng thời giữa mi tâm hiện ra một viên hắc châu tuy rằng nửa viên châu như được khảm vào mi tâm thiếu nữ nhưng xem vẻ hắc u của nó thì rõ ràng đây chính là viên châu lúc trước nàng nuốt vào ánh mắt hàn lập chấp động vài cái thần niệm lập tức không chút khách khí bao phủ về phía thiếu nữ kết quả là sau một lát trên mặt hắn hiện một tia kinh ngạc không thể là thân thể hay là pháp lực lưu chuyển trong thể nội hoàng y thiếu nữ, giờ phút này đều tràn ngập chân ma khí cực kỳ tinh thuần. Khí tức phát ra trên người giống hệt như tên cổ ma ngày đó hắn từng gặp tại nhân giới. Bất quá khi Hàn Lập có chút rúng động, nam tử tóc dài cùng võ y thiếu nữ cũng dụng thần niệm cẩn thận xem xét qua, trên mặt đều lộ vẻ chấn kinh. Xác thực phi thường kỳ diệu, thoạt nhìn thật không hề khác gì cổ ma. Bất quá chúng ta không phải ma tộc, có lẽ nhìn không ra điểm sơ hở, nhưng trong mắt đám ma tộc, Võ y thiếu nữ trầm ngâm một phen, vẫn thập phần cẩn thận nói. Diệp tiên tử yên tâm, viên ngụy ma châu này của ta là dùng ma hạch của cổ ma luyện hóa mà thành, chỉ cần dụng bí thuật nuốt nhập thể nội. Sau đó bước ra chân ma khí chứa ở trong đó thì ngay cả cổ ma cao dai cũng tuyệt không thể khám phá. Để khảo thí hiệu quả chân thực của viên châu này như thế nào? Lần trước khi ma giới xâm lấn, ta đã nuốt viên châu này đồng thời cùng nhốt chung với vài tên cổ ma bị linh tộc chúng ta sanh cầm lâu đến mấy tháng kết quả những cổ ma nọ không thể khám phá được thân phận tiểu nữ có điều nếu đối mặt thánh tổ hoặc vài loại ma tộc có đặc biệt thần thông thì thực sự chúng ta còn có chút lo lắng bất quá ma giới rộng lớn như vậy khả năng gặp phải những tồn tại đó có thể nói phi thường xa vời dù sao nghe đồn rằng cổ ma giới vốn không nhỏ hơn linh giới bao nhiêu hoàng y thiếu nữ tự tin cam đoan nói nghe được lời này ba người hàn lập đều lộ vẻ suy xét được rồi cho dù biện pháp này thật sự khả thi thì sự tình chúng ta xâm nhập ma giới vẫn quá mức nguy hiểm. Chúng ta cũng nên cân nhắc lại những chỗ tốt trong đó. Ví như Lũng Huynh vừa nói là có cơ hội cho chúng ta tiến giai đại thừa. Việc này có vẻ thập phần hoang đường, thiếp thân đương nhiên phải suy xét một phen. Võ Y Thiếu Nữ thở dài một hơi, ánh mắt chấp động hỏi. Nghe Võ Y Thiếu Nữ nhắc tới cảnh giới đại thừa, vẻ mặt đang tức giận của nam tử tóc dài ngẩn ra, sau đó sắc mặt trở nên âm trầm cùng bộ dáng lại có chút trầm mặc nếu ở nơi đó không có cơ duyên tiến giai đại thừa mấy vị đạo hữu tưởng là ta cùng thánh nữ ăn no không có việc gì nên mạo hiểm à ba vị đạo hữu đã nghe nói đến tẩy linh trì cùng tịnh linh liên chưa lũng gia lão tổ cười lạnh một tiếng đột nhiên nhắc tới hai cái tên tẩy linh trì tịnh linh liên nam tử tóc dài cùng hàn lập nghe xong không khỏi nghi hoặc đưa mắt nhìn nhau trái lại thần sắc võ y thiếu nữ vừa động nhìn chầm chằm lũng gia lão tổ trong đôi mắt đẹp hiện lên một trận kỳ quang ha ha xem ra Diệp tiên tử từng nghe nói qua. Điều này là đương nhiên, tiên tử đã từng là ký danh đệ tử mạc tiền bối, bảo ngươi không rõ thì ta không tin đột nhiên tu sĩ họ Huy đang ngồi ở bên cạnh lũng ra lão tổ, cười hắc hắc mở miệng. Lời này của Huy Huynh là sao? Chẳng lẽ có điều bất mãn với gia sư? Sắc mặt phó y thiếu nữ trầm xuống, thanh âm băng hàn hỏi. Ha ha, tại hạ sao dám có ý ngông cuồng? Bất quá mạc tiền bối đã tiềm nhập sâu vào trong ma giới một lần, biết trong ma giới có hai vật tẩy linh chỉ cùng tịnh linh liên là đương nhiên huy trưởng lão thản nhiên nói, không dám có lời nào bất kính đối với tồn tại đại thừa duy nhất của nhân tộc. Hai vật này không chút quan hệ đến gia sư như người nghĩ. Chính là tổ tiên diệp gia chúng ta năm xưa, trong một lần ma kiếp hạ được một cổ ma cao dai, từ trong tàn hồn của hắn mà thu được tin tức. Bất quá nó vô cùng mơ hồ, chỉ là biết hai vật này không có bao nhiêu tác dụng đối với ma tộc, nhưng đối các tộc linh giới chúng ta, tựa hồ có được tạo hóa chi lực không thể tưởng tượng nổi. Võ y thiếu nữ vẫn lạnh lùng nói, thì ra là thế, xem ra thật sự là huy mỗ hiểu lầm đạo hữu huy trưởng lão ha ha cười nói, cũng không biết là hắn tin tưởng thật hay không. Lũng ra lão tổ nghe xong lời võ y thiếu nữ thì bộ dáng có chút đăm chiêu. Lúc này thiên thu thánh nữ lại mỉm cười mở miệng, có lẽ ba vị đạo hữu thật sự không rõ lắm về tẩy linh chỉ cùng tịnh linh liên. Nhưng nếu nhắc đến đại danh hóa tiên chỉ cùng thất khiếu nhất khí liên, chư vị hẳn không thấy xa lạ chứ? cái gì? chẳng lẽ giữa chúng có điểm tương đồng? không có khả năng. tại chân tiên giới mới có hóa tiên trì. nghe nói chỉ khi tu sĩ vừa phi thăng mới có thể hữu duyên tại trong tiên trì hoán thai tục cốt có thể đổi thành linh tiên chi thể. mà thất khiếu nhất khí liên là thiên địa linh vật phối hợp cùng hóa tiên trì có thể để thăng linh căn tuệ lực. truyền thuyết rằng cho dù là một kẻ si ngốc ăn được vật này cũng lập tức khai mở được thất cùng. về sau thông minh hơn người nam tử tóc dài thất thanh kinh hô một phen tiếp theo liên tục lắc đầu, tràn đầy vẻ không tin. Hàn Lập cũng nghe qua những thứ này chỉ có trong truyền thuyết, tự nhiên có chút hoảng sợ. Ánh mắt liền ngưng lại, gắt gao nhìn thẳng vào gương mặt thiên thu thánh nữ, tựa hồ nghĩ muốn đánh lời của nàng là thật hay giả. Trái lại võ y thiếu nữ sắc mặt âm trầm không nói một lời. Cho dù tại chân tiên giới, hóa tiên chỉ cùng thất khiếu nhất khí liên đều là một trong vài loại kỳ chân không biết bao nhiêu ngàn vạn năm mới có thể hình thành. Đương nhiên công hiệu của Tẩy Linh Chỉ cùng Tịnh Linh Liên còn kém xa không bằng. Bất quá hai vật này thừa sức để cho chúng ta thoát thai đổi cốt, tuệ căn đại tăng. Bởi vì Hóa Tiên Chỉ cùng Thất Khiếu Nhất Khí Liên muốn thành thể, nhất định phải do Tẩy Linh Chỉ cùng Tịnh Linh Liên tiến hóa mà thành. Hoàng y nữ tử vén một một sợi tóc trên trán, vẻ mặt lộ một tia thần bí tươi cười nói: Có chuyện này sao? Nếu là kỳ chân như vậy sao chúng ta linh giới không có, ngược lại đi xuất hiện ở cái địa phương khắp nơi đầy rẫy ma khí như ma giới? mà đạo hữu sao chứng thực chúng có ở tại đó. Lúc này Hàn Lập cơ mặt vừa động, hỏi trước một câu. Tin tức này là do một vị linh vương đại nhân của linh tộc chúng ta tiết lộ. Lão nhân gia cũng đã từng tiềm nhập vào sâu trong ma giới, chính mắt thấy hai kiện linh vật này tồn tại. Nhưng đáng tiếc bởi nhiều nguyên do, lão nhân gia vẫn chưa đắc thủ cùng tiến vào trong linh trì, ngược lại giống như mặc tiền bối quý tộc, đều là thân mang trọng thương trốn trở về trong tộc. Cho nên này tin tức tuyệt đối không giả còn thiên địa kỳ chân này vì sao xuất hiện tại ma giới điều này thực sự chỉ có thiên lão nhân gia mới biết bất quá tiểu nữ suy đoán hơn phân nửa là do ma giới khắp nơi đều là ma khí trải qua thời gian dài cùng biến đổi mới bước tất cả linh khí tri nguyên ở nơi đó tụ về cùng một chỗ do đó sinh ra loại linh chỉ cùng linh liên này mà chúng ta linh giới so với tiên giới thì linh khí tri lực còn không đủ lớn thủy chung không có cách nào hình thành được linh vật này hoàng y thiếu nữ do dự một chút mới nói ra bí ẩn năm đó của linh tộc cùng một chút suy đoán. chương 1836, Ma Giới Trị Ước. Nói như vậy, tin tức về tẩy linh trì là thánh nữ nói cho lũng đạo hiếu. Nhưng sao lũng huynh tin tưởng mà không nghi ngờ gì, hẳn là huynh có điểm nắm chắc chứ. Hàn lập sau một phen tư lự, hướng sang lũng gia lão tổ thản nhiên hỏi. Nghe hàn lập hỏi câu này, thần sắc võ y thiếu nữ cùng nam tử tóc dài khẽ động, không khỏi nhìn sang lũng gia lão tổ lão phu đương nhiên có biện pháp phán đoán chân giả việc này. Nhưng do bất đắc dĩ nên không thể nói với các vị đạo hiếu. Cũng may Diệp Tiên Tử đã nói, chứng thật tẩy linh chỉ tồn tại ở nơi nào đó trong ma giới. Nếu như chúng ta dám chịu phong hiểm, có thể thu được thiên đại cơ duyên. Không giấu các vị, lão phu cùng thánh nữ và huy huynh khẳng định phải đi chuyến này. Mặt khác bên khí linh tộc cũng có vài vị thánh linh cùng cấp xuất mã, nếu các thế lực lớn cấp bậc như Tam Hoàng ở nhân tộc tham gia việc này khẳng định sẽ ngăn cản bọn họ, cho nên mới tìm tới ba vị đạo hữu. Ha ha, kỳ thật tại hạ chỉ tính mời Diệp Tiên Tử cùng Lâm Huynh. Hàn đạo hữu xuất hiện là một bất ngờ đầy vui mừng. Bây giờ còn xem ba vị đạo hữu có đồng nguyện ý đi ma giới một chuyến hay không lũng ra lão tổ thản nhiên nói. Ba người hàn lập nghe xong thì thần sắc khác nhau, ánh mắt liếc qua nhưng nhất thời nhưng chưa ai đáp ứng. Không biết lũng huynh tính thời gian cụ thể để xâm nhập ma giới là lúc nào, bao lâu sau khi ma kiếp hàng lâm. Theo ta được biết, ma kiếp lần này lợi hại vượt xa mấy lần trước. Nếu không cẩn thận, nhân tộc thậm chí còn có nguy cơ diệt tộc. Nếu rời đi không đúng thời cơ, đám tôn tử thế ra chúng ta rất khó an toàn trong ma kiếp. Võ y thiếu nữ sau một lúc thở dài một hơi nói. Điều này lão phu sớm đã lo lắng đến, thời cơ tiến vào ma giới sẽ là mấy chục năm sau khi ma kiếp bạo phát. Khi đó song phương đã trải qua giai đoạn mãnh liệt nhất, tiến vào giai đoạn rằng co, các thế lực đều hỗ trợ lẫn nhau. Lúc này chúng ta tìm thời cơ thích hợp thì sẽ không khó khăn để lén vào ma giới. Hàn Đạo Hiếu là một tán tu, căn bản không có nỗi lo. Mà hợp thể kỳ tu sĩ tại Diệp Gia cùng Lâm Gia, hẳn không chỉ có hai vị Đạo Hiếu chứ. Trong mắt lũng gia lão tổ trợt lóe dị sắc, bình tĩnh nói. Hừ, tin tức của lũng lão quái người thật linh thông. Được, nếu trong ma kiếp Lâm Gia chúng ta không gặp nguy cơ quá lớn, đến lúc đó lâm mỗ liền theo người một chuyến nam tử tóc dài là người đầu tiên bị thuyết phục. Hiển nhiên tẩy linh chỉ cùng tịnh linh liên thật sự hấp dẫn quá lớn đối với hắn, vẻ mặt họ lâm lúc này âm trầm, nhưng không thể nói ra lời cự tuyệt. Đã có phương pháp che giấu khí tức, lén vào bên trong ma giới tự nhiên rất an toàn. Nhưng dù là thế, nếu ở trong đó quá lâu ta e sẽ lộ ra sơ hở. Không biết đại khái chuyến đi này cần thời gian bao lâu. Nếu quá dài thì tiểu muội cần cân nhắc một chút rồi mới quyết định đương nhiên nếu không lâu ta sẽ không bỏ qua thiên đại cơ duyên như thế võ y thiếu nữ thở dài một hơi hỏi diệp tiên tử hỏi vậy khiến thiếp thân có chút khó xử theo ta được biết tẩy linh chỉ cùng tịnh linh liên nằm ở địa phương trung tâm trong ma giới cho dù thuận lợi đến đó cũng phải mất mấy chục năm nếu gặp phiền toái cùng bất ngờ thời gian có thể kéo dài gấp mấy lần mà ta không thể hành động ngay khi ở ma kiếp mới vừa bạo phát cho nên thật khó nói rõ là cần bao lâu trên mặt thiên thu thánh nữ lộ vẻ khó xử nói, mấy chục năm sau, thời gian thực quá dài với ta. Thiếp thân cần phải cân nhắc kỹ càng, hiện giờ chưa thể đáp ứng trả lời đạo hữu Sắc mặt thiếu nữ âm tình một hồi lâu mới trả lời. Không sao, Diệp tiên tử trở về có thể cân nhắc một phen. Bất quá tiên tử có huyết thống thiên phượng, sở hữu đại thần thông phá toái hư không, rất hữu dụng cho hành trình đi ma giới lần này. Nếu ngươi không đi thật sự đáng tiếc, lũng ra lão tổ cũng không thúc giục võ y thiếu nữ, ngược lại thâm ý sâu sắc trả lời. Đi hay không thiếp thân còn phải cẩn thận châm trước một lần. Võ y thiếu nữ cũng không nói thêm gì, trả lời một câu rồi liền không im lặng. Nghe vậy ánh mắt mấy người lũng ra lão tổ, tự nhiên dừng trên người Hàn Lập còn chưa nói gì. Đã có bảo vật như thế ở ma giới, Hàn mỗ một tán tu tự nhiên sẽ không trần chờ. Bất quá trong vòng mấy trăm năm tới, tại hạ quả thực có sự tình trọng yếu cần làm. Cũng không nhất định có thể thoát ra mà đi chuyến này hàn lập trầm ngâm rồi cười khổ khiến mấy người ngẩn ra được rồi như vậy đi hàn đạo hữu xem tình huống rồi quyết định sau nếu đạo hữu không có thời gian thì lão phu cũng không ép bất quá ta có vài lời khó nghe bất luận là đi hay không đi thì sự tình hôm nay mong rằng giữ bí mật hiện tại biết việc này chỉ có mấy người chúng ta nếu bên ngoài truyền ra lời đồn thì đừng trách lúc đó lão phu không nói tình cảm hư không phải lũng mỗ ngại những người khác đến tranh đoạt linh trì Chẳng qua là lo lắng vạn nhất để ma tộc biết được, đến lúc đó muốn bình yên lén vào ma giới còn khó hơn lên trời. Lũng gia lão tổ tựa hồ không quá coi trọng sự tham gia của Hàn Lập như võ y thiếu nữ, thản nhiên nói mấy câu. Đến cuối thì khẩu khí trở nên lạnh lùng cảnh cáo. Hàn Lập nghe xong lời này thì mỉm cười, một bộ không thèm để ý. Còn võ y thiếu nữ nhíu mi, sắc mặt trầm xuống trả lời. Lũng huynh xem ta là người nào, ta đâu phải hạng làm ra chuyện tình hại người hại mình như vậy. Ha ha. Lão Phu chỉ là nhắc qua như thế, tại hạ đương nhiên tin tưởng mấy vị không phải hạng người như thế. Hiện tại đã nói rõ sự tình, còn cần ba vị toàn lực tự nguyện tham gia. Bất quá trước ma kiếp bạo phát, nhất định các vị phải có câu trả lời cuối cùng cho Lão Phu. Khi đó nếu ai không đi, Lão Phu còn mời các đạo hữu thích hợp khác. Lũng ra Lão Tổ cười ha ha rồi sau đó ngưng trọng nói. Điều này là đương nhiên, lần này võ y thiếu nữ một lời đáp ứng, hàn lập ở một bên như có suy nghĩ gì cũng gật đầu. Sự tình đã thương lượng xong, đám người Hàn lập tự nhiên không còn lý do lưu lại. Sau khi Hàn Huyên vài câu thì ba người nhanh chóng cáo từ rời Thiên Điện. Tu sĩ họ Huy lại đi tiến ba người, nháy mắt chỉ còn lại hai người Thiên Thu Thánh nữ và Lũng Gia lão tổ trong Thiên Điện. Nụ cười trên mặt Hoàng Y thiếu nữ chợt tắt không thấy, ánh mắt chớp động không ngừng. Lũng Gia lão tổ lại nhìn về cửa lớn, vẻ mặt trầm ngâm không biết đang nghĩ gì. Nơi đây nhất thời yên tĩnh không tiếng một động, không biết qua bao lâu thiên thu thánh nữ đột nhiên âm trầm nói. Ta còn chưa rõ, sao đạo hữu nhất định phải mượn sức người của Diệp ra. Chẳng lẽ Lũng Huynh cho rằng thiên phượng hóa thân đối với hành trình ma giới của chúng ta thập phần trọng yếu sao? Nếu về thần thông phá toái hư không, ta có thể dễ dàng mời một vị thánh linh đạo hữu khác tuyệt không kém Diệp tiên tử này. Chẳng lẽ Lũng Huynh còn chưa tin thiên thu? Đương nhiên không phải, tại hạ cùng thánh nữ thâm giao đâu phải một hai năm, còn có gì mà lo lắng. Bất quá ta nghe đồn, khi ở trong ma giới có thêm đạo hữu phá toái hư không thì cơ hội bảo mệnh càng lớn hơn mà bí thuật thần thông của diệp gia huyền diệu không kém lũng gia chúng ta nếu diệp tiên tử đi theo sẽ là một cánh tay đắc lực lũng gia lão tổ nhìn sang hoàng y thiếu nữ một cái thập phần bình tĩnh trả lời cho dù diệp tiên tử đích xác trọng yếu nhưng hàn đạo hữu kia chỉ là hợp thể sơ kỳ tu sĩ thần thông có chút lợi hại cũng không tính gì nếu lũng huynh thấy nhân thủ không đủ trong nhân tộc không tìm được đồng đạo chung kỳ thì thiếp thân có thể hồi tộc liên hệ một vị có thực lực tham gia thiên thu thánh nữ trầm mặc một chút đột nhiên thở dài nói hắc hắc ta cùng thánh nữ đã có ước định lần lén vào ma giới này số người của hai bên dẫn theo là bằng nhau tiên tử sẽ không đổi ý chứ hơn nữa lần này thiên thu đạo hữu đã lầm hàn tiểu tử mặc dù mới tiến giai hợp thể trong nhân tộc chúng ta không lâu nhưng đích thân ta đã thử nghiệm thực lực mạnh tuyệt đối trên huy trưởng lão cho dù ta cùng thánh nữ là tồn tại hậu kỳ muốn đánh bại hắn cũng không dễ. Ta mời hắn gia nhập cũng không phải là tùy tiện. Người này có thể ngưng tụ được kim thân pháp tướng, hẳn là tu luyện đỉnh giai ma công ma tộc, có thể điều khiển chân ma khí. Nếu có hắn trong chuyến đi tới, không chừng có tác dụng lớn bất ngờ. Đương nhiên, nếu hắn không đồng ý thì ta sẽ tìm một tán tu có thực lực tham dự việc này. Lũng ra lão tổ cười lạnh một tiếng, như đã định liệu trước nói. Thiếp thân dù sao cũng là thánh nữ khí linh tộc, sao có chuyện phá vỡ ước định. Nếu lũng huynh sớm có tính toán, thiếp thân cũng không nhiều lời nữa. Viên ma châu này ta lưu lại, phương pháp sử dụng đạo hữu cũng đã sớm học xong. Ta đại biểu cho linh tộc cùng quý tộc đã kết thành hiệp ước, cũng không tiện ở lại đây lâu. Ngày mai liền lập tức xuất phát trở về linh tộc, về sự tình lũng ra cùng khí linh tộc hợp tác, mong rằng đạo hữu quan tâm nhiều hơn một phần. Thiên thu thánh nữ thấy lũng ra lão tổ có dự liệu, cũng lơ đánh mỉm cười. Thánh nữ yên tâm, hai ta hợp tác đều có lợi, lũng mố tất nhiên sẽ quan tâm nhiều hơn. Lần sau gặp lại, chỉ sợ khi đó ma kiếp đã bùng nổ. Lũng ra lão tổ gật gật đầu, gương mặt vô cảm miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười. Hoàng y thiếu nữ cười khẽ khách khí vài câu, cũng đứng dậy rời khỏi nơi đây. Cùng lúc đó Hàn Lập đã về tới chỗ ở, đang nằm trên một chiếc giường lớn trong một tầng lầu các, hai mắt nheo lại như đang cân nhắc điều gì. Trường 1837, trăm năm trôi qua, Tiến giai cảnh giới đại thừa khó khăn cỡ nào, cứ xem số người của nhân tộc khổng lồ như thế mà chỉ có một vị đại thừa kỳ tu sĩ Mạc Giản Ly thì biết. Ngay cả Hàn Lập đã có cơ duyên lớn lao, cũng không dám tự đại đến mức tự nắm chắc đột phá bình cảnh lần này. Như vậy sự mê hoặc của tẩy linh chỉ cùng tịnh linh liên đối với hắn tuyệt không phải nhỏ. Theo lý hắn đã không chút ngần ngại đáp ứng lời mời của lũng gia lão tổ. Tạm thời phải trì hoãn là do có chỗ khó riêng, tự nhiên là quan hệ giữa hắn và nguyên sát thánh tổ, hắn đã kết đại thù với vị ma tổ này, như vậy muốn tránh tới ma giới còn không kịp, sao còn dám tự chui đầu vào trong đó. Một khi xâm nhập vào, vạn nhất hành tích bị tiết lộ, đám cổ ma thánh tổ khác thì không nói, nếu nguyên sát thánh tổ biết được chắc chắn sẽ tự tìm hắn động thủ, trả mối đại thù năm đó phân niệm bị hủy ở nhân giới. Có điều chuyến đi này quan hệ tới cơ duyên tiến giai đại thừa, là cơ hội có thể ngộ mà không thể cầu, bỏ qua thì thật sự đáng tiếc. Đây đúng là sự tình tiến thoái lưỡng nan. Sau một lúc tự đánh giá, khóe miệng Hàn Lập co quắp một cái, không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Có điều không phải đã hết cơ hội, đó là chỉ cần trước lúc ma kiếp bộc phát, có thể một hơi tiến giai hai cấp, trở thành tu sĩ hợp thể hậu kỳ viên mãn. Với tu vi hợp thể hậu kỳ, cộng thêm có nhiều đại thần thông trong người, Hàn Lập tin rằng dù không phải là đối thủ nguyên sát thánh tổ nhưng muốn thoát thân thì có vài phần nắm chắc. Khi đó xâm nhập ma giới tự nhiên không mấy sợ hãi. Với những người khác, trong khoảng mấy trăm năm, có thể từ hợp thể sơ kỳ tiến giai đến cảnh giới hậu kỳ căn bản là người si nói mộng. Nhưng đối với người mang luyện thần thuật cùng có nhiều linh dược như hắn thì không phải không có cơ hội đạt thành. Đặc biệt hắn còn có ước định với thanh nguyên tử, trải qua thu thập tất cả tài liệu, một khi có được minh hà thần nhũ mà đến ngay cả bốn đại yêu vương cũng tha thiết ước mơ thì càng thêm mấy phần nắm chắc tiến giai đến hợp thể hậu kỳ. Nếu có thể tiến giai hợp thể hậu kỳ trước khi lũng ra lão tổ hành động, hàn lập tự nhiên muốn mạo hiểm tiến vào ma giới một phen. Còn không đến lúc đó phải xem tình hình thực tế rồi mới quyết định sau. Bất kể thế nào, hắn cũng dễ dàng buông bỏ Tẩy Linh Trì cùng Tịnh Linh Liên, đây là thiên đại cơ duyên tiến giai đại thừa. Trong lòng đã có chủ ý, Hàn Lập ổn định lại tâm tư. Lúc này tay áo run lên, mười mấy cây trận kỳ bay ra hóa thành một tầng cấm chế vô hình đem trọn gian phòng bao phủ vào trong. Sau đó hai mí mắt hắn giao nhau, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Sáng sớm hôm sau, Hiểu Phong tiên tử cùng Tiêu trưởng lão đến thăm hỏi nhưng kinh ngạc phát hiện tòa lầu các đã trống rỗng. Chẳng biết Hàn Lập cùng Bạch Quả Nhi đã rời đi lúc nào. Hai người chỉ có thể nhìn nhau cười khổ không dứt, lúc này Hàn Lập cùng tiểu nha đầu đang ở trong hư không một nơi nào đó ngoài trăm vạn dặm, trên một chiếc phi xa màu xanh. Nhằm một phương hướng nào đó bay đi như tên bắn, Hàn Lập khoanh chân ngồi trong góc phi xa, đang cúi đầu xem một cuốn cổ thư cũ kỹ vô danh, dường như muốn tìm hiểu điều gì. Bạch Quả Nhi thì đứng đằng trước phi xa, tay đang cầm một kiện pháp bàn, mặt trên của nó mơ hồ có một tầng thanh quang chấp động, hỗ trợ điều khiển tốc độ phi xa. Dù chỉ mới qua mấy năm nhưng tiểu nha đầu nhờ vào linh dược mạnh mẽ đã trúc cơ thành công. Tuy pháp lực không đáng nhắc tới trong mắt Hàn Lập nhưng có pháp khí trong tay phụ trợ, cũng có thể điều khiển cỗ phi xa này như thường. Cứ như vậy lẳng lặng phi hành hơn nửa canh giờ. Sư Tôn, rốt cuộc chúng ta muốn đi nơi nào? Phương hướng này như không phải tới Thiên Uyên Thành, chẳng lẽ chúng ta không về gặp hai vị sư huynh sao? bạch quả nhi len lén quay đầu nhìn hàn lập một cái thấy bộ dáng chăm chú hết sức si mê của hắn miệng nhỏ không khỏi vểnh lên hỏi một câu trải qua mấy năm đi theo bên người hàn lập tiểu nha đầu này đã hiểu rõ vài phần tính tình gia sư của mình thêm nữa hàn lập mấy lần xuất thủ hóa giải sự thống khổ của hàn độc bên trong cơ thể nàng lúc này thanh âm lộ ra mấy phần thân mật sao nhà đầu ngươi muốn gặp hai vị sư huynh bất quá không biết quả nhi nhà ta muốn nói chính là sĩ sư huynh hay là hải sư huynh hàn lập nghe lời này không ngẩng đầu mà trả lời một câu sư tôn ngươi nói gì a à? chẳng qua quả nhi cảm thấy hai vị sư huynh rất thú vị mà thôi nào có điều gì muốn hay không bạch quả nhi vừa nghe ngữ khí hàn lập có mấy phần trêu chọc lời khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên một chút vội vàng lắp bắp phân trần mặc dù tiểu nha đầu hãy còn nhỏ nhưng người ở nơi linh giới trưởng thành tương đối sớm đối với chuyện nam nữ tự nhiên mông lung biết một chút ha ha vi sư nói dẫn với người thôi bất quá lần trước trở về thiên uyên thành Ta đã đem một số pháp quyết cùng đan dược lưu lại cho bọn họ. Cho dù mấy chục năm không trở về, cũng không chế nãi bọn họ tu hành. Huống chi ta để băng phượng sư cô của ngươi lưu lại trong động phủ, có thể chỉ điểm bọn họ trên phương diện tu luyện. Còn ngươi do có hàn độc trong người nên vẫn phải theo bên cạnh vi sư mới được. Cũng may tu vi của ngươi còn thấp, hiện tại chỉ cần dựa vào đan dược lực để tăng tiến tu vi. Trong khoảng thời gian này ta muốn tham mộ thần thông là chính, chưa vội bế quan tu luyện nên kế kiếp chúng ta sẽ đi khắp các địa phương của Tam Hoàng thất yêu. Rốt cục Hàn Lập khẽ cười một tiếng, nghiêm nghị trả lời. Với tu vi băng phượng sư cô, đương nhiên dư sức chỉ điểm hai vị sư huynh. Bất quá sao sư tôn phải đi khắp nơi như vậy, mấy năm trước đã mang theo Bạch Quả Nhi đi khắp cả huyền thiên cảnh một lần, chẳng lẽ muốn tìm vật gì? Bạch Quả Nhi do dự một chút, không nhịn được hỏi. Không phải tìm vật mà là hỏi thăm một người, nếu nàng phi thăng linh giới thì ta đã có được tin tức mới đúng. Hàn Lập nghe lời này thì khẽ thở dài một hơi rồi lẩm bẩm nói, trên mặt hiện ra một tia lạc tịch. A, à, chẳng lẽ người nọ là thân nhân của Sư Tôn? Đôi nhãn châu đen nhánh của Bạch Quả Nhi đảo nhanh một vòng, bỗng nhiên nói: "Ồ, sao nha đầu ngươi lại biết?" Hàn Lập nghe vậy không khỏi có chút ngạc nhiên, đồ nhi cũng là suy đoán mà thôi. Mấy mấy năm trước tổ mẫu vừa nhắc tới tổ phụ thì vẻ mặt cùng khẩu khí nói chuyện cũng giống hệt Sư Tôn lúc này. Chẳng lẽ vị thân nhân này của Sư Tôn chính là Sư Nương sao Bạch Quả Nhi nhưng chưa từng nghe sư tôn nhắc đến bao giờ. Bạch Quả Nhi đầu tiên ngậm cười mà nói như có ý không tốt, tiếp theo như cảm thấy hứng thú hỏi một câu. Được rồi, sự tình của vi sư ngươi cũng không cần biết nhiều. Lần này vi sư thuận tiện du ngoạn chủ yếu là tìm người nhưng cũng không thiếu toan tính. Ta mới tiến giai hợp thể không lâu, bất kể tại thu vi cùng tâm cảnh còn cần tôi luyện một phen để ổn định cảnh giới. Địa phương tiếp theo ta muốn tới là thiên linh cảnh, nghe nói kể từ khi linh hoàng ngã xuống, nơi đây đã trở nên hỗn loạn một chút hy vọng ở chỗ này chúng ta sẽ có thu hoạch ánh mắt hàn lập lóe lên sau thản nhiên nói thiên linh cảnh nghe nói thời gian sắp tới sẽ cử hành linh hoàng đại bỉ chọn lựa ra linh hoàng một lần nữa hay là sư tôn cũng tham gia đại bỉ đoạt lấy linh hoàng chi vị với đại thần thông của sư tôn ắt hẳn là cơ hội bạch quả nhi cười nheo mắt nói hắc hắc nhà đầu ngươi hồ ngôn loạn ngữ gì đó với chút tu vi của ta sao có cơ hội đoạt được lần này ta cũng là vô tình đi qua được rồi người thao túng pháp khí cho tốt đi phi sư còn muốn nghiên cứu vài thứ ghi lại trong bản điển tịch này một chút hàn lập cười ha ha hai tiếng rồi không để ý tới tiểu nha đầu nữa tiếp tục nghiên cứu cổ thư trong tay bạch quả nhi mà thấy bộ dáng của hắn như vậy dù trong lòng còn vô số vấn đề nhưng chỉ có thể im lặng là không dám hỏi gì nữa nàng đem linh lực ra truyền vào pháp bàn nhất thời phi xa màu xanh khẽ rung động tốc độ để thăng lên vài phần Hàn Lập thì không thèm để ý bên ngoài, dường như đã đem toàn bộ tâm thần vào vật trong tay. Phi sa màu xanh vô thanh vô tức hóa thành một đạo thanh quang phá không vút bay đi. Trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng trên không trung. Trong vòng hai chục trong năm thời gian, dấu chân Hàn Lập đã trải rộng khắp lãnh thổ các địa phương trong tam hoàng cảnh của nhân tộc, thỉnh thoảng còn có tin tức truyền ra. Nhưng sau 20 năm, tin tức của Hàn Lập trong nhân tộc đã biến mất. Ngược lại trong lãnh địa của thất yêu có lời đồn đãi của đám yêu tộc cao cấp, nói rằng từng thấy qua bóng dáng hàn lập trong phường thị yêu tộc. Bất quá bởi vì hai tộc trao đổi không tiện, làm cho một số tồn tại chú ý, đối với tin này thì không khỏi bán tín bán nghi. Mấy chục năm sau nữa thì tin tức hàn lập đã biến mất hoàn toàn. Thời gian chậm rãi trôi qua, kể từ khi vạn bảo đại hội diễn ra đã được 200 năm. Trong khoảng thời gian này, trong nhân yêu lưỡng tộc đã xảy ra rất nhiều đại sự. Rốt cục hơn trăm năm trước, Linh hoàng chi vị của nhân tộc đã bị một vị nữ tu thần bí không biết xuất thế từ đâu đột nhiên đoạt lấy. Vị linh hoàng mới này mặc dù chỉ là tu vi hợp thể trung kỳ, nhưng ở trong đại bỉ liên tiếp đánh bại 11 vị tu sĩ, trong đó có cả ba hậu kỳ lão quái. Chuyện này nhất thời oanh động cả nhân yêu lưỡng tộc, các tồn tại cao cấp không khỏi say sưa nghị luận hồi lâu. Cũng vì thế, linh hoàng mới kế vị đã vô cùng thuận lợi thu nhận các thế lực thuộc linh hoàng. Thiên linh cảnh rất nhanh thoát khỏi hỗn loạn, một lần nữa trở nên ổn định. Tam Hoàng Chi Danh cũng lần nữa trở nên danh xứng kỳ thực. Một đại sự khác là Thánh Đảo, thánh địa của nhân yêu lưỡng tộc đột nhiên tuyên bố ra ngoài, rằng lưỡng tộc cùng những dị tộc khác vốn đối địch sẽ tạm thời dừng can qua, hơn nữa kết thành ngàn năm minh ước. Trong vòng ngàn năm, các tộc không được khai chiến lẫn nhau, ngược lại tuân thủ ước định đồng minh công thủ. Chuyện này tự nhiên khiến đám tồn tại trong hai tộc ồ lên một trận. Chương 1838, Bạch Quả Nhi cùng giao dịch. Mà lúc này sự tình có liên quan tới ma kiếp đã bắt đầu lưu truyền trong đám tu sĩ trung cấp và cấp thấp. Thậm chí một số phàm nhân có thân phận đặc biệt cũng đã mơ hồ nghe đồn đến chuyện này. Bất quá mấy trăm năm sau nữa ma kiếp mới xảy ra. Mà thọ nguyên của tu sĩ cấp thấp cùng phàm nhân nhiều nhất chỉ khoảng hai ba trăm năm. Bọn họ vô cùng coi trọng chuyện này nhưng còn chưa lo lắng tới mức ăn ngủ không yên. Nhưng một số thế gia vừa và nhỏ cùng các thế lực phàm nhân đã bắt đầu chuẩn bị đối phó ma kiếp các phàm nhân ở các thành thị nhỏ bắt đầu lục tục rời tới chỗ của các thế lực lớn dĩ nhiên những phàm nhân này bên ngoài tự nhiên sẽ không nhắc tới ma kiếp chỉ là viện ra đủ loại lý do rồi tùy tiện rời đi theo thời gian từng năm trôi qua không khí trong khu vực nhân tộc bất giác dần trở nên ngưng trọng các tu sĩ khi trước vốn rất ít xuất hiện trước mặt phàm nhân nay đã bắt đầu quần kết thành đội ở các thành thị lớn bọn họ bắt đầu quang minh chánh đại bố trí các loại phòng ngự pháp trận trong thành hoặc trực tiếp tổ chức luyện thể sĩ trong phàm nhân, bắt đầu thao diễn các huấn luyện đặc biệt nhắm vào ma tộc. Mặc dù những luyện thể sĩ được thụ huấn, có thể không ai còn sống tới ma kiếp vì thọ nguyên sẽ hao tận, nhưng những huấn luyện này khiến thực lực phàm nhân tăng mạnh và mở rộng. Như vậy tới 4 năm đời sau sẽ tạo thành quy mô nhất định, ở thời điểm ma kiếp bộc phát có thể giúp các thế lực lớn một tay. Với số nhân khẩu khổng lồ của phàm nhân, số lượng luyện thể sĩ cơ hồ gấp tu sĩ hàng trăm lần. Trong đó luyện thể sĩ cao giai nhất chỉ tương đương nguyên anh tu sĩ nhưng số lượng đáng sợ như thế, cũng đủ để trở thành lực lượng đáng tin tưởng trong ma kiếp. Lịch sử phát sinh những trận ma kiếp trước kia đã chứng thật những luyện thể sĩ được võ trang đầy đủ sẽ có đại hữu dụng khi đối phó những cổ ma trung cấp hoặc cấp thấp. Một số các đại thế lực ẩn tàng đã từ trong bí khố lấy ra linh cụ, bắt đầu phân phát cho thế lực phàm nhân phụ thuộc tương ứng. Đồng thời trong các đại thế lực, các luyện khí sư bắt đầu từng luyện chế số lượng linh cụ có uy lực kinh người hơn nữa cùng lúc đó một số pháp khí trung cấp và cấp thấp và các trang bị đan dược đặc biệt cho tu sĩ trung cấp và cấp thấp được luyện chế ồ ạt điều này khiến các loại tài liệu tiêu hao hết sức kinh người trong các phường thị lớn cũng vì vậy mà các loại tài liệu được điên cuồng xuất ra cơ hồ lớn hơn khi trước mấy lần chính là như vậy nên trong này còn thường xuyên xuất hiện các loại tài liệu khan hiếm mà trước kia có linh thạch cũng không mua được mà trong lãnh địa của yêu tộc thất yêu cuộc diện đại thể cũng tương tự như nhân tộc có điều những biến hóa này của hai tộc chậm rãi trải qua hơn trăm năm nên không gây ra cục diện hỗn loạn gì lớn bất quá những điều này với các cá nhân tựa hồ không mấy ảnh hưởng hơn nữa cả trăm năm cơ hồ không truyền ra chút tin tức một ngày kia trên không trung thành tường thiên uyên nay đã cao lớn gấp bội trước kia có một đạo bạch hồng bay lướt mà qua trong bạch quang mơ hồ có một thân ảnh thon thả chấp động mấy cái trong mắt các giáp sĩ thủ thành liền biến mất không thấy hả người kia là ai thật là lớn mật chỉ là một kết đan tu sĩ mà dám không thông qua cửa thành trực tiếp bay vào, thật không coi chúng ta vào đâu. một gã hắc giáp đại hán ở đây thấy vậy thì sửng sốt, nhưng ngay sau đó giận tím mặt, ngoài thân lóe lên hắc quang tựa hồ muốn đuổi theo. hồ lão đệ chậm đã, vị bạch tiên tử đó không cần bọn ta kiểm tra, có thể trực tiếp tiến vào thiên uyên thành. một gã giáp sĩ cao gầy khác bên cạnh tay mắt lanh lẹ ngăn cản đại hán. a, à, sao vậy? chỉ là một nữ tu kết đan sao lại có đặc quyền như vậy? Đại hán nghe vậy lấy làm kinh hãi. Sư phụ người đó là một tiền bối chỉ mấy trăm năm đã từ hóa thần tu luyện tới hợp thể, sau này không chừng còn có thể tiến giai đến hợp thể hậu kỳ đại thành. Mà vị bạch tiên tử này, nghe nói chỉ hơn một trăm năm liền từ trúc cơ tiến cấp tới cảnh giới kim đan trung kỳ, có thiên phú tu luyện cực kỳ kinh người. Hồ lão đệ mới gia nhập thiên uyên thành không lâu nên chưa biết bạch tiên tử này. Giáp sĩ cao gầy giải thích nói, mấy trăm năm từ hóa thần tu luyện tới hợp thể chẳng lẽ đạo hữu nói chính là hàn tiền bối từng tỉ thí với lũng gia lão tổ sắc mặt đại hán đại biến buột ra lời kinh hô thất thanh khỏi miệng ồ thì gia hồ huynh đệ cũng biết sự tình về hàn tiền bối bất quá cũng khó trách dù hiện tại không có tin tức của hàn tiền bối nhưng đại danh của người rất ít kẻ lại không biết đối với đệ tử ký danh của người trưởng lão hội thiên uyên thành đã hạ lệch không cần chiếu theo như thường lệ tiến hành kiểm tra một giáp sĩ khác cũng khẽ cười một tiếng nói thì ra nàng này là đệ tử ký danh của Hàn Tiền Bối, khó trách có được đặc quyền như thế. Bất quá nghe khẩu khí của mấy vị đạo hiếu, dường như bạch tiên tử này thường xuyên ra vào thiên uyên thành hay sao? Đại hán gật đầu sau, còn có chút không hiểu hỏi. Cũng không hẳn, đôi khi một hai năm một lần, có khi bảy tám năm mới tới một chuyến. Bất quá nghe có đạo hữu khác nói, mỗi lần bạch tiên tử tới đây đều là tới trong phường thị mua bán một số tài liệu. Điều này cũng không có gì kỳ lạ, hiện tại các địa phương khác đều tài liệu khan hiếm cũng chỉ có thiên uyên thành chúng ta có thể cung ứng được một số giáp sĩ cao gầy không lưỡng lự trả lời thì ra là như vậy nếu đệ tử ký danh ở phụ cận thiên uyên thành vậy cũng có thể hàn tiền bối cư ngụ ở gần đây chăng đại hán như có điều suy nghĩ nói điều này thì không chắc làm sao có người lớn gan dám truy tung bạch tiên tử chứ được rồi sự tình về hợp thể các tiền bối chúng ta ít nghị luận một chút là tốt hơn hay là hồ huynh nói một chút về sự tình lần trước người ở trong phường thị phát hiện một khối từ kim thiết đi lại có một người khác cười lên ha ha có chút cẩn thận chuyển đề tài ha ha chuyện kia a à. lần đó đúng là hồ mỗ thu được một mảnh quặng lớn phát tài được một khoản nhỏ ngày đó ta đi trong phường thị vô tình ở trong một cửa tiệm nhỏ đại hán nghe đối phương nhắc tới sự tình phát sinh ở trên người mình vài ngày trước tinh thần không khỏi phấn chấn giảng thuật mấy người khác cũng đem chuyện vừa mới rồi lãng quên tập trung tinh thần nghe đại hán nói thao thao bất tuyệt. mà lúc này độn quang màu trắng kia đang nhằm phương hướng phường thị thiên nguyên thành bay đi. Khoảng một canh giờ sau, đoạn quang màu trắng liền trực tiếp rơi xuống trước tòa đại điện giao dịch ở trong phường thị nhân yêu hai tộc. Quang hoa thu liếm hiện ra một thiếu nữ vận ngân cầm bào. Bộ dáng nàng chừng 16-17 tuổi, nổi bật trên tròn trịa hương mặt là đôi nhãn châu đen nhánh, làn da trắng hồng cùng diện mạo hết sức khả ái. Thiếu nữ này không nói hai lời liền nộp một ít linh thạch cho thủ vệ nơi đó, lĩnh pháp khí che giấu thân phận sau đó toàn thân được một đoàn linh quang che phủ đi vào trong đại điện. Chốc lát sau thiếu nữ xuất hiện ở sảnh chính trong đại điện. Nơi đây đã có trên trăm tu sĩ cũng che giấu thân hình ở các quầy hàng đang giao dịch, không khí cũng có chút thịnh vượng. Đôi nhãn châu đen nhánh của thiếu nữ đảo qua một chút, bỗng nhiên hai mắt sáng ngời, đi tới một chỗ khá vắng vẻ. Một tu sĩ yêu tộc thân trong hắc khí đang lẳng lặng đứng ở nơi đó. Vừa thấy ngân cẩm y thiếu nữ thiếu nữ đến gần, tầng hắc khí bỗng nhiên quay cuồng một trận, từ bên trong lộ ra một bàn tay trắng noán, phía trên có nắm một nửa khối ngọc bội. Ngân cẩm y thiếu nữ thấy vậy lập tức thần sắc khẽ động, bàn tay cũng vừa chuyển, đồng thời một nửa một tấm ngọc bội hiện ra. Hai nửa khối ngọc bội vừa bay tới, lập tức hợp thành một khối ngọc bài đầy đủ. Các hạ là, thần sắc ngân cẩm y thiếu nữ thiếu nữ buông lỏng nhưng vẫn thử giọng hỏi một câu. Ha ha, là tiểu nha đầu này tới, lệnh sư còn đang bế quan sao? Không chờ cẩm y thiếu nữ đến gần, trong hắc khí truyền ra thanh âm dễ nghe của một nữ tử khẩu khí dường như nhận ra thiếu nữ này a à, tần tiền bối lão nhân ra lại đích thân đến sao gia sư vẫn còn chưa xuất quan ngân cẩm y thiếu nữ có chút giật mình hỏi một câu những tài liệu lần trước lệnh sư muốn cực kỳ chân quý ta không yên tâm giao cho người khác mang đi chỉ có thể tự mình lên đường một chuyến lệnh sư thật là thần thông quảng đại có thể khiến ngươi trong vòng ngắn ngủi trăm năm đột phá trúc cơ kết thành kim đan tiến gia kim đan trung kỳ Nữ tử trong hắc khí khẽ thở dài một hơi trả lời. Tất cả đều là gia sư không tiếc ban thưởng các loại linh dược đồng thời tẩy tủy dịch kinh cho quả nhi. Chỉ bằng tư chất vãn bối tuyệt đối không thể có thành tựu như hiện giờ. Cẩm y thiếu nữ trả lời, vẻ mặt tràn đầy vẻ cảm kích đối với sư phụ mình. Nàng chính là tiểu nha đầu bạch quả nhi, đệ tử ký danh của Hàn Lập. Bất quá 200 năm không thấy, nữ đồng khi xưa hiện tại đã biến thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Hơn là đã trở thành tu sĩ kết đan trung kỳ. Mà nữ tử trong hắc khí thì chính là tần tố nhi của thiên hồ tộc, ban đầu vốn có ước định cùng Hàn Lập tiến hành những cuộc giao dịch lớn. Những năm nay Bạch Quả Nhi cách một thời gian thường tới đây một chuyến, tự nhiên là để hoàn thành giao dịch giữa Hàn Lập cùng Tần Tố Nhi. Bất kể nói thế nào, ta thật bội phục bản lĩnh của Hàn tiền bối. Cứ đà này, nhà đầu người rất có thể tiến giai hóa thần luyện hư. Được rồi, chúng ta dựa theo ước định bắt đầu giao dịch đi. Tần Tố Nhi khen ngợi một câu rồi đưa ra giao dịch, không biết từ nơi nào lấy ra một hộp gỗ màu tím, trực tiếp đưa tới. Vâng, Bạch Quả Nhi cười ngọt ngào, đơn thủ vừa chuyển, trong tay hiện ra một khối cầu màu lam. Một lúc lâu sau Bạch Quả Nhi từ trong đại điện đi ra, tới một góc hẻo lánh thì đằng không bay lên, không chút do dự bay ngược về đường cũ. Hai tháng sau trong một sơn mạch linh khí dị thường nồng đậm, Bạch Quả Nhi khống chế độn quang bay đi, cuối cùng từ không trung hạ xuống sơn đỉnh của một tòa đại sơn nằm ở sâu trong sơn mạch chương 1839, tiểu thế giới trong lòng núi. Ha ha, sư muội trở lại thật nhanh, xem ra chuyến đi này thuận lợi vô cùng. Thân hình bạch quả nhi hiện ra trước một cửa đá màu xanh ở sườn núi, đột nhiên trong cửa truyền ra một chàng cười cùng thoại ngữ. Mặt ngoài cửa đá chợt lóe thanh quang rồi tự động mở ra. Một nho sinh vận hoàng bào niên kỷ trừng tam tuần từ bên trong đi ra, khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, chính là hải đại thiếu 200 năm trước đã được hàn lập phái đến thiên nguyên thành. Bất quá 200 năm không gặp, hai mắt hải đại thiếu thần quang ẩn thiểm, ra thịt tinh oánh giạt rào, cũng đã là một tu sĩ kết đan, hơn nữa thân thể cường đại vượt xa trước kia. Ô, sư huynh trở về động phủ khi nào? Bạch quả nhi vừa thấy hải đại thiếu thì ngẩn ra rồi lập tức lộ vẻ mặt cao hứng. Ha ha, thời gian trước bổn đại thiếu mới vừa hoàn thành một nhiệm vụ khổ sai của thiên uyên thành, thiếu chút nữa đã bỏ mạng nhỏ ở lại. Như vậy nên mới được nghỉ ngơi nửa năm, ta liền trở về động phủ xem sư tôn xuất quan chưa? hải đại thiếu cười hít mắt trả lời vậy sư huynh đã gặp sư tôn chưa bạch quả nhi không khỏi hỏi một câu bản tôn của sư tôn thì tự nhiên không gặp ta vừa tìm đệ nhị nguyên anh của sư tôn xin mấy bình đan dược nếu không có gì bất ngờ hai năm nữa ta cũng bắt đầu trùng kích kết đan trung kỳ nói tiếp thật sự là hổ thẹn kẻ sư huynh như ta mà pháp lực còn không bằng tiểu sư muội ở trước mặt sư muội thật không dám ngẩng đầu hải đại thiếu lầm bầm vài tiếng nửa thật nửa giả nói khách khách sư huynh thật biết nói giỡn. Sư huynh chính là pháp thể song tu, luận thực lực chân chính thì quả nhi sao có thể sánh bằng. Huống hồ sư tôn cũng là pháp thể song tu, hơn phân nửa hải sư huynh sẽ kế thừa y bát của người. Sư muội thật phải hâm mộ sư huynh mới đúng, hơn nữa nếu luận về pháp lực, tiểu muội sao dám so với khí linh tử sư huynh tiến dài cực nhanh, ngắn ngủi thời gian 200 năm đã tới cảnh giới kết đan đại thành, chuẩn bị ngưng kết nguyên anh. Bạch quả nhi lại cười khẽ trả lời, có đại pháp lực thì có ích lợi gì, ở thiên huyên thành, ta chỉ có thể sắm vai một gã luyện thể sĩ bình thường, không dám để người ta biết với quan hệ sư tôn, đề phòng có kẻ hữu tâm. Khí linh tử sư đệ cũng như thế. Hai người chúng ta mỗi lần từ thiên huyên thành tìm đến sư tôn đều là một bộ lén lút, nào có được như tiểu sư muội với thân phận đệ tử của sư tôn, ra vào thiên huyên thành cực kỳ oai phong. Hải đại thiếu nghe xong lời này thì mặt mày sầu khổ nhưng lại có vẻ rất hâm mộ nói. Ta do đi làm các sự tình sư tôn giao phó, thường xuyên ra vào thiên huyên thành. Sư Tôn mới cho ta không cần giấu giếm thân phận, thật có điểm khác biệt so với hai vị sư huynh ở Thiên Uyên thành che giấu hành tích ma luyện tâm tính. Bất quá nói về khí linh tử sư huynh được kế thừa đạo pháp thần thông cùng thiên phú tu luyện, ngay cả sư Tôn cũng khen không dứt miệng, nói không chừng tiền đồ tu luyện về sau sẽ vượt xa chúng ta. Bạch Quả Nhi mở lớn hai mắt, thản nhiên cười nói: "Điều này là khẳng định, bất quá từ trăm năm trước sư Tôn mang người phản hồi nhân độc, ở chỗ này mở động phủ rồi lập tức tiến vào bế quan." bình thường trên tu luyện của ta hoàn toàn do đệ nhị nguyên anh cùng băng sư cô chỉ điểm. Cũng không biết suốt cuộc sư tôn tu luyện như thế nào. Vừa nói đến sư tôn, thần sắc hải đại thiếu trở nên tôn kính, đồng thời có chút lo lắng. Yên tâm đi, sư tôn năm đó hao phí gần trăm năm thời gian ở nhân yêu lưỡng tộc tìm người mà không được nên mới tạm thời buông bỏ ý định, lúc này bế quan chuẩn bị trùng kích cảnh giới hợp thể trung kỳ. Nếu ta đoán không sai, sư tôn không tiến giai đến cảnh giới trung kỳ thì hơn phân nửa sẽ không xuất quan, Bạch quả như nghiêng đầu, khóe miệng hơi nhếch lên nói. Trung kích hợp thể trung kỳ, cho dù sư tôn thần thông quảng đại nhưng chỉ sợ cần cả ngàn năm khổ tu mới có thể thành công. Chẳng lẽ sư tôn tính toán bế quan lâu thế sao? Hải đại thiếu nghe vậy, ánh mắt trở nên đăm đăm. Hợp thể tiền bối khác tu luyện ra sao thì ta không biết. Nhưng sư tôn chúng ta từng đấu qua với hợp thể hậu kỳ tu sĩ. Thần thông không dưới cảnh giới hợp thể trung kỳ, ắt hẳn là có phương pháp đẩy nhanh tốc độ tu luyện không cần dùng đến ngàn năm, trước khi ma kiếp bùng nổ người sẽ xuất quan. Bạch Quả Nhi nghĩ một lát sau đó khẳng định nói, điều này cũng đúng, có lẽ sư tôn cũng là do lần ma kiếp này mới hạ quyết tâm mau chóng tiến giai trung kỳ. Hải Đại Thiếu gật đầu đồng ý nói, không kể là hắn hay là Bạch Quả Nhi đều mười phần tin tưởng Hàn Lập sẽ tiến giai hợp thể trung kỳ. Cũng khó trách bọn họ nghĩ như thế, những năm gần đây, bọn họ chẳng những được Hàn Lập truyền thụ cho công pháp thần thông huyền diệu dị thường, hơn nữa khi tu luyện gặp các loại bình cảnh liền được hắn chỉ giáo những điều tâm đắc, hoặc là xuất ra một lượng đan dược quý hiếm khiến bọn họ lập tức đột phá quan ải, có thể thồn suốt tu luyện về sau. Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến ba người tiến dai nhanh như vậy. Sau năm lần bảy lượt như thế, ba đệ tử của Hàn Lập vô cùng cảm kích ra sư tôn. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng tự nhiên hình thành ý nghĩ rằng thực lực của hắn thâm sâu khôn lường, cơ hồ không có sự tình gì không làm được. Bất quá trước mắt, Hải đại thiếu không tiếp tục phiếm đàm cùng bạch quả nhi mà nói vài lời cáo từ rồi rời động phủ, hóa thành một đạo lam hồng phá không mà đi. Còn bạch quả nhi thì tiến vào cửa đá màu xanh, dọc theo một hành lang trực tiếp tới hậu viện động phủ. Liên tiếp qua những tầng cấm chế xâm nghiêm thì trước mắt trở nên sáng ngời. Một vùng thảo nguyên rộng lớn hiện ra, phía trên không là mây trắng lững lờ, bốn phía tràn ngập sắc màu xanh tươi của hoa cỏ, một vùng linh khí giạt rào. Mà ở trung tâm thảo nguyên, một trái một phải có hai ngọn tiểu sơn cao hơn trăm trượng, một tòa đen thùi như mực còn một tòa thì thanh thúy bích lục. Giữa hai ngọn núi có một tòa lầu các tinh oánh như bạch ngọc cao ba tầng, được một tầng hào quang ngũ sắc dày đặc mơ hồ bao phủ trong đó. Thì ra không gian phía sau động phủ lại bị người dùng pháp lực quảng đại biến ảo thành một tiểu thế giới trong lòng núi, thoạt nhìn như là một thế giới có một không hai. Bất quá thời khắc này ở trên hai tiểu sơn có hai thân ảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng ở đỉnh núi. Một thân ảnh thân cao hai trượng da thịt xanh biếc, thân thể không ngừng phát ra từ quang mở ảo, Thân ảnh còn lại thì phát ra kim mắt chói mắt, từ trong miệng phun một cỗ hắc khí lưu chuyển toàn thân. Từ xa nhìn lại, khuôn mặt hai người này giống hệt Hàn Lập, hai mắt đều nhắm chặt. Bất quá trong nháy mắt khi Bạch Quả Nhi vừa đi vào Thảo Nguyên, thân ảnh Hàn Lập miệng phun hắc khí thần sắc vừa động, chậm rãi mở hai mắt. Trong phút chốc, hai ánh mắt thanh thấu quét về phía ngân y thiếu nữ. Tham kiến sư tôn, Đồ Nhi đã giao dịch thành công thuận lợi đem vật phẩm trở lại. Bạch Quả Nhi vừa thấy cảnh này, lập tức cúi đầu cung kính hướng về kim ảnh nói, tiếp theo một tay vừa chuyển, lấy ra một hộp gỗ màu tím rồi dùng hai tay dâng lên. Đã vất vả cho ngươi, quả nhi, để ta xem qua chúng một chút, kim sắc thân ảnh kia mỉm cười ôn hòa nói, nghe thanh âm rõ ràng cũng giống hệt hàn lập, tiếp theo một tay hướng về bạch quả nhi khẽ vẫy một cái. Ngay sau đó hộp gỗ lập tức vù một tiếng bay vọt lên không, vô hình bị hút về trong tay kim ảnh. Tay phất một cái về trên hộp gỗ, nhất thời nắp hộp tự mở ra. Bên trong chính là những viên hắc sắc yêu đan to cỡ trứng chim, tản ra một mùi tanh cổ quái dị khiến người người phải muốn ói. Nhìn đám yêu đan quái dị, Kim Sắc Nhân ảnh gật đầu cực kỳ vừa lòng, đem hộp đóng lại rồi nhìn về Bạch Quả Nhi khẽ cười nói: "Quả Nhi, không sai, mấy thứ này vừa lúc thích hợp cho ta. Đến hiện tại cuối cùng các tài liệu yêu tộc đối phương yêu cầu tất cả đều thu thập đủ. Về sau ta sẽ thu hồi đệ nhị nguyên anh, kích phát pháp trận phong ấn hoàn toàn nơi đây, chân chính cắt đứt hết thảy liên hệ với ngoại giới." nếu các ngươi không gặp nỗi lo tính mạng hoặc ma kiếp bạo phát sớm thì ngàn vạn lần đừng tới kinh động ta. Trong vòng một hai trăm năm tới là thời điểm tu luyện tối quan trọng của ta, không thể để chút phân tâm. Mặt khác ta đã đem đan dược linh thạch cần cho tu luyện của các ngươi giao cho băng sư cô, về sau nếu cần thì trực tiếp tới hỏi nàng là được. Hắc hắc, hy vọng lúc vi sư xuất quan có thể thấy tu vi của sư huynh muội các ngươi đều tiến thêm một tầng. Cái gì, sư tôn muốn bế quan sinh tử, không biết lần này người bế quan bao lâu. Bạch Quả Nhi vừa nghe Kim Sắc Nhân Ảnh nói thì nhất thời cả kinh thất thanh hỏi. Ta cũng không khẳng định, nhanh thì mấy chục năm mà chậm thì hai ba trăm năm. Kim Sắc Nhân Ảnh nhướng mày nói. Vậy Quả Nhi chỉ có thể cung tiến Sư Tôn, hy vọng ngày Sư Tôn xuất quan tu vi đại tăng. Trên mặt Bạch Quả Nhi tràn đầy vẻ lưu luyến nhưng biết Hàn Lập vốn không thay đổi quyết định, chỉ có thể cúi đầu nói. Ha ha, nhờ cắt ngôn của Quả Nhi, hy vọng lúc đó thành sự thực. Một trận cười to vang lên cũng không phải kim sắc nhân ảnh ở ngoài mở miệng mà được trực tiếp phát ra từ lầu các bạch ngọc trong ngũ sắc quầng sáng. Tiếp theo hai nhân ảnh đang ngồi ngay ngắn tòa trên hai ngọn núi thoáng cái đứng dậy, đồng thời bấm niệm thần chú, thân ảnh mơ hồ một chút rồi tiêu thất trong hư không. Ngay sau đó hai ngọn tiểu sơn vang lên những tiếng vù vù, hai quang trận phập phù hiện ra ở dưới đáy, nhanh hướng lan truyền ra bốn phương tám hướng. Không lâu sau cả thảo nguyên đều bị bao phủ trong quang trận, một tầng ngũ sắc linh quang hiện ra, Vạn vẹo biến dạng rồi cuối cùng hào quang mờ đi một chút, lại hóa thành một biển xương vụ ngũ sắc đem hết thảy bao phủ vào trong. Lúc này Bạch Quả Nhi sớm từng bước rời khỏi thảo nguyên, nhìn biển xương thì nhất thời ngơ ngẩn không nói. Không biết bao lâu sau ngân y nữ tử mới khẽ thở ra một hơi, xoay người rời khỏi nơi đây. Cùng lúc đó tại tầng một của tòa lầu các bạch ngọc trong biển xương vụ ngũ sắc, Hàn Lập ngồi đan xếp bằng trên một cái bồ đoàn màu vàng nhạt, hai mắt nheo lại nhìn một kim sắc cự đỉnh mấy trượng mấy trượng, cao hơn trượng đang trôi nổi lơ lửng trước người. Tiếp theo một vầng ngân sắc hỏa diễm bập bùng lưu chuyển quanh cự đỉnh không ngừng, đồng thời từ trong đỉnh tỏa ra một mùi hương vị nồng đậm quái dị. Nếu nhìn từ trên xuống, liền có thể phát hiện trong cự đỉnh chung có một chất lỏng thần bí rõ ràng đang cuồn cuộn lưu chảy. Chẳng những óng ánh ngũ sắc mà hơn nữa còn toát ra ngũ sắc bọt khí bay lên trên đỉnh rồi nổ bục ra. Chương 1840, vạn độc hỗn nguyên thân mùi kỳ hương quái dị cay độc nồng nồng lẫn trộn lẫn khiến người ta ngửi mà muốn say một tay hàn lập bỗng nhiên vừa chuyển hộp gỗ màu tím do bạch quả nhi mang đến tức khắc xuất hiện ở trong tay thanh quang lóe lên nắp hộp tức khắc tự mở ra bên trong có mấy viên hắc lục sắc yêu đan có độc đan của hàn đàm ma chu này tầm cuối cùng của vạn độc hỗn nguyên thân hẳn là có thể tu luyện đại thành rồi với uy năng của thần thông này cùng sử dụng biến hóa thuật trong kinh chập quyết mà nói thì sợ rằng thân thể cường đại gần như kim cương bất hoại rồi, chỉ e gần bằng những chân linh trong truyền thuyết. Vẻ mặt Hàn Lập hiện một tia hưng phấn, lẩm bẩm nói. Cổ tay rung lên, mấy viên yêu đan trong hộp gỗ nhanh chóng bay ra phốc phốc rơi vào trong cự đỉnh. Chốc lát sau những yêu đan chóng hòa tan trong cự đỉnh nhanh, cuối cùng thành một thể của chất lỏng thần bí kia. Một tay hắn lại bấm niệm pháp quyết, tầng ngân sắc hỏa diễm bập bùng dâng cao gấp bội, cơ hồ bao phủ cả cự đỉnh vào trong. Nhất thời chất lỏng bên trong lưu chuyển càng lúc càng kịch liệt. Hàn lập ngắm cự đỉnh trước mắt, thân sắc khôi phục như thường nhưng từ ánh mắt chấp động vẫn có thể nhìn ra sự ngưng trọng trong đó. Chất lỏng trong cự đỉnh trước mắt là dùng tới cả trăm loại kỳ độc chi vật luyện chế ra. Chính là được điều chế theo phương pháp luyện thể đi kèm với tề thiên la mà hắn thu được trong hắc vực trao đổi hội. Hàn lập muốn tu luyện luyện thần thuật tầng thứ hai thì thân thể phải mạnh mẽ tiến thêm một bước, tự nhiên rất hứng thú đối với các phương pháp luyện thể cường đại. Bản thân Tề Thiên La thì không mấy hữu dụng nhưng trái lại phương pháp luyện thể cùng với nó có chút bất phàm. Về điều này có thể nhìn ra được vài phần trên người tên luyện thể lực sĩ ngày đó đã gõ hắc la. Đây cũng là nguyên nhân hắn giao dịch lấy Tề Thiên La. Khi ở trong vạn bảo đại hội hắn không lập tức nghiên cứu luyện thể thuật dị tộc này, nhưng khi trên đường du ngoạn nhân yêu hai tộc thì đã tìm hiểu cực kỳ thấu triệt. Kết quả khiến hắn vừa mừng vừa sợ. Dị tộc luyện thể thuật này tên gọi là vạn độc hỗn nguyên thân, chính là một loại bí thuật quỷ dị vượt xa tưởng tượng của hắn. Thuật này đại thể chia làm 7 tầng, tu luyện thêm một tầng thì có thêm công hiệu thần kỳ cường hóa thân thể. Nếu tu luyện đại thành tất cả 7 tầng có thể khiến thân thể nhân tộc bình thường trực tiếp sánh ngang những yêu tu cao cấp có uy danh thân thể mạnh mẽ, lại còn có thể khiến vạn độc bất xâm. Bất quá điều rắc rối duy nhất chính là bộ này công luyện thể thuật khác xa phương pháp tu luyện bình thường nó có yêu cầu là phải ngâm thân thể trong một loại chất lỏng đặc chế từ các loại kỳ độc thì tu luyện mới có hiệu quả. Mà theo mỗi một tầng tinh tiến, chất độc phụ trợ tu luyện tự nhiên càng trở nên bá đạo. Như vậy phương pháp tu luyện này hoàn toàn mượn ngoại lực nên nguy hiểm vô cùng. Dựa theo trong pháp quyết nói, người tu luyện 89 phần ở trong tu luyện độc phát mà chết hoặc là thân thể không cách nào chịu được mà ngã xuống. Đây là pháp quyết sáng tạo cho dị tộc nhân có thân thể vốn cường đại hơn nhân tộc rất nhiều. Nếu đúng là nhân tộc bình thường tu luyện công pháp này, tỷ lệ sống sót tự nhiên lại càng thấp tới đáng thương. Ngay cả tên lực sĩ gõ tề thiên la ngày đó có thiên phú hơn người, bất quá chỉ tu luyện thành hai tầng đầu mà thôi, không dám tiếp tục tu luyện nữa. Nhưng hết thảy mà nói đối với Hàn Lập không có vấn đề gì lớn. Thân thể hắn phục dụng qua các loại linh dược linh quả cộng thêm phạm thánh chân ma công tu luyện, trình độ kháng độc sớm đã cường đại tới mức nhân tộc bình thường khó có thể mơ tới. Ngay cả vạn độc hốn nguyên thân bá đạo dị thường, đối với hắn mà nói không mấy nguy hiểm. Huống chi hắn sớm vận dụng thải lưu anh đổi lấy tinh nguyệt dịch. Thường cách một thời gian hắn lại bôi lên toàn thân, sau đó dùng bí thuật hấp thu toàn bộ hiệu dụng linh dịch. Căn cơ thân thể càng thêm vững chắc, kể từ đó tu luyện vạn độc hỗn nguyên thân, xuất hiện khả năng cắn trả thấp cơ hồ gần như không có. Trong những năm này, Hàn Lập còn cách mấy ngày lại uống vài chén hồng la tiên tử. Kết quả vui mừng phát hiện, linh tử này quả thật có hiệu dụng thần kỳ cải thiện thể chất bất quá khác với vạn độc hốn nguyên thân cùng tinh nguyệt dịch là kịch liệt thay đổi thân thể khác thường hiệu dụng của linh tử này cực kỳ nhỏ từ từ thay đổi tư chất tu luyện nếu không uống trong thời gian dài thì gần như không thể phát hiện thay đổi nhưng nếu kiên trì thì rõ ràng là có chỗ tốt khổng lồ kể từ đó với việc tiến giai hợp thể hậu kỳ hàn lập tự nhiên cảm thấy nắm chắc hơn vài phần hắn vừa kết thúc du ngoạn khắp lưỡng tộc trở về động phủ thì lập tức bắt đầu siêu tập các loại kỳ độc chi vật mấy tầng đầu vạn độc hốn nguyên thì hoàn hảo tài liệu kịch độc bình thường cũng đủ hữu hiệu. Nhưng khi tu luyện tới ba tầng cuối thì cực kỳ khó khăn khi tìm tài liệu kịch độc thích hợp ở nhân tộc, điều này khiến hắn đành phải mượn lực lượng yêu tộc thông qua tần tố nhi. Hắn nhớ phải hao tốn trên trăm năm, mới tu luyện vạn độc hỗn nguyên thân xong tầng thứ sáu, hiện tại cũng đã đủ tài liệu kịch độc cần thiết cần cho tầng thứ bảy. Đặc biệt yêu đan của Hàn Đàm Mạc Chu trong yêu tộc cũng cực kỳ hiếm thấy. Tần Tố Nhi phải tìm mất hơn 10 năm nay mới thu thập được đầy đủ số lượng. Dĩ nhiên trong thời gian này, Hàn Lập vẫn tiếp tục tu luyện pháp lực cùng Phạm Thánh Chân Ma Công. Qua khảo nghiệm, phát hiện lực lượng lục dịch thần bí vẫn còn hữu dụng đối với thực độc thảo. Đồng thời thành công đề cao một số mầm mống linh dược mang về từ Quảng Hàn giới, hắn luyện chế được khá nhiều loại đan dược tinh tiến tu vi hợp thể kỳ. Những đan dược này bất kể phương pháp điều chế hay là tài liệu phụ trợ cũng khiến Hàn Lập hao tốn rất nhiều tâm huyết cuối cùng mới tạo thành. Mà mấy loại đan dược nếu xuất hiện ngoại giới, tuyệt đối có thể làm cho những hợp thể lão quái vật phải tranh nhau vỡ đầu dù sao cả nhân yêu lưỡng tộc cũng chỉ luyện chế được ít ỏi vài loại đan dược tinh tiến tu vi hợp thể kỳ hơn nữa sản lượng thấp đến thảm thương những hợp thể lão quái có được tự nhiên phần lớn dùng trong thời điểm đột phá bình cảnh căn bản không nỡ dùng khi tu luyện bình thường nhưng đối với người có được thần bí lục dịch như hàn lập mà nói những đan dược này cứ mấy ngày hắn dùng một viên luận độ xa xỉ đủ khiến những khác hợp thể lão quái nếu biết thì không đố kỵ tới hộp máu mới lạ bất quá cũng bởi thế nên tốc độ tinh tu pháp lực của hắn cực nhanh cơ hồ là gấp 7-8 lần hợp thể tu sĩ bình thường. Cho nên mới ngắn ngủn hơn 200 năm tu luyện, pháp lực đã tăng rất nhiều. Chỉ cần Hàn Lập có thể luyện thành tầng cuối cùng vạn độc hỗn nguyên thân, khổ tu hơn trăm năm thời gian hẳn là đột phá bình cảnh. Hắn cậy vào một số linh đan cùng cường đại thân thể và thần niệm phụ trợ, đối với quan khẩu mà hợp thể tu sĩ không dễ vượt qua lại mấy phần nắm chắc đột phá. Tâm niệm Hàn Lập lưu chuyển, ở trong lòng một lần nữa đánh giá hết thảy một phen. Đột nhiên thần sắc vừa động, ngoài thân lóe lên thanh quang, cả người đang ngồi xếp bằng chậm rãi bay lên, cũng vô thanh vô tức đến phía trên cự đỉnh bầu trời. Thanh quang vừa lóe, tiếp theo trang phục trên người từ bay ra. Thân thể hàn lập trần như nhộng rơi vào trong đỉnh, những nọc độc ngũ sắc sặc sỡ lập tức bao phủ hoàn toàn thân thể hắn, chỉ còn lộ ra cái đầu. Ngân sắc hỏa diễm ngoài đỉnh đột nhiên phát ra một tiếng thanh minh, bên trong sáng hỏa diễm người mơ hồ tạo thành những con ngân sắc hỏa điều dài hơn thước, bay lượn không chừng quanh hỏa đỉnh, miệng không ngừng phun ra ngân diễm trong phút chốc độ nhiệt trong đỉnh trở nên cực nóng, từng đoàn từng đoàn độc vụ ngũ sắc từ bên trong toát nhanh ra tràn ngập khắp phòng. Kể từ đó tự nhiên không thấy thân ảnh hàn lập nữa, chỉ có thể nghe phảng phất từng trận xương cốt bạo liệt giòn vang thỉnh thoảng truyền ra từ trong khói độc. Thời gian ngày từng ngày trôi qua, nơi hàn lập hạ cấm chế phong ấn chưa từng mở ra. Ngoài tam đệ tử là bạch quả nhi thỉnh thoảng đến nơi đây kiểm tra lại cấm chế, phần lớn thời gian nơi này yên tĩnh vô cùng, dường như là một tử địa. Mấy năm sau khí linh tử cũng ngưng kết nguyên anh thành công, trở thành cao cấp vệ sĩ Thiên Nguyên Thành. Mà sau mấy chục năm khổ tu, rốt cục Bạch Quả Nhi cũng tiến cấp tới Kim Đan hậu kỳ. Bất quá để thuận lợi cho việc ngưng kết nguyên anh về sau. Nàng đã tới trước biển xương mù nơi Hàn Lập Bế Quan, nhẹ giọng khẩn cầu một phen liền rời động phủ, bắt đầu đơn độc tự mình du ngoạn các nơi trong nhân tộc. Về phần Hải Đại thiếu cũng tu luyện đến Kết Đan trung kỳ, sau khi Bạch Quả Nhi rời đi thì hắn trở thành đệ tử thường xuyên đến kiểm tra cấm chế. Cứ như vậy, cuối cùng thêm 120 năm đi qua. Một ngày kia Hải Đại thiếu đang khống chế một con thuyền độc mộc trong suốt óng ánh, trên bầu trời cách động phủ của Hàn Lập 10 dặm. Đột nhiên hắn biến sắc đưa một tay khẽ bắt quyết, độn quang thu lại đem pháp khí dừng giữa không trung, sau đó vẻ mặt vẻ kinh nghi hướng về bầu trời xa xa. Chỉ thấy nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một cơn lốc xoáy ngũ sắc thẳng tắp cao tới cả ngàn trượng, phảng phất như một cây cột chống trời. Trung quanh mơ hồ có vô số ngân sắc điện hồ chớp động không dứt, đồng thời từ trong không ngớt có tiếng ủng ùm truyền ra. Mà nhìn vị trí lốc xoáy rõ ràng là ngọn núi có động phủ sư tôn hắn. Chẳng lẽ là sư tôn? Hải đại thiếu cảm ứng được thiên địa nguyên khí nơi xa kịch liệt lưu truyền, sắc mặt đầu tiên là âm tình bất định rồi cuối cùng lộ ra vẻ vui mừng lẩm bẩm nói. Dị tượng thiên văn nơi xa kéo dài một lúc rồi mới từ từ tiêu tán, bầu trời lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Hải đại thiếu thấy thế thì không chút chần chờ, chân dẫm pháp khí nhất thời con thuyền độc mộc hóa thành một đạo lam cầu vòng kích bắn tới chốc lát đã đến độn quang thu liếm rồi vội hạ xuống ngọn núi kia sư phụ đúng là lão nhân gia xuất quan thiên tượng vừa rồi cũng là do sư tôn dẫn động đồ nhi chúc mừng tu vi của sư tôn đại tăng hải đại thiếu vội vã tiêu sái vào trong đại sảnh động phủ trong này có hai người một nam một nữ đang ngồi lúc này hắn vui mừng hướng sang nam tử xá giải thăm hỏi Nam tử tự nhiên là Hàn Lập vừa mới xuất quan, còn nữ tử bên cạnh là băng phượng vẫn ở trong động phủ tu luyện nhiều năm. Ra là Nguyệt Thiên, thiên tượng vừa rồi xác thực là ta tiến giai hợp thể trung kỳ tạo thành. Cũng nhờ băng sư cô của ngươi xuất thủ kích phát cấm chế động phủ, kết quả đã áp chế hơn phân nửa thiên địa nguyên khí, nếu không sợ rằng đã khiến một số kẻ chú ý. Hàn Lập nhìn đệ tử trước mắt, khẽ mỉm cười nói. chương 1841, Tân Phệ Kim Trùng biến dị. Tiểu muội nào có năng lực gì, hoàn toàn dựa vào sức mạnh pháp trận Hàn Huynh đã bố trí trước đó, mới có thể ngăn chặn được sự chấn động của thiên địa nguyên khí. Với tu vi hóa của thần tiểu muội làm sao có được thần thông cỡ này băng phượng khẽ cười một tiếng, ánh mắt lưu chuyển như nước. Sư tôn lão nhân ra, người quả thật đã trở thành hợp thể trung kỳ tu sĩ rồi, như vậy tốt quá. Kể từ giờ, chẳng phải ngay cả tu sĩ hậu kỳ người cũng không cần sợ nữa. Hải đại thiếu há hốc miệng, hưng phấn nói, ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì, tu sĩ hậu kỳ đại thành có các đại thần thông ra sao, sư phụ sao có thể so sánh nổi. Bất quá người trở về thật đúng lúc, ta định sau khi xuất quan không lâu thì lần nữa tiến vào trong man hoang thế giới. Phỏng chừng cho dù thuận lợi thì ít nhất cũng phải mất vài trăm năm. Trước khi đi, ta muốn gặp ba người sư huynh muội các ngươi một lần, trên phương diện tu luyện chỉ điểm cùng an bài cho một phen. Các ngươi phải tranh thủ trước ma kiếp bộc phát, tu luyện tăng lên mấy tầng cảnh giới mới được. Khí linh tử thì không nói, việc hắn ngưng kết nguyên anh ta đã nghe băng sư cô của ngươi nói qua. Nhà đầu quả nhi cũng có tu vi kết đan hậu kỳ, cách ngưng kết nguyên anh bất quá chỉ trăm năm. Còn tu vi của ngươi chỉ là kết đan trung kỳ thì thật chậm một chút. Thần sắc hàn lập nghiêm túc nói, sư tôn, do là pháp thể song tu nên chậm một chút là bình thường. Đồ nhi ở trên tu luyện không chút lười biếng, nghe khẩu khí hàn lập có chút ngưng trọng, hải đại thiếu sợ hết hồn, không khỏi vội vàng nói. Ta dĩ nhiên biết pháp thể song tu rất khó khăn nhưng khi ma kiếp bộc phát, những cổ ma cũng sẽ không quản ngươi tu luyện khó khăn thế nào, chỉ có thực lực cường đại mới có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của ngươi trong ma kiếp. Hàn lập hơi trợn mắt, tức giận nói, vâng, sư phụ, sau này đồ nhi tu luyện nhất định sẽ càng thêm cố gắng. Lần này hải đại thiếu không dám nữa lý sự gì nữa. Được rồi, lát nữa ta sẽ dùng vạn lý phủ báo cho khí linh tử cùng quả nhi nhanh chóng trở lại, ngươi cũng tạm thời không cần về thiên uyên thành nữa, trước tiên ta sẽ chỉ điểm tu luyện cho ngươi. Hiện ngươi lui ra đi, ta muốn nói với băng sư cô một số điều. Hàn lập gật đầu lập tức phân phó nói, tuân lệnh, sư phụ, hải đại thiếu vâng giả rồi thối lui khỏi đại sảnh. Phượng tiên tử, chúc mừng cô, hiện tại chẳng những pháp lực khôi phục mà tu vi còn cao hơn một tầng. Hàn lập thấy thân ảnh hải đại thiếu biến mất nơi cửa, mới quay sang băng phượng mỉm cười nói có được điều này hoàn toàn là nhờ Hàn Huynh dốc đại lực tương trợ. Nếu không cung ứng nhiều đan dược như vậy thì tiểu muội đâu thể nào khôi phục nhanh đến thế. Mà Hàn Huynh bất quá hai ba trăm lại tiếp tục tiến giai hợp thể trung kỳ, đây mới là sự tình làm cho người ta sợ hãi. Xem ra Hàn Huynh tính trùng kích bình cảnh hợp thể hậu kỳ trước ma kiếp. Băng Phượng thản nhiên cười trả lời, ha ha, tuệ nhãn của Phượng tiên tử sáng như sao. Hàn mỗ đúng là có ý này, nhưng đến lúc trùng kích bình cảnh, chỉ sợ cần nhờ tiên tử thiên phượng dùng một chút nguyên âm khí. Hàn lập chậm rãi nói, Hàn huynh yên tâm, đến lúc đó tiểu muội có thể có tu vi hóa thần hậu kỳ đại thành. Khi đó nguyên âm khí đối với Hàn huynh càng thêm hữu dụng. Bất quá mặc dù tu vi của ta còn thấp nhưng thông qua xem điển tịch trong động phủ, cũng biết khó khăn khi Hàn huynh tiến giai hợp thể hậu kỳ sợ rằng vượt xa nhưng trước kia. Lần này liệu Hàn huynh đối nắm chắc mấy phần trên mặt băng phượng lộ một tia tò mò hỏi một câu. Hắc hắc, hợp thể tu sĩ nhân tộc chúng ta có trên trăm người nhưng số lượng hậu kỳ chỉ có thể đếm trên 10 đầu ngón tay. Có thể tu luyện tới hợp thể kỳ, có đạo hữu nào không phải nhân tộc tu sĩ trăm vạn người chọn một, là trời kỳ tài ngút trời. Ta sao lại dám nói có mấy phần nắm chắc, chỉ có thể đem hết toàn lực thử một lần thôi. Hàn lập sờ sờ cầm từ chối cho ý kiến, trả lời. Ha ha, nếu những người khác nói như vậy nói không chừng thiếp thân cũng tin là thật. Bất quá Hàn Huynh đã có kế hoạch này, sợ rằng nắm chắc ba bốn phần. Đôi nhãn châu của băng phượng ánh lên chút kỳ quang nói. Ha ha, nếu đạo hữu quả thực nghĩ như thế tự nhiên cũng là tùy ngươi. Hàn lập nghe vậy đầu tiên ngẩn ra, nhưng sau một thoáng ha hả cười lên. Bất quá hàn huynh tính toán trùng kích hậu kỳ bình cảnh, bây giờ nhân tộc lâu như thế không phải là ý định sáng suốt. Mà kiếp sắp bộc phát, nhân yêu lưỡng tộc chúng ta cùng mấy tộc phụ cận ký kết minh ước, nhưng mấy tộc lân cận man hoang thế giới lại càng thêm hỗn loạn. Giọng nói vừa chuyển, băng phượng có chút lo lắng nói. Về điều này đương nhiên ta biết, bất quá lần này đi là cực kỳ trọng yếu, bắt buộc phải làm." Hàn Lập thu lại vẻ cười, có mấy phần ngưng trọng nói. "Nếu Hàn huynh nói như thế tự nhiên có đạo lý của mình, tiểu muội sẽ không khuyên nữa. Hơn nữa Hàn huynh mới vừa tiến giai trung kỳ, chuyến đi này xem như củng cố lại cảnh giới." Băng Phượng cười khổ một tiếng nói, "Đa Tạ Phượng tiên tử nhắc nhở, ta cũng không có ý định rời đi lập tức, ít nhất cũng 2 3 năm sau mới có thể lên đường." khi đó sợ rằng làm phiền phượng đạo hữu chiếu cố chỉ điểm ba đệ tử của ta nhiều một chút hàn lập khẽ mỉm cười như đã định liệu trước nói ha ha ba đệ tử ký danh của huynh luôn cung kính đối với ta cho dù hàn huynh không nói ta cũng tận tâm chỉ điểm bọn họ về điều này xin hàn huynh cứ yên tâm là được băng phượng cười dài một lời đáp ứng vậy thì đa tạ phượng tiên tử đúng rồi sau khi ta rời đi nếu đạo hữu gặp phải phiền toái không thể giải quyết thì có thể cầm tín vật của ta đến cốc gia hoặc là kim việt thiền sư thiên uyên thành hàn lập mừng rỡ tiếp tục hướng sang băng phượng dặn dò thêm một số sự tình thanh âm lanh lảnh vang vọng ở trong đại sảnh hai tháng sau khi nhận được tin tức khí linh tử vội từ thiên uyên thành trở về tới hàn lập động phủ qua thêm nửa năm bạch quả nhi cũng trở lại nơi đây hai người cùng hải đại thiếu bắt đầu tiếp nhận sự chỉ điểm của hàn lập một số điểm khó hiểu trên tu luyện đã bắt đầu được khai sáng mà tin tức hắn tiến giai hợp thể trung kỳ hàn lập cũng nghiêm cấm chuyển ra ngoài ngoại giới vốn không hề hay biết cứ như vậy ba năm chợt lóe qua đi. Một ngày kia, đại môn nơi động phủ chậm rãi mở ra, hàn lập một thân áo bảo xanh đi ra. Theo sát phía sau là băng phượng cùng ba vị đệ tử ký danh. Phượng tiên tử không cần tiến xa nữa. Sau này ba người các ngươi cũng không được chậm chế việc tu hành của mình, có chỗ không hiểu có thể thỉnh giáo phượng tiên tử. Hàn lập xoay người hướng băng phượng hơi vừa chắp tay sau, vừa hướng bạch quả nhi ba người bình tĩnh nói. Vâng, sư phụ, nhất định chúng đệ tử không chậm chế tu luyện chúc Hàn Huynh mã đáo thành công. Bạch quả nhi ba người dối rít cung kính mà băng phượng cũng làm lễ cung tiễn hắn. Hàn lập gật đầu, ngoài thân lóe lên thanh quang, liền không nói thêm mà hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng bay lên trời, phá không rời đi. Chốc lát sau thân ảnh đã biến mất ở cuối chân trời. Trở về thôi, hy vọng sư tôn các người một đường thuận lợi. Các người cũng đừng vội rời động phủ, trước tiên đem những gì sư phó của người truyền thụ cho tìm hiểu thấu triệt rồi hãy nói. Băng Phượng rốt cuộc thu hồi ánh mắt, hướng sang ba người hải đại thiếu nhẹ giọng nói. Ba người đương nhiên vâng dạ trong miệng, bốn người xoay người trở về động phủ, sau khi cánh cửa đá màu xanh đóng lại, chung quanh một lần nữa trở nên yên tĩnh không tiếng động. Thanh sắc kinh hồng ở vạn trượng trên bầu trời kích bắn mà đi, hàn lập trong độn quang lộ vẻ mặt do dự, nhưng đang đánh giá cái gì. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn lóe lên, tay áo vừa động, một đạo kim quang từ trong bắn ra, bay qua bay lại không ngừng trong độn quang đơn thủ của hắn hướng về kim quang hư không một trảo Nhất thời kim quang vù vù một tiếng rồi hiện ra trong tay, quang hoa thu lại, hiện ra một con bọ cánh cứng to bằng nắm tay, bộ dáng vô cùng dữ tợn. Toàn thân linh trùng này trói lòa kim quang, bộ dáng giống hệt thể trưởng thành của phệ kim trùng nhưng bên thân phân bố những hoa văn diễm lệ đủ mọi màu sắc, lộ ra vẻ cực kỳ quỷ dị. Hàn lập ngắm nhìn ma trùng này, đột nhiên trong miệng phát ra một tiếng cười khẽ. Linh trùng chợt mở hai cánh quạt lên vù vù, đồng thời bên ngoài những vần cánh ngũ sắc chợt sáng lên chói mắt. Một màn không thể tưởng tượng theo đó xuất hiện, chỉ thấy toàn thân linh trùng vặn vẹo một trận, thân thể cùng đôi cánh dần dần trở nên trong suốt, dưới ánh linh quang thì ẩn hiện như hư ảnh. Bàn tay vừa động, linh trùng đằng không bay lên rồi lóe lên biến mất không thấy, phảng phất như chưa từng xuất hiện ở chỗ này. Hàn lập thấy vậy thì khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười, đột nhiên trở tay đánh ra một chảo. Giữa năm ngón tay lóe lên ngũ sắc quang hoa, linh trùng đang ẩn nặc lần nữa hiện hình ra rồi tóm gọn trong tay. Nhưng thân thể côn trùng này vẫn chấp lòe chợt sáng chợt tối. Thất thải đan thật hữu hiệu như trong truyền thuyết, có thể đem những thể thành thục của phệ kim trùng lần nữa tiến giai biến dị, chẳng những phi độn tốc độ nhanh hơn trước kia rất nhiều mà còn có thiên phú thần thông ẩn nặc thân hình. Nếu là khi đấu pháp thì có hiệu quả rất lớn, Hàn lập lầm bẩm nói nhỏ hai tiếng, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Bỏ cánh cứng giữ tợn này dĩ nhiên là Hàn Lập dùng lượng lớn yêu đan phi hồng ngư luyện chế ra thất thải đan tỉ mỉ bồi dưỡng, lần nữa tiến giai thành phệ kim trùng biến dị. Kết quả này khiến hắn vừa lòng phi thường, những phệ kim trùng biến dị này chẳng những có thiên phú ẩn nặc thân hình, hơn nữa bất kể độ hung ác hay là cường ngạnh càng lợi hại thêm ba phần. Hàn Lập tự tin nếu một lần có thể khu xử hơn vạn linh trùng này, chỉ sợ hợp thể hậu kỳ tu sĩ gặp qua cũng phải sợ hãi. Đáng tiếc dù hắn mới tiến giai hợp thể trung kỳ, nhưng độ cường đại của thần niệm chưa đủ để thao túng số lượng linh trùng nhiều như vậy. Bất quá khi tiến giai hợp thể hậu kỳ, tu luyện thành công luyện thần thuật tầng thứ hai thì sẽ có khả năng này. Đây cũng là nguyên nhân Hàn Lập nóng lòng tiến giai hợp thể hậu kỳ. Chỉ cần tu vi thật đến cảnh giới này, hắn tự nhiên sẽ có thêm một đòn sát thủ này. Thở dài một hơi, tay áo hắn run lên, phệ kim trùng trong tay lóe lên không thấy bóng dáng. Trong lòng thúc dục pháp quyết, thanh sắc kinh hồng run lên, nhất thời tốc độ còn nhanh hơn trước nhiều, nhằm hướng thiên uyên thành kích bắn mà đi. chương 1842, mà ảnh tới gần. Trên không trung một vùng sa mạc minh mông vô bờ trải dài toàn cát vàng, một con ưng khổng lồ hai đầu màu bạc đang kéo một chiếc chiến xa màu đồng cổ, chớp động thanh quang nhàn nhạt, nhạt phi hành trên bầu trời. Mà ở giữa chiến xa, Hàn Lập khép hờ hai mắt khoanh chân ngồi trong đó, da thịt mơ hồ có một tầng kim quang lưu chuyển không ngừng. Bỗng nhiên sắc mặt hắn vừa động, cánh tay vừa nhấc vung lên hướng hư không trước người bỗng không gian phía dưới chiến xa bắt đầu giao động một đạo kiếm khí màu xanh dài chừng vài chục trượng hung hăng chảm thẳng xuống phía dưới chợt lóe một cái kiếm khí tựa như ảo ảnh chém xuống cắt thì không thấy bóng dáng đâu nữa một tiếng giống kinh thiên động địa từ phía dưới cát vàng vang lên dòng cắt ở chung quanh phút chốc như thác nước chảy ngược phun thẳng lên trên mà ở dưới mắt lớp cát vàng minh mông một con cổ thú cự tầm dài hơn trăm trượng hiện ra thân hình khổng lồ chỉ kịp dương lên không trung dãy vài cái rồi rơi xuống đồng thời phun ra những tia máu màu xanh lục. Chiến xa căn bản không dừng lại, chấp động mấy cái liền hướng phía xa kích bắn mà đi. Hàn Lập đang ngồi xếp bằng trên chiến xa, tới giờ vẫn chưa thèm liếc nhìn, sau khi phất tay liền tiếp tục yên lặng tu luyện. Ở sâu trong một tòa cung điện lớn dưới biển, trong mật thất một cái kén đỏ như máu đường kính tới 7-8 trượng lơ lửng trên không. Kén máu phun ra vô số tờ máu chi chít, chiếm cứ một góc mật thất. Mà thân kén óng ánh nửa trong suốt, nhìn từ xa có thể thấy từng cụm tơ máu, mơ hồ như một đảo hắc ảnh không ngừng lưu truyền, lại gần có thể nghe tiếng bịch bịch trầm đục tựa như một trái tim mạnh mẽ đang thong thả đập. Ở phong nguyên đại lục, có một bạch y nữ tử thanh lệ thoát tục cùng một đại hán vận hắc bào tướng mạo xấu xí đang lơ lửng tại trên không một hạp cốc rộng lớn, bốn phía được bao vây bởi số lượng dị tộc nhân tính bằng đơn vị hàng nghìn. Mà dị tộc nhân này, thân thể to lớn có nước da màu xanh lục, cổ dài khác thường, lại có hai chi trước như những cự nhận sắc bén, tư thế thật giống một con bạo ngựa thật lớn đang vươn thẳng người. Bất quá ở dưới hạp cốc, sớm đã trồng chất một đống thi thể của dị tộc, cơ thể bị cụt hết chân tay phủ đầy mặt đất, nhìn qua cực kỳ kinh người. Tuy rằng trên người hắc bào đại hán không vết máu nhưng sát khí trùng thiên, trên hai gò má phủ đầy những chiếc phải màu đen, đồng thời cổ tay áo lộ ra hai cánh tay đen thùi lùi dị thường trực tiếp biến ảo như mười ngọn đoản nhận sắc bén, bộ dáng như hung thần ác sát. Dưới chân bạch hy nữ tử xuất hiện một đóa hoa lớn màu hồng, thần sắc cực kỳ thong dong nhàn nhã tuy rằng chỉ là hai người nhưng lại làm dị tộc nhân bốn phía kinh sợ cực độ. Bổn tọa nói lại lần nữa, đem lục tộc thánh tinh chi hoa của lục chi tộc các ngươi giao ra đây thì ta lập tức đi. Nếu không bổn tọa chỉ còn cách giết sạch cả tộc các ngươi, rồi tự mình đi tìm thánh hoa bạch y nữ tử mở miệng nói, tiếng nói nhẹ nhàng tựa như là chuyện rất nhỏ. Thánh hoa là bảo vật chấn tộc của chúng ta, sao có thể giao cho ngoại nhân? Tiền bối tuy thần thông quảng đại, nhưng yêu cầu này nhất định không được một gã dị tộc dùng ánh mắt oán hận liếc nhìn hắc bào nam tử vừa tàn sát tộc nhân nói. Hắn là một tồn tại hợp thể trung kỳ, là một trong những kẻ pháp lực cao nhất của dị tộc nhân. Phía sau còn có ba gã hợp thể sợ kỳ khác, lúc này trong mắt cũng lộ vẻ phẫn nộ. Bất quá sau một phen đại chiến, bọn hắn cùng với đại trưởng lão đều bị bạch y thiếu nữ kia dùng khí thức cường hoành trấn nhiếp chế trụ, căn bản không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc bào đại hán đổ sát hàng loạt tộc nhân khác. Tộc nhân của hắn cũng liều mạng chống cự nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, đại hắn kia đã giết hơn người. Đối phương thần thông quảng đại, thủ đoạn ngoan độc khiến bọn họ vừa giận vừa sợ tới lạnh cả người. Bọn họ biết rằng hiện bồn tộc gặp phải kiếp nạn lớn, không cẩn thận là thảm họa diệt tộc ở ngay trước mắt. Đối phương là tồn tại đại thừa kỳ, trong tình huống thế này hắn còn biết làm gì. Bồn tọa mặc kệ, hoặc giao ra thánh hoa hoặc là tộc các ngươi từ nay xóa tên khỏi linh giới, không có lựa chọn nào khác. Bạch y Nữ Tử Thản Nhiên nói, ngữ khí cực kỳ lãnh khốc vô tình. Các hạ một thân đại thừa kỳ, lại khi nhục một tiểu tộc ẩn thế như chúng ta, dùng thủ đoạn cường đoạt bảo vật, không cảm thấy mất thân phận sao đại trưởng lão do dự một hồi vẫn không cam lòng nói. Không cần nói khích, thánh hoa với ta có chỗ hữu dụng, bổn tỏa nhất định phải thu về mới được. Ngươi không cần tồn tại ý nghĩ may mắn, ta đếm tới người, nếu không đem thánh hoa giao ra, ta sẽ đích thân xuất thủ. Bạch y nữ tử mỉm cười nói, làm cho tộc nhân cảm thấy trong lòng trầm xuống một, hai. Bạch y nữ tử thản nhiên đếm từng chữ, thanh âm nghe thật êm nhưng vào tai tộc nhân bốn phía thật giống như tiếng chuông truy hồn, cả đám sắc mặt đại biến. Tiền bối không cần đếm nữa, ta sẽ giao ra thánh tinh chi hoa. Sắc mặt đại trưởng lão sám quét, rốt cục không chịu được hữu khí vô lực khuất phục nói. Làm như vậy mới là sáng suốt, chỉ cần giao thánh hoa ra, bổn tỏa tự nhiên không hứng thú với quý tộc nữa. Bạch y nữ tử giơ cánh tay lên vén mái tóc, cười khẽ nói vì thế hết thảy sự tình phía sau rất đơn giản. Các dị tộc nhân được đại trưởng lão phân phó, lập tức phản hồi cấm địa trong hạp gốc. Chưa tới nửa canh giờ sau, một tộc nhân với vẻ mặt bi vẫn đưa một chiếc hộp gỗ màu xanh biếc cho bạch y nữ tử. Nàng thậm chí không có mở ra, chỉ dùng thần niệm đảo qua, sắc mặt trùng xuống. hắc bào đại hán vừa thấy vậy, sắc mặt cũng khẽ biến, hiện lên một tia dữ tợn Mấy gã hợp thể kỳ dị tộc nhân thấy thế trong lòng nhảy dựng lên, thiếu chút nữa nghĩ đến đối phương muốn đổi ý, cũng may sau đó Bạch Y nữ tử hướng sang Hắc Bào đại hán thản nhiên nói đi, rồi đóa hoa lớn phía dưới chân chợt động, lập tức thành một đạo hồng quang hướng phía xa bay đi. Hắc Bào đại hán cũng thét dài một tiếng, hóa thành một đạo hắc khí theo sát Bạch Y nữ tử. Một lát sau, hai người hoàn toàn tiêu thất trong mắt đám dị tộc nhân. Các dị tộc nhân lúc này mới thở ra một hơi, tuy rằng mất đi Thánh Hoa Chí Bảo khiến bọn họ vốn yếu nhược giờ lại càng khó khăn, nhưng ít nhất cũng không bị hỏa diệt tộc. Đại trưởng lão Hạ Lệnh tộc nhân lập tức bay xuống hạp gốc, thu thập tộc nhân thi hài. Lúc đó, bạch y nữ tử cùng hắc bào đại hán đã ở ngoài vài vạn dặm. Thánh tổ, chẳng lẽ thánh hoa này không phải thứ lão nhân ra tìm kiếm sao? Hắc bào đại hán phi hành một hồi, nhịn không được hỏi một câu. Không phải, chỉ là hình dáng giống như linh hoa ta đang tìm kiếm, tuy đây là thiên địa linh vật hiếm có nơi linh giới này nhưng với ta không có ích lợi gì bạch y thiếu nữ bình tĩnh trả lời. Nói vậy, công sức một hồi của chúng ta, Hắc Bào Đại Hán nghe thì trên mặt đầy vẻ thất vọng. Vật kia sao có thể tìm được nhanh như thế, chúng ta đã tìm mấy đại tộc ở khu vực quanh đây rồi. Tiếp theo sẽ tới khu vực phía sau tìm kiếm, tuy rằng diện tích Phong Nguyên Đại Lục không lớn hơn Lôi Minh Đại Lục bao nhiêu nhưng số lượng chủng tộc đông đúc hơn mấy lần, muốn tìm được cũng phải mất khá nhiều tâm tư. Bạch Y Nữ tử có chút dị sắc trả lời. "Vâng, đại nhân." Hắc Bào Đại Hán thầm thở dài nhưng mặt đầy kính sợ đáp ứng một tiếng, thành thành thật thật không hề hỏi nữa. 80 năm sau, trên mặt một vùng biển xanh thẳm, một đám phi linh nhân đang liều mạng vỗ cánh bay đi. Những người này nam có nữ có, niên kỳ cũng còn trẻ, tu vi cao nhất chỉ là nguyên anh kỳ, còn lại phần lớn là kim đan kỳ. Vô luận tu vi cao thấp, hơn 10 phi linh nhân đều toàn lực dùng phi độn thua chạy đi, thỉnh thoảng nhìn ra xung quanh, trên mặt tỏ vẻ kinh hoàng. Chỉ thấy đằng sau, không biết khi nào lại có một đạo ngân tuyến phóng tới, mắt thường cũng có thể thấy tốc độ cuồng quyển bắn tới, mơ hồ còn vang lên những tiếng ẩm ẩm liên miên không dứt, Sắc mặt đám phi linh nhân lại càng thêm sợ hãi, trực tiếp thi triển bảo mệnh bí thuật hoặc các loại linh phù bảo vật. Nhất thời độn tốc nhanh hơn một chút, nhưng cũng không giữ nổi khoảng cách với ngân tuyến phía sau. Sau nửa giờ phi hành, rốt cuộc các phi linh nhân bởi vì pháp lực cạn kiệt, độn tốc cũng dần chậm lại. Khoảng cách giữa song phương ngày càng gần, từ đó nhìn mắt thường cũng có thể nhìn rõ chân diện mục của ngân tuyến kia. Đó mà một cái vòi rồng với tốc độ không thể tưởng tượng nổi đang ào ào cuốn tới. Vòi rồng chẳng những to lớn vô cùng, bên trong lại mơ hồ có vô số điện hồ băng bạc, lại nổ vang không dứt, thanh thế thực kinh người. Mắt thấy cơn lốc cách tầm hơn trăm dặm, chỉ chốc lát có thể đuổi tới khiến đám phi linh nhân tỏ vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn vừa mới ra biển để thí luyện vậy mà lại gặp ngay thiên tai ngân triều ở hải vực phụ cận, xem như tám chín phần chết chắc. Cho dù tới đường cùng, đám phi linh nhân tự nhiên cũng không cam tâm chịu chết. Lúc này một gã nguyên anh kỳ hét lớn, những kẻ xung quanh cũng thôi không chạy chối chết nữa, theo đó nhanh chóng tạo thành một trận hình kỳ quái, từ chạp thủ chữ vật lấy ra một cây pháp trường kỳ quái múa may không thôi. Trường 1843, lại trở về phi linh. Nhất thời tầng tầng sóng quang nối tiếp nhau từ trong trận kỳ dập dành tỏa ra, sau đó giao thoa hình thành một khối quang cầu thật lớn, đem cả đám phi linh nhân ở đây bao phủ vào trong, thoạt nhìn năng lực phòng ngự xác thực không kém. Bất quá những phi linh nhân trẻ tuổi, thân ở khối quang cầu bảo hộ nhìn cơn lốc từ phía sau đang gào thét mà đến thì sắc mặt không còn chút máu. Tại trước mặt ngân triều đỉnh đỉnh đại danh, cho dù pháp trận phòng hộ của bọn họ cũng có điểm bất phàm nhưng vô pháp chống đỡ được lâu. Về điểm này đã sớm có vô số kẻ ra biển ngã xuống trong thiên tai nghiệm chứng qua không biết bao nhiêu lần rồi. Một khi bị hút vào trong ngân chiều, cảnh giới dưới hóa thần tất nhiên là không may mắn. Mà tồn tại đẳng cấp hóa thần bất quá miễn cưỡng tự bảo vệ mà thôi, có thể giữ được tính mệnh thoát ra hay không còn phải xem thiên ý. Nếu muốn giải cứu nhiều người ở đây như vậy, phải là tồn tại luyện hư hậu kỳ đại thành hoặc đẳng cấp hợp thể mới có khả năng làm được. Mà bọn họ thâm nhập vào trong hải dương xa như thế, sao có thể có tiền bối cao nhân trong tộc đi ngang qua chứ? Dẫn đầu đám phi linh nhân là hai nguyên anh hậu kỳ, một nam một nữ cuống quyết thương lượng với nhau vài câu nhưng sắc mặt vô cùng khó coi, hiển nhiên đã hết cách xoay chuyển thế cục. Mắt thấy cơn lốc khổng lồ cách bọn họ bất quá hai ba mươi dặm, trong khoảnh khắc có thể bao phủ khối quang rất lớn kia, đột nhiên một gã phi linh nhân kinh hỉ quát to một tiếng. Mau nhìn, trong ngân chiều hình như có người, vừa nghe lời này các phi linh nhân khác cả kinh, vội vàng nhìn theo hướng tên phi linh nhân kia vừa chỉ. Chỉ thấy trong ngân chiều cuồn cuộn cách đây không xa, quả nhiên có một điểm thanh quang chấp động không thôi, thật giống như có người đang khu xử độn quang. Nhưng do ảnh hưởng của thiên địa nguyên khí hỗn loạn trong ngân chiều, đám phi linh nhân vô pháp dụng thần niệm phân biệt người trong độn quang rốt cuộc là thần thánh phương nào. Bất quá thanh quang ở trong ngân chiều ổn trọng như núi Thái Sơn, đang theo một hướng khác trong ngân chiều bắn đi, một bộ căn bản không xem điện quang thạch băng trong cơn lốc vào đâu. Một màn này lại khiến đám phi linh nhân như thấy cứu tinh. Lúc này hai nam nữ nguyên anh kỳ phi linh nhân kinh hỉ liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai người cơ hồ đồng thời phát ra một tiếng huyết dài. Tiếng huyết một dương cương một âm nhu, sau khi âm dương giao tế thì át cả nổ ầm ầm của ngân chiều trực tiếp xuyên khắp tầng trời cao. Âm điệu cao thấp biến hóa trong tiếng huyết không phải không theo vần luật, chính là tín hiệu chuyên môn dùng để cầu cứu của phi linh tộc. Chỉ cần trong người ngân chiều không phải bị điếc, nhất định sẽ phát hiện bọn họ đang cận kề hiểm cảnh. Quả nhiên độn quang màu xanh vốn đang bắn nhanh trong ngân chiều, dường như vì tiếng huyết mới vang lên mà dừng lại. Nếu có người ở gần độn quang, có thể phát hiện bên trong có một thân ảnh đang quay đầu nhìn lại phương hướng vừa phát ra tiếng huyết, tựa hồ có chút ngạc nhiên. Các ngươi là đám vãn bối nhất tộc nào của phi linh nhân, vì sao xuất hiện tại nơi đây? Một thanh âm xa lạ nam tử đột nhiên vang lên bên trong khối cầu hộ cháo rất lớn kia, khuấy động khiến tất cả mọi người đều được nghe rõ ràng. Chúng vãn bối là đệ tử của tam tộc ngũ sắc, bạch ngọc thiên bằng đến đây là vì thí luyện vạn lần không ngờ đụng phải ngân triều ngàn năm một lần mong tiền bối mở lượng từ bi cứu chúng vãn bối một mạng nguyên anh kỳ nam tử thoáng mừng rỡ không chút lưỡng lựa vội lớn tiếng trả lời bất quá nam tử xa lạ nghe xong lời này lại trầm mặc một lúc không thấy chuyện âm lại điều này lại khiến trong lòng đám phi linh nhân trầm xuống nếu đối phương không nắm chắc giúp đám người bọn họ thoát ra từ trong ngân triều tự nhiên sẽ không mạo hiểm nhưng cũng may độn quang màu xanh tại xa xa không có bay đi, tựa hồ có chút do dự, điều này khiến bọn họ còn một tia hy vọng. Mà chỉ thoáng một chốc lát này, cơn lốc khủng khiếp đã mang theo vô số điện hồ cùng thạch băng đem tất cả bọn họ cuốn vào trong. Trong nháy mắt tiếng sấm rền giật đoành đoành như muốn xé màng nhĩ, tiếng ma sát kinh thiên động địa phát ra từ lớp ngoài quang cầu hộ cháo. Chỉ thấy tầng phòng hộ dày đặc rung động kịch liệt một trận, dường như có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào. Những phi linh nhân thấy cảnh này đương nhiên đại kinh thất sắc. Hai nam nữ nguyên anh vội quát lên chói tai, lúc này ngoài thân đám người không ngừng cuồng thiểm các loại linh quang, nhanh chóng cầm trận kỳ trong tay, đem toàn thân linh lực liều mạng cuồng chú vào. Vòng bảo hộ như muốn vỡ ra lại bừng sáng lên một trận hào quang, lần nữa ngưng dày trở lại. Bất quá có thể thấy đám phi linh nhân tiêu hao pháp lực rất lớn, rõ ràng không thể kiên trì bao lâu. Sinh mạng của bọn họ tự nhiên ký thác tại trên người nam tử xa là có thể xuất thủ tương trợ kia. Đã có tiểu tử thiên bằng tộc trong này, ta không tiện khoanh tay đứng nhìn. Để ta đưa các người rời khỏi nơi đây, cuối cùng âm thanh thản nhiên của nam tử xa lạ lại lần nữa truyền đến. Những phi linh nhân tự nhiên mừng rỡ như điên, nhưng còn không chờ bọn họ truyền âm biểu thị với đối phương thì chợt nghe phía trên ở ngoài quang cháo nổ ra một tiếng xét giật. Từng đạo điện hồ cớ miệng bát cuồng thiểm, giật đoành đoành hiện ra rồi như đan vào nhau, hình thành một lôi quang điện trận đường kính trên 10 trường. Tại nơi trung tâm của lôi trận chợt lóe một cái, một nam tử vận thanh bào, trên lưng có một đôi cánh óng ánh hiện ra. Ánh mắt hắn lạnh lùng đảo qua phía dưới, không nói hai lời đơn thủ liền bấm pháp quyết. Nhất thời hai cánh phía sau đồng thời vỗ một cái, trong âm thanh lôi minh vang động, một pháp trận khá lớn do ngân sắc điện hồ hợp thành lập tức bắn xuống phía dưới. Vòng bảo hộ nguyên bản đang đau khổ chống đỡ, trong nháy mắt khi vừa tiếp xúc với lôi trận thì như khối bóng khí khổng lồ vụn vỡ tan biến đi. Tất cả phi linh nhân ở trong vô cùng kinh hãi, chỉ thoáng thấy trước mắt là một vùng sáng bạc chói lòa rồi tất cả triệt để bao trùm trong điện quang. Bọn họ chỉ cảm giác thiên toàn địa chuyển một trận đồng thời bên tai vang lên một tiếng nổ cực lớn. Nhất thời lôi trận tiêu thất trong hư không, sau một khắc, tại trên bầu trời ngoài khơi một nơi cách ngân chiều ngoài vạn dặm truyền ra một trận tiếng sấm động, một lôi điện quang trận xé rách hư không hiện ra. Đám phi linh nhân vừa bị ngân chiều vây khốn, nhanh chóng từ thoát ra trung tâm lôi trận, trực tiếp được truyền tống tới nơi đây bọn họ vốn từ nơi tử địa lại thấy ánh dương quang đầu tiên là giật mình nhìn xung quanh một phen phát hiện bản thân đang ở chỗ an toàn thì hưng phấn có thể nghĩ nhịn không được một phen vui sướng đa tả ân cứu giúp của tiền bối không biết người là vị trưởng lão nào của thiên bằng tộc bất quá nguyên anh kỳ nam tử cầm đầu đã liếc mắt thấy được một người vận thanh bảo đang lơ lửng bất động trên bầu trời với cảnh giới của hắn căn bản không thể nhìn ra tu vi đối phương sâu cạn thế nào thầm dùng mình vội thi lễ thật sâu rồi nói lúc này những người khác cũng đã phát hiện ra ân nhân cứu mạng. Nhanh chóng cung kính làm đại lễ tham kiến, thiên bằng tộc, hắc hắc, đương nhiên không phải, bất quá ngày trước ta cùng thiên bằng tộc có chút sâu xa, các ngươi ở đây đã có người thiên bằng tộc, ta không nỡ thấy chết mà không cứu. Thanh bào nam tử phảng phất mới hơn 20, nghe lời của Nguyên Anh kỳ nam tử thì mỉm cười, lộ ra những chiếc răng trắng đều trong miệng. Người này tự nhiên chính là Hàn Lập, hao tốn hơn 80 năm cuối cùng mới đi tới phụ cận phi linh tộc, với thần thông của hắn bây giờ có thể so với tu sĩ hợp thể hậu kỳ đại thành, trên đường đi không gặp nguy hiểm thực sự nhưng các loại phiền phức thì không ít. Đặc biệt vì vòng tránh mấy chỗ hiểm địa nên hắn đã hao tốn thêm hơn 10 năm mới bình yên đi tới nơi đây. Bất kể thế nào, ân cứu mạng của tiền bối, chúng vãn bối suốt đời khó quên. Mong rằng có thể ban thưởng tính danh, chúng vãn bối khi trở về nhất định bẩm rõ việc này với trưởng lão trong tộc, hơn nữa sẽ có trọng tả. Những phi linh nhân này tuy tu vi không cao nhưng tựa hồ đều có chút thân phận trong tộc. Nữ tử Nguyên Anh kỳ phi linh tộc phía sau hai cánh ngũ sắc, rõ ràng là người của ngũ sắc tộc, cung kính hướng về Hàn Lập nói. Được rồi, cứu các người bất quá chỉ là nhấc tay mà thôi, cũng không cần trọng tả cái gì. Bất quá ta nhất mực tu luyện ở man hoang thế giới này, đối với tình huống các tộc có chút không rõ. Các người đem sự tình phát sinh mấy trăm năm nói cho ta một chút. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, thản nhiên nói. Tiền bối đã hỏi, vãn bối nếu biết đương nhiên sẽ nói ra. Thời gian mấy trăm năm gần đây đích xác phi linh tộc chúng ta xảy ra rất nhiều đại sự. Bất quá trong đó nổi danh nhất là sự tình mấy đại yêu vương nơi địa uyên bỗng nhiên thất tung không thấy, cuối cùng các tộc chúng ta liên thủ phá được toàn bộ địa uyên. Nữ tử ngũ sắc tộc cân nhắc một chút rồi thành thật trả lời. Địa uyên đã bị công chiếm, việc này xác thực không nhỏ, chậm rãi tỉ mỉ nói cho ta hết đi. Trong lòng hàn lập cả kinh nhưng trên mặt không lộ chút dị sắc. Vâng, tiền bối, Việc này nói đến thì dài dòng, bắt đầu là từ thánh tử thí luyện mấy trăm năm trước. Nữ tử ngũ sắc tộc tự nhiên tuân mệnh từ từ kể lại. Không bao lâu ngoài thân hàn lập lóe lên thanh quang, hóa thành một đạo thanh kinh hồng thoát ly khỏi đám phi linh nhân, chấp động mấy cái thì biến mất. Hiên sư muội, vừa rồi ngươi đem nhiều sự tình trong tộc nói cho người đó, sẽ không xảy ra điều gì chứ? Nguyên anh kỳ nam tử sau khi thấy hàn lập triệt để không còn tung tích, bỗng nhiên nhíu mày hỏi một câu. Lời này miện huynh là ý gì? nữ tử ngũ sắc tộc ngẩn ra, không khỏi hỏi lại một câu. Không có gì, vừa rồi tiền bối này không muốn nói tính danh cho chúng bọn ta, khuôn mặt lại xa lạ như thế, không hẳn là người trong tộc chúng ta. Nguyên Anh Kỳ Nam Tử do dự một chút mới trần chờ nói lời khiến những người khác thất kinh. Không có khả năng, vị này tiền bối rõ ràng cũng có một đôi linh xí, đồng thời lại xuất hiện tại hải vực này, không phải phi linh nhân thì thuộc tộc nhân nào. Lập tức có người khác lớn tiếng phản bác, chính xác, vị tiền bối này đã nói có uyên nguyên với thiên bằng tộc đôi cánh có thể khu động lôi điện đây chính là thần thông độc đáo của thiên bằng tộc ngoại nhân tuyệt không thể giả mạo huống hồ nếu thực sự là gì tộc nhân giả mạo thì cần gì phải xuất thủ cứu chúng ta hoặc trước khi rời đi cũng hoàn toàn có thể xuất thủ diệt khẩu chúng ta miện huynh thực sự đã đa tâm rồi nữ tử ngũ sắc tộc khẽ cười một tiếng căn bản không tin lời nam tử có thể là ta đã đa tâm sắc mặt nguyên anh kỳ nam tử âm tình bất định một hồi mới miễn cưỡng cười gật đầu Miện sư huynh không cần lo lắng, cho dù người này thực sự là dị tộc nhân, nhưng sự tình tiểu muội vừa nói thì trong người người trong tộc đều biết, căn bản không có chút cơ mật. Quan trọng nhất bây giờ là chúng ta lập tức rời hải vực này. Nếu lại bị ngân triều đuổi tới lần nữa thì chắc chắn không thể giữ được mạng nhỏ. Thần sắc nữ tử ngũ sắc tộc ngưng trọng mở miệng, "Không sai, nơi đây còn là hiểm địa, mau mau rời đi mới được." Lời của Hiên sư tỷ không sai, người vừa cứu bọn ta tu vi thâm sâu khôn lường. Dù thực sự là dị tộc nhân thì bọn ta có thể làm gì? Hiện tại mau rời đi mới là quan trọng, cái khác dị tộc nhân cũng ào ào mở miệng, thậm chí có người sắc mặt sợ hãi lần nữa quan sát khắp mọi nơi xung quanh. Chương 1844, giật mình. Lúc này Hàn Lập biến thành thanh hồng đã cách đám phi linh nhân hơn mấy nghìn dặm, trên mặt lại lộ vẻ trầm ngâm. Vừa rồi từ trong miệng nữ tử ngũ sắc tộc, hắn đã rõ ràng thời gian gần đây phi linh tộc có những biến hóa lớn. Có điều những sự tình không quan hệ đến bản thân hắn tự nhiên không cần quan tâm. Khiến Hàn Lập lưu tâm chỉ có hai sự tình mà thôi. Điều thứ nhất chính là tứ đại yêu vương địa uyên năm đó cùng hắn thâm nhập minh hà chi địa, tựa hồ tới nay bọn họ vẫn chưa thoát thân trở về địa uyên, dẫn đến địa uyên bị các tộc phi linh liên thủ chiếm cứ, đồng thời tiêu diệt tất cả yêu vật nơi đó không còn. Điều thứ hai là trong thí luyện năm đó có bạch bích cùng lôi lan bình yên trở về, cuối cùng song song thu được thân phận thiên bằng tộc thánh chủ, khiến thiên bằng tộc thoát khỏi tình cảnh diệt tộc. Nói thêm về chuyện thứ nhất, Minh Hà Chi Địa có thanh nguyên tử tỏa chấn, cộng thêm phù du tộc cũng có liên quan, tựa hồ trong đó còn ẩn dấu bí mật trọng đại nào đó mà hắn không biết, như vậy tứ đại yêu vương bị vây khốn ở trong cũng không quá kỳ quái. Như vậy nếu hắn muốn lần nữa tiến nhập Minh Hà Chi Địa thực có chút phiền phức. Tọa độ mà thanh nguyên tử ước định tiếp dẫn hắn chính là một nơi nằm ở sâu trong địa uyên. Như không đến được vị trí này thì ngay cả là trong tay có nghịch tinh bàn mà đối phương tặng cho, hắn cũng vô pháp phá giới tiến nhập Minh Hà Chi Địa. Dù sao khi đó tứ đại yêu vương liên thủ, mất công phu rất lớn cùng nguyện ngoại lực mới mở ra thông đạo tiến nhập minh hà chi địa. Bây giờ hắn tự hỏi thần thông không dưới hậu kỳ tu sĩ nhưng tuyệt không có bản lĩnh chân chính phá toái hư không. Về chuyện thứ hai, năm đó hắn giả mạo qua thánh tử thiên bằng tộc, cũng nguyện lực của tộc này luyện thành kinh chập quyết. Có điều lại bị đại trưởng lão cưỡng bước tiến nhập trong địa uyên, rơi vào trong tay tứ đại yêu vương. Vì vậy hiện khó có thể phân biệt rõ ràng ân oán với thiên bằng tộc bất quá muốn lại lần nữa lẫn vào trong địa uyên, xem chừng một lần nữa phải mượn lực của tộc này. Trong lòng Hàn Lập cân nhắc một hồi, đột nhiên bàn tay lật chuyển, một cái ngọc giản màu lam cùng một viên bản trắng nhạt đồng thời xuất hiện trên hai tay. Một tay hắn đem ngọc giản trực tiếp dán trên trán, nheo hai mắt dò xét qua một số tin tức bên trong rồi bỏ xuống lại đem viên bản màu trắng kia cẩn thận xem xét. Sắc mặt Hàn Lập trở nên âm tình bất định, một lúc lâu sau tựa hồ đã có quyết định cuối cùng, liền thu hồi hai vật này thanh hồng đột nhiên phát ra một trận thanh âm trầm nhấp, tiếp theo rung động mấy cái, đột tốc trong nháy mắt nhanh hơn gấp bội phá không mà đi. Năm tháng sau, ở một nơi trên bầu trời cao cách thánh thành của thiên bằng tộc hơn trăm dặm, một đạo thanh quang chói mắt giống như sao băng từ xa phá không mà đến, chưa tiếp cận thánh thành nhưng từ trong bỗng chuyển ra một tiếng thanh minh. Âm thanh này ban đầu không lớn nhưng lại liên miên không dứt, giống như sóng to gió lớn cuồn cuộn không thôi trên toàn bầu trời thánh thành tình hình kinh người như thế đương nhiên kinh động tới toàn bộ tồn tại cao dai trong thánh thành. Nhất thời có mấy đạo thân ảnh từ trong các tòa kiến trúc rộng lớn vụt bay ra. Tiếp theo nhoáng lên một cái, hoặc hóa thành một đạo điện hồ hoặc trực tiếp mơ hồ một cái đã không thấy tung tích. Sau một khắc, mấy đạo nhân ảnh này xuất hiện trong không trung ngoài thánh thành, cùng dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn phía một thanh quang đang bắn nhanh mà đến. Thanh quang còn cách bọn họ một khoảng nhưng bên trong đã tản mát ra khí tức man hoang kinh người, phảng phất có thể thôn vệ cả thiên địa trước mắt. Khí tức này bọn họ quen thuộc vô cùng, chính là khí tức thần linh thiên bằng mà bộ tộc bọn họ tôn sùng. Mà tinh thuần đến trình độ như thế này, toàn tộc tựa hồ cũng chỉ có đại trưởng lão biến thân thiên bằng mới có thể có được. Nghĩ tới đây mấy người không khỏi ngẩng đầu. Trong bon họ còn có một bạch y thiếu nữ duyên dáng yêu kiều sau lưng có đôi cánh kim sắc đang đứng, hai mắt nhìn phía thanh quang kia thì lộ một tia hồ nghi. Thiếu nữ này chính là thiên bằng bộ tộc đại trưởng lão Kim Duyệt. Bất quá nàng chính là tồn tại hợp thể đại thành, đối phương phát ra khí thức khiến người khác giật mình nhưng nàng không có ý sợ hãi, trái lại nhanh chóng liền kết quyết, đôi nhãn trâu nổi lên một tầng kim quang, thi triển ra một loại linh mục thần thông không rõ tên. Nhất thời đạo thanh quang phía xa xa cơ hồ khiến người không thể nhìn thẳng, lập tức hiện rõ trong mắt thiếu nữ. Đây là, Kim Duyệt thấy thì cả kinh, trên mặt lộ ra một tia rúng động. Đại trưởng lão, người nhìn thấy vật gì, bên cạnh là một lão giả hợp thể sơ kỳ dâu đỏ, không khỏi hỏi một câu. Tư trưởng lão, một lát sẽ biết. Vẻ mặt Kim Duyệt có chút kỳ quái, trầm mặc một thoáng rồi lắc đầu nói. Nghe Kim Duyệt nói vậy, tư trưởng lão tự nhiên không dám truy vấn, mấy hợp thể kỳ trưởng lão khác càng thức thời không mở miệng, đều đưa ánh mắt hướng lần nữa nhìn lại đạo thanh quang kia. Mà trong chốc lát, thanh quang lại giống như cuồng phong cuốn tới trước mặt đám người, quang hoa vụt tắt, hiện ra một con linh cầm rất lớn toàn thân màu xanh. Thân thể linh cầm này dài 10 trượng, lông vũ như thép, song chảo như câu, bộ dáng giống hệt chân linh thiên bằng trong thuyền thuyết. Tuy trong lòng đã sớm suy đoán nhưng khi trông thấy Cự Cầm trước mắt thì đám người tư trưởng lão không khỏi biến sắc. Mấy người này còn chưa mở miệng hỏi cái gì thì Cự Cầm đã vỗ hai cánh một cái, nhất thời tiếng hót trường minh trong miệng chợt tắt. Sau một khắc thì ngoài thân thân có một vùng phù văn màu xanh lưu chuyển, thể hình chợt cuồng tăng. Chớp động mấy cái, thanh cầm đã hóa thành mấy trăm trượng như một tòa tiểu sơn. Hai tròng mắt của nó vàng như điện kim, khẽ vây cánh thì lập tức cuồng phong lôi điện nổi lên toàn thân mang khí thế cường bạo khiến mấy trưởng lão hợp thể sơ kỳ thiên bằng tộc không khỏi cả kinh lùi lại mấy bước kim duyệt mặc dù đứng bất động tại chỗ nhưng khuôn mặt cũng biến đổi có điều trong mắt lại hiện lên một tia mừng rỡ các hạ là người phương nào nếu đã biết biến hóa thiên bằng lại tu luyện đến mức này cũng là người trong thiên bằng tộc chúng ta mới phải sao không hiện chân thân ra gặp mặt kim duyệt nhìn cự cầm cuối cùng chậm rãi mở miệng ngôn ngữ có chút khàn khàn nhưng tràn đầy vẻ chân thật mấy trăm năm không gặp Dung nhan kim đạo hữu vẫn thanh lệ như xưa, thực sự là đáng mừng. Thanh bằng cúi đầu nhìn lướt qua kim duyệt, đột nhiên nói ra tiếng người, tuy không có ý lớn tiếng nhưng vẫn ong ong vang lên bên tai các trưởng lão thiên bằng tộc. Ồ, người là, kim duyệt khẽ động đôi mày, tựa hồ nghe ra chút gì, trên ngọc dung không khỏi lộ sự khó tin. Ha ha, xem ra tiền bối đã nhớ ra hàn mỗ rồi. Đột nhiên thanh bằng hướng phía dưới lăn một vòng, thân thể khổng lồ trong nháy mắt hóa thành một đoàn thanh quang rồi tản đi, tại chỗ cũng hiện ra một nam tử vận thanh bào trên lưng một đôi cánh, mỉm cười nhìn Kim Duyệt. Là ngươi, không có khả năng, lần này còn không chờ Kim Duyệt mở miệng, lão giả họ tư cùng một Mỹ phụ trưởng lão đồng thời thất thanh hô lên. Thì ra nhị vị trưởng lão cũng tới nơi đây, hàn mỗ hữu lễ. Thanh bào nhân tự nhiên chính là hàn lập vừa thi triển biến thân thiên bằng, nghe lời lão giả dâu đỏ thì nhìn qua một cái, mỉm cười khẽ chắp tay. Tư huynh, các ngươi nhận ra người này, y rốt cuộc là người thiên bằng chúng ta sao? Nếu đúng vậy thì với tu vi cỡ này sao chúng ta chưa bao giờ nghe nói qua? Mấy trưởng lão thiên bằng tộc thấy thế thì ngạc nhiên, một người nhịn không được hỏi một câu. Tư trưởng lão cùng Mỹ phụ lại không đáp lời mà liếc mắt nhìn nhau, có thể thấy được vẻ hoảng sợ trên mặt đối phương. Khi Hàn Lập xuất hiện tại Thánh Thành thì mấy trưởng lão kia có việc đi tỏa trấn thành thị khác của thiên bằng tộc, tự nhiên không biết vị gì tộc thánh tử thiên bằng tộc này. Bất quá Hàn Lập sớm rơi vào trong tay yêu vật điệu uyên, theo lý 89 phần đã chết mới phải nhưng lúc này đối phương đột một xuất hiện trước mắt bọn họ lại thi triển ra biến thân thiên bằng kinh người một bộ tiến giai tới thánh giai hai người sao không khiếp sợ cho được thực sự là hàn đạo hiếu quả nhiên năm đó đạo hiếu vẫn chưa ngã xuống trong địa huyên hiện giờ càng tiến giai thánh giai chắc chắn hàn đạo hiếu ở trong địa huyên đã có một phen cơ duyên kim duyệt cuối cùng mở miệng nhưng thanh âm lãnh tĩnh ngoài dự liệu của người khác hàn Mỗ đích xác có chút kỳ ngộ trong địa huyên nhưng không có bao nhiêu quan hệ tới cảnh giới bây giờ của tại hạ Trái lại ta mấy lần thiếu chút nữa ngã xuống trong tay Tứ đại yêu vương. Khóe miệng Hàn Lập nhếch lên, than nhẹ một câu, "Thế sao? Nhưng bất kể thế nào, tu vi Hàn đạo hữu tiến nhanh tới Thánh giai là sự tình đáng chúc mừng." Hơn nữa về việc năm đó, Thiếp thân còn chưa đa tạ đạo hữu. Bất quá đây không phải là nơi đàm luận, mời đạo hữu theo ta vào trong thành. Ta nghĩ đạo hữu xuất gia đại thanh thế đến đây, không chỉ giản đơn là muốn cùng mấy người thiếp thân ôn lại vãng sự chứ. Đôi nhãn châu của Kim Duyệt lưu chuyển dị quang, bỗng nhiên thản nhiên cười nói. Tuệ nhãn của đại trưởng lão sáng như đuốc, tại hạ tới lần này đích xác có việc muốn trao đổi cùng Kim Đạo Hiếu. Hàn lập mỉm cười, thản nhiên thừa nhận, vậy xin mời Hàn Đạo Hiếu. Kim Duyệt nghe đến đây thì Ngọc Dung lộ ra nụ cười, lúc này làm ra tư thế mời khách. Tư trưởng lão cùng Mỹ Phụ và đám thiên bằng tộc trưởng lão, tuy rằng trong lòng tràn đầy kinh nghi nhưng danh vọng Kim Duyệt tại thiên bằng tộc, căn bản không người thứ hai có thể đụng tới, bọn họ tự nhiên không dám có bất luận phản đối gì. Lúc này Hàn Lập nở nụ cười, thân hình khẽ động, không chút trần chờ theo bạch y thiếu nữ bay về hướng thánh thành. Đám thiên bằng tộc trưởng lão mang trên mặt thần sắc khác nhau bay theo. Hàn Lập vừa rồi phát ra tiếng huyết cùng biến thân thành thanh bằng đều có thanh thế kinh người, tự nhiên đã làm vô số trung cao giai thiên bằng nhân trong thánh thành chú ý. Bất quá khi thấy mấy vị trưởng lão đều đã hiện thân ngoài thành, tự nhiên không dám quấy dày, chỉ là trên đầu tường quan sát từ xa. Có điều với cự ly cách quá xa, hơn nữa trung quang sớm bị kim duyệt đại trưởng lão bố trí cấm chế cấm âm vì vậy căn bản nghe không được manh mối gì bọn họ chỉ là thấy con cự bằng màu xanh biến thành một thanh niên có điểm giống người bản tộc tiếp theo trao đổi cùng mấy vị trưởng lão vài câu toàn bộ lập tức hướng về trong thành đám này tự nhiên một bộ không hiểu ra sao vì vậy dưới đông đảo ánh mắt của các thiên bằng nhân hàn lập ung dung tiến nhập thánh thành thiên bằng một lúc lâu sau thì đám thiên bằng nhân mới một bộ hồ đồ tản mát rời đi Chương 1845, nửa bộ pháp quyết. Hàn Lập cùng đám trưởng lão theo Kim Duyệt đến một tòa cung điện cực lớn trong thánh thành. Sau khi phân chủ khách ngồi xuống, Kim Duyệt phân phó một tiếng, lập tức có mấy thị nữ tuổi trẻ từ ngoài điện đi vào, dâng các loại linh trà linh quả bày biện ra trên các bàn. Lúc này Kim Duyệt đại trưởng lão dùng lễ khách quý đãi Hàn Lập, trên mặt nhìn không ra chút nào dị sắc. Hàn Lập thì khách khí, thong dong bưng một tách linh trà uống một ngụm, sau đó khẽ gật đầu hàn đạo hữu cảm thấy hương vị trà này như thế nào đây là hương nữ trà đặc biệt của thánh thành chúng ta hàng năm chỉ sản xuất mấy chục cân mà thôi linh trà này được hái ở thời điểm khi ánh dương ban mai chiếu rọi hơn nữa người thu hái phải là thiếu nữ mỹ miều còn tấm thân xử nữ nếu không hương khí sẽ giảm đi không ít kim duyệt cũng nhấp một ngụm linh trà cười cười hướng qua hàn lập nói đúng vậy u hương của trà này ngắt mũi đích thật là chân phẩm hiếm thấy hàn lập cũng tán thưởng nói Hàn Đạo Hữu nếu đã thích thì thiếp thân có thể tặng một ít ánh mắt kim duyệt lưu chuyển cùng khóe miệng cười nói. Sau đó nàng vỗ hai tay, nhìn sang một một thị nữ đang khoanh tay đứng bên cạnh thản nhiên phân phó một tiếng, tới trà viên lấy 5 cân thượng đẳng nhất hương nữ trà. "Vâng, đại trưởng lão." Thị nữ kia cả kinh nhưng vội đáp ứng một tiếng, nhanh chóng lui ra khỏi đại điện. Đa tạ đại trưởng lão ban thưởng trọng hậu, Hàn Lập cũng có chút ngạc nhiên nhưng lập tức khôi phục như thường, hướng qua kim duyệt chắp tay đáp lễ một đám trưởng lão thấy cử chỉ này của kim duyệt thì trong lòng có chút kinh ngạc nhưng không ai dám hỏi lại cái gì ngoài hai người tư trưởng lão mấy vị trưởng lão khác còn chưa biết hàn đạo hữu a à. vậy để ta giới thiệu một chút không phải phải nói nhiều chỉ nhắc vị nhân tộc đạo hữu năm đó giúp thiên bằng nhất tộc chúng ta có thể bảo toàn như vậy mấy vị trưởng lão cũng đã biết rõ hàn đạo hữu là người phương nào rồi chứ kim duyệt thong dong hướng sang mấy trưởng lão còn đang nghi hoặc giới thiệu cái gì là người này hắn sao xuất hiện ở chỗ này, không phải đã ngã xuống trong địa huyên sao, mấy thiên bằng trưởng lão nghe thì lập tức giật mình, chỉ có tư trưởng lão cùng Mỹ Phụ ở một bên nhìn nhau lộ ra một nụ cười khổ. Năm đó tại hạ ở địa huyên có chút cơ duyên, may mắn đào thoát trong tay các yêu vương, sau đó không trở lại quý tộc mà quay trở về nhân tộc. Kim đạo Hữu không sẽ không trách tội hàn mỗ chứ, thân sắc hàn lập không đổi, thản nhiên nói. Nghe Hàn Lập Phong khinh vân đạm nói như thế, ánh mắt Kim Duyệt chớp nhẹ một cái, cười khẽ một tiếng, thiếp thân sao dám như thế. Năm đó nếu không nhờ hàn đạo hữu xuất lực thì Bạch Bích cùng Lan Nhi sao có thể thông qua thí luyện, trở thành thánh chủ của tộc ta, do đó bảo toàn thiên bằng nhất tộc. Đạo hữu hoàn thành ước định, đương nhiên khôi phục thân phận tự do. Bất quá mới mấy trăm năm không gặp, đạo hữu liền từ một tu sĩ hóa thần tiến cấp tới tồn tại thánh giai. Điều này thật sự khiến người ta khó có thể tin nổi. Xem ra sự tình tứ đại yêu vương địa uyên biến mất, hơn phân nửa có liên quan đến đạo hữu rồi. Nếu hàn đạo hữu không ngại thì có thể nói với chúng ta điều này chứ. Thiên bằng tộc đại trưởng lão nghe hàn lập nói mấy câu, liền đem sự tình năm đó trong địa uyên nhắc lại. Các trường lão khác trong lòng khẽ động, cũng ngưng thần lắng nghe. Hàn mộ sau khi tiến vào lãnh địa quý tộc thì mới biết được sự tình tứ đại yêu vương mất tích. Do việc này có chút quan hệ tới chuyện tại hạ trở về quý tộc lần này. Thật không tiện nói rõ cho kim đạo hữu sự tình năm đó. Bất quá ta có thể cam đoan với đại trưởng lão tứ đại yêu vương năm đó không trở về hôm nay càng không khả năng phản hồi địa uyên về phần tu vị của ta tăng tiến chẳng qua là trong man hoang thế giới có chút tạo hóa khác mà thôi mà không phải tu vị của kim đạo hữu cũng tiến nhanh sao khóe mắt hàn lập hơi động miệng khẽ cười trả lời nghe hàn lập thản nhiên một lời cự tuyệt như thế sắc mặt kim duyệt không khỏi trầm xuống trong mắt chấp động hàn quang thanh âm trầm xuống hỏi một khi hàn đạo hữu đã không tiện nói thiếp thân tự nhiên không miễn cưỡng nhưng khi nãy đạo hữu hóa thân thành cự bằng dùng thanh thế như vậy đột ngột hiện thân ngoài thánh thành phải có chút nguyên do hay là đạo hữu tự tự thấy thần thông đại thành có ý đến tộc chúng ta gia uy khi nói mấy lời sau thanh âm của thiếu nữ lại trở nên băng hàn ánh mắt đám trưởng lão nhìn về hàn lập cũng lộ chút bất thiện kim đạo hữu cảm thấy tại hạ vừa rồi biến thành thiên bằng ra sao hàn lập thấy thế không chút sợ hãi mà ngược lại còn nở nụ cười Hư, đạo hữu biến thân thật không tệ một kẻ ngoại tộc có thể đem côn bằng chân huyết luyện hóa đến mức độ như thế cũng coi như thần thông của ngươi không nhỏ kim duyệt nghe vậy thì trên mặt lộ một tia dị sắc trong miệng hừ lạnh một tiếng nói vậy sao đạo hữu thật chỉ nghĩ đơn giản thế sao hàn lập lại cười hắc hắc sắc mặt cũng có chút quỷ dị hàn đạo hữu lời này là có ý gì muốn gì thì trực tiếp nói ra cố làm ra mê hoặc làm gì sắc mặt kim duyệt khẽ đổi lập tức hai mắt nheo lại lạnh lùng nói đám người tư trưởng lão nghe đến đây thì đã có chút hồ đồ trên mặt không khỏi hiện vẻ kinh nghi khóe miệng hàn lập lại khẽ nhếch biểu lộ như cười mà không phải cười cũng không trả lời nữ tử mà đơn thủ vừa lật lập tức một khối ngọc giản màu trắng hiện ra bàn tay khẽ động trực tiếp ném tới đối phương đạo hữu có ý gì bạch y nữ tử theo thói quen tiếp nhận ngọc giản nhưng chân mày khẽ động hỏi một câu đại trưởng lão không cần đa tâm ta có ý gì thì xem vật trong ngọc giản rồi nói sau không muộn thần sắc hàn lập không đổi trả lời sắc mặt kim duyệt trở nên khó coi, ánh mắt nhìn lướt vật trong tay, suy nghĩ một chút thì đưa ngọc giản lên chán, trực tiếp đem một tia thần niệm truyền vào trong. Ồ, oh, đây là, cơ hồ trong thoáng chốc nàng kinh ngạc hô lên, điều này lại khiến đám trưởng lão trong đại điện lại khe khẽ trao đổi một hồi. Vẻ mặt Kim Duyệt sau khi kinh ngạc thì lúc này lại trở nên cuồng hỉ. Dường như không hề quan đến sự tình khác, một bộ đem tất cả tâm thần đặt trong ngọc giản. Hàn Lập thấy cảnh này thì khẽ cười, lần nữa đưa tay lấy linh trà trên bàn, khoan thai thưởng thức trong nháy mắt thời gian một bữa cơm trôi qua sốt cục kim duyệt khẽ thở một hơi rồi thu ngọc giản về tay sau đó dùng ánh mắt phức tạp đánh giá hàn lập một lần nữa trầm mặc một lát rồi chậm rãi nói bản công pháp này đạo hữu có được từ đâu hàn đạo hữu đừng nói với ta rằng công pháp này là từ các hạ sáng tạo ra pháp quyết này tuy vô cùng huyền ảo nhưng rõ ràng dành chỉ cho thiên bằng nhân chúng ta kim đạo hữu quả nhiên tuệ nhãn như sao đã thấy được sự huyền diệu trong đó bất quá công pháp này do ai sáng lập vốn không quan trọng. Ngược lại đạo hữu đã rõ ràng phương pháp trong này có tác dụng thế nào với quý tộc, đó mới là điều trọng yếu mà tại hạ muốn nói. Hàn lập tùm tìm cười, tựa hồ sớm đoán trước Kim Duyệt sẽ hỏi câu này. Đạo hữu xuất ra nửa bộ pháp quyết này, đương nhiên không phải để cho thiếp thân thưởng lãm. Lần này các hạ đến thiên bằng tộc chúng ta rốt cục là có dụng ý gì? Mời nói thẳng đôi nhãn châu của Kim Duyệt lưu chuyển dị quang một hồi, trên người bỗng nhiên bộc phát ra linh áp vô cùng đáng sợ nhìn qua hàn lập lạnh lùng nói ha ha kim đạo hiếu đã nói thế hàn mỗ tự nhiên tòng mệnh bất quá việc này vốn trọng yếu đối với tại hạ hàn mỗ hy vọng có thể bàn riêng cùng đạo hiếu hàn lập cười ha hả rồi ánh mắt quét qua mấy thiên bằng tộc trưởng lão sau đó nghiêm sắc mặt nói được theo ý ngươi vậy tư trưởng lão thanh trưởng lão các ngươi tạm thời lui ra một chút chờ ta trao đổi cùng hàn đạo hiếu thì mới vào sau kim duyệt không chút lưỡng lự đáp ứng lại hướng qua những người khác phân phó một tiếng. Hiển nhiên nàng dị thường coi trọng pháp quyết trong ngọc giản. Vâng, tư mố cáo lui, đại trưởng lão, chúng ta tạm thời chờ ở ngoài điện. Mấy thiên bằng tộc trưởng lão tuy trong lòng phiền muộn nhưng nào dám kháng lệnh kim duyệt, chỉ có thể đứng dậy không người ra khỏi đại điện. Sau một thoáng, cả gian đại điện chỉ còn lại hai người hàn lập cùng bạch y nữ tử. Hàn đạo hữu có sự tình cơ mật gì, mời nói. Thần sắc kim duyệt ngưng lại một chút nói. Hàn lập lại không vội đáp lời mà bỗng nhiên tay áo rung động. Hơn 10 cây tiểu kỳ ngũ sắc thoáng bay ra hướng bốn phương tám hướng. Chúng lóe lên một cái rồi hóa thành đủ kỳ quang đủ mọi màu sắc, nhanh chóng biến vào không trung chung quanh không thấy bóng dáng. Lập tức sau một khắc, một màn sáng ngũ sắc hiện ra đem hai người Hàn Lập bao phủ vào trong vô cùng nghiêm mật. Sao, có thiếp thân ở đây mà đạo hữu còn sợ có kẻ nghe lén hay sao? Kim Duyệt vốn có chút dùng mình nhưng thấy màn sáng bất quá chỉ là một cấm chế cấm âm thì yên lòng trên mặt lại hiện vẻ không vui kim đạo hữu chớ trách việc này không phải chuyện nhỏ tại hạ không thể không cẩn thận một chút hàn lập lại hết sức cẩn thận trả lời được rồi cứ theo đạo hữu ý đi bất quá trước khi giao dịch có một việc ta cần đạo hữu xác nhận phải chăng nửa bản công pháp còn lại cũng đang trong tay các hạ kim duyệt nhíu mày nhìn qua ngọc giản trong tay hỏi hắc hắc đại trưởng lão cứ việc yên tâm việc này trong tay ta nếu không có công pháp hoàn chỉnh sao có đảm lược tới đàm phán cùng quý tộc? Hàn Lập không chút do dự trả lời, tốt, vậy không biết các hạ muốn cùng giao dịch gì với thiên bằng tộc chúng ta? Kim Duyệt thở nhẹ ra rồi khẽ hỏi, vẻ mặt thoáng chốc đã buông lỏng rất nhiều. Hàn mộ ý định tiến vào địa uyên một lần nữa, ta muốn quý tộc nghĩ cách đưa ta đi một chuyến. Công pháp luyện hóa đặc biệt dùng để luyện hóa thiên bằng chi huyết này chính là thù lao của tại hạ. Lần này Hàn Lập không chút dây dưa, nhìn thoáng qua bạch y nữ tử rồi ngưng trọng mở miệng. Chương 1846, trở lại địa nguyên thượng. Tiến vào địa nguyên, Kim Duyệt nghe vậy, bỗng nhiên cả kinh, sao? Kim Đạo Hữu cảm thấy điều kiện này khó khăn sao? Địa nguyên hiện giờ không phải là do phi linh tộc chiếm cứ sao? Đạo Hữu đưa ta vào hẳn là một chuyện khá dễ dàng. Hàn Lập bất động thanh sắc hỏi, nếu là trăm năm trước thì lời này của Đạo Hữu xác thật không sai, dẫn người tiến vào trong địa nguyên cũng không mất bao nhiêu công sức. Nhưng hiện tại mà nói, lại cực kỳ phiền toái. Kim Duyệt theo bản năng lấy ngón tay vuốt ve ngọc giản trong tay, mới cười khổ một tiếng nói. Ồ, là vì sao? Hàn Lập kinh ngạc hỏi. Rất đơn giản, trăm năm trước có kẻ trong lúc vô tình ở chỗ bí ẩn sâu nhất trong địa uyên phát hiện ta một mạch khoáng cực kỳ quý hiếm. Khoáng mạch này cực kỳ trọng yếu đối với các tộc chúng ta, hơn nữa số lượng dự trữ cũng cực kỳ kinh người. Vì không muốn để tộc nào đó lén lút khai thác, cho nên cả tòa địa uyên hiện tại đang trong trạng thái nửa phong bế. Đặc biệt vị trí tầng cuối cùng nơi có khoáng mạch kia ngoài các thủ vệ thì ngay cả trưởng lão các tộc cũng không thể dễ dàng tiến vào. Kim Duyệt một chút do dự mới giải thích, tầng sâu nhất, khi nào tại hạ nói là muốn vào nơi đó, ta chỉ muốn vào tầng thứ ba của địa uyên mà thôi Hàn Lập nghe xong lời này, sắc mặt chợt buông lỏng rồi cười nói. Chỉ cần không tiến vào tầng sâu nhất thì có thể thương lượng. Bất quá nếu đạo hữu thật muốn làm giao dịch này thì nhất định phải nói thiếp thân một chút về nguyên nhân thực sự khiến ngươi tiến vào địa uyên. Dù sao địa uyên vốn thuộc phi linh tộc, trong đó còn ẩn giấu một số bí ẩn chưa được phát hiện đạo hữu không cho rằng thiếp thân vì lợi ích nhất thời mà đưa một ngoại tộc nhân tiến nơi đó chứ cho dù pháp quyết kia vô cùng trọng yếu đối với thiên bằng nhất tộc ta cũng không thể làm ra sự tình lỗ mãng nữ tử nhìn chằm chằm hàn lập chậm rãi nói từng chữ hàn lập nghe đối phương nói như vậy thì trên mặt nhất thời hiện vẻ trầm ngâm sau một lát liền thở nhẹ một hơi nói ta biết đạo hữu lo lắng điều gì bất quá đại trưởng lão cứ yên tâm Hàn mỗ sở dĩ muốn tới tầng 3 trong địa uyên là do ta đã có một ước định cùng một vị tiền bối, cần đến tọa độ mà vị tiền bối này đã cho biết trước. Sau đó mới có thể tiến nhập vào không gian nơi tiền bối đó đang ẩn cư, tuyệt không chút liên quan chứ đừng nói có điều gì tổn hại đến phi linh tộc. Còn cụ thể chuyện tình, thứ cho hàn mỗ không thể nói cặn kẽ. Một không gian khác, hàn đạo Hữu đã có tu vi thánh giai trung kỳ, có thể khiến đạo Hữu xưng là tiền bối, chẳng lẽ là sắc mặt kim duyệt đại biến, đại trưởng lão biết thì tốt rồi vị tiền bối này có chút huyên nguyên cùng nhân tộc chúng ta. Năm đó ta có thể đào thoát từ trong tay tứ đại yêu vương cũng là nhờ người tương trợ phần nào. Lần này tại hạ trở lại nơi đó cũng là do vị đó đã yêu cầu từ trước. Nếu ta thật sự không thể tiến vào, chỉ sợ vị tiền bối đó sẽ mất hứng, nói không chừng còn có thể chút giận sang quý tộc. Ánh mắt hàn lập chợt lóe có thâm ý sâu xa nói. Người đang uy hiếp ta, sắc mặt kim duyệt có chút khó coi nói, không hẳn là uy hiếp bất quá vị tiền bối này đã ẩn cư không biết bao nhiêu vạn năm mà sự tình vị tiền bối đó yêu cầu thật sự vô cùng trọng yếu với người mong kim đạo hữu không nên vô duyên vô cớ khiến cho phi linh tộc kết phải một đại địch khóe miệng hàn lập nhếch lên cười mà nhưng không phải cười nói hư cho dù như thế ta sao có thể biết lời nói của ngươi là thật hay giả sắc mặt kim duyệt âm tình bất định cuối cùng hừ lạnh một tiếng rồi hỏi chuyện này còn không quá đơn giản sao nếu đạo hữu hoài nghi thì có thể đích thân mang tại hạ đến tầng 3 trong điệu huyên, lại tận mắt chứng kiến quá trình tại hạ rời đi. Trên lộ trình nếu đạo hữu nếu cảm thấy có điểm không ổn thì có thể ra tay thu thập hàn mố. Với tu vi hậu kỳ đại thành của đạo hữu hiện giờ, muốn sanh cầm một gã tồn tại thánh giai trung kỳ như tại hạ hẳn không quá khó chứ. Đương nhiên nếu kim đạo hữu còn cảm thấy lo lắng, có thể mang theo mấy người nữa cùng đi. Tại hạ sẽ không phản đối hàn lập không chút lưỡng lự trả lời. Biện pháp trên cũng không tồi nhưng ta còn có chút lo lắng. Thần thông năm đó của đạo hữu không phải là nhỏ, hiện giờ cũng đã tiến giai thánh giai trung kỳ, đến lúc đó nếu ta thực sự cảm thấy bất ổn, cũng không thể nắm chắc có thể ngăn ngươi lại. Đôi mắt đẹp của Kim Duyệt chợt lóe dị quang, bộ dáng vẫn còn chút cảnh giác. Lời này của Kim đạo hữu chưa hẳn là thật, ta dùng pháp quyết làm thù lao, nếu phối hợp với thuật biến thân của quý tộc, đủ có thể gia tăng uy lực thiên bằng biến thân hơn phân nửa. Quý tộc nếu có được pháp quyết, sẽ có hy vọng trong vòng vạn năm làm cho thiên bằng nhất tộc trở thành một đại tộc trong phi linh. Kim Đạo Hiếu lại muốn thập toàn thập mỹ, thật sự không phải rất đáng cười sao. Hàn Lập có chút châm chọc nói, nghe lời này của Hàn Lập, nhãn châu của Kim Duyệt nhất thời co rụt, trong đáy mắt ẩn hiện một tia hàn quang. Tốt nhất Kim Đạo Hiếu không nên có tâm tư khác, Đạo Hiếu hẳn cũng rõ. Ta đã đơn thân tới đây, đương nhiên sẽ không sợ quý tộc trở mặt. Mà phần sau bộ pháp quyết trên, ta không phục chế thành ngọc giản mà lưu thành ấn ký trong thần niệm. Nếu đạo hữu cảm thấy đủ năng lực giữ ta lại, chỉ cần một ý niệm của tại hạ, sẽ đem pháp quyết này hoàn toàn hủy diệt. Huống hồ với thực lực hiện giờ của quý tộc có thể lưu lại hàn mỗ hay không còn là chưa chắc. Hàn lập bỗng nhiên cười hắc hắc nói, đạo hữu đã quá đa tâm rồi, dù sao năm đó đạo hữu đã có đại ân với thiên bằng tộc chúng ta, thiếp thân sao có thể có ý định đó trong đầu. Được rồi, nếu chỉ là đưa đến tầng 3 của địa uyên thiếp thân sẽ nghĩ biện pháp hoàn thành. Bất quá việc này nếu muốn làm cho thỏa đáng, còn cần đạo hữu phải đợi thêm một thời gian nữa. Đạo hữu nếu không ngại thì cứ ở trong thánh thành nghỉ ngơi. Kim Duyệt cân nhắc một lúc lâu, rốt cục hít sâu một hơi đáp ứng. Tốt, lựa chọn này của đại trưởng lão thật sự là sáng suốt. Bất quá tại hạ còn tính nhân những ngày nhàn rỗi tu luyện một loại bí thuật nên không tiện quấy dày thánh thành. Nửa tháng sau hàn mỗ lại tới bái phòng, tin rằng đến lúc đó, đạo hữu đã an bài hết thảy mọi sự được thỏa đáng hàn lập thấy đối phương rốt cục đã có quyết định liền cười dài một tiếng rồi chợt đứng dậy biết rõ đối phương căn bản không có tâm lưu lại kim duyệt chỉ có thể thầm than một tiếng rồi cười khổ nói một khi đạo hữu đã có ý như vậy thiếp thân tự nhiên không giữ bất quá xin đạo hữu chờ một chút người đâu mau dâng linh trà kim duyệt bỗng hướng ra ngoài đại điện vận dụng pháp lực truyền âm một tiếng một lát sau một thị nữ vội vàng đi đến hai tay cầm một cái túi da màu vàng nhạt dâng đến trước mặt hàn lập đã như vậy Hàn mỗ cũng không khách khí, Hàn lập cũng không tiện chối từ, tay áo khẽ rung, một vầng kim hà chợt bay ra, túi ra liền không thấy bóng dáng. Kế tiếp hắn chắp tay hướng sang kim duyệt cáo từ, không bao lâu sau, một đạo thanh hồng từ trong thánh thành kích bắn mà ra, sau mấy lần chấp động liền biến mất nơi chân trời. Sau một hồi phi hành, Hàn lập dừng tại một nơi cách thánh thành trăm vạn dặm hạ xuống một vùng sơn khê rồi vận dụng thần thông. Trong khoảnh khắc ở phía dưới sơn khê mở ra một gian mật thất, Bố trí ở lối vào một ẩn pháp trận huyền diệu, rồi nhanh chóng tiến vào trong mật thất. Hắn khoanh chân ngồi xuống, vẻ mặt có chút trầm ngâm, bắt đầu cân nhắc lại hành động của mình trong thánh thành liệu có chỗ nào không ổn. Một hồi lâu sau hắn mới thở ra một hơi, thần sắc trở lại như thường. Khi trước vì muốn để cho Thiên Bằng tộc trọng thị, hắn cố ý biến hóa ra Thiên Bằng chi thân. Với hỏa hầu của kinh chập quyết hiện giờ, biến hóa ra Thiên Bằng hóa thân tự nhiên uy lực kinh người, vượt xa thiên phú biến thân của Thiên Bằng nhân. Bất quá sự khác biệt cụ thể trong đó, phòng trừng chỉ kim duyệt thấy được vài phần, cho nên lúc mới gặp Hàn Lập mới không thể che giấu sự khiếp sợ trong lòng. Đương nhiên Hàn Lập làm như thế, nguyên nhân lớn nhất là Tu Vi đã đến cảnh giới hợp thể trung kỳ, thêm nữa lại có nhiều thần thông hộ thân, căn bản không sợ đám trưởng lão thiên bằng tộc trở mặt phây công. Cho dù hiện tại pháp lực của hắn không địch lại đám người kim duyệt đám liên thủ, nhưng muốn chạy trốn tuyệt không có vấn đề. Thiên bằng tộc đại trưởng lão kim duyệt tự nhiên cũng rõ ràng điều này. Hơn nữa thêm Hàn Lập biểu hiện thiên bằng biến thân có chỗ kỳ dị, mới khiến nàng ngay từ đầu khách khí với hắn như thế. Về phần hắn, đem bộ pháp quyết kia giao dịch cũng là hắn dùng luyện hóa thuật gốc gia linh huyết cùng côn bằng biến hóa trong kinh chập quyết tổng kết ra. Đích xác đối thiên bằng nhất tộc có hiệu quả rất lớn. Nếu không thì không thể nào làm cho đối phương động tâm như vậy. Hiện tại Kim Duyệt đã đồng ý giao dịch, sự tình hắn tiến vào địa uyên có 89 phần không thành vấn đề. Cho dù thiên bằng tộc ở trong phi linh tộc nhỏ yếu, nhưng dù sao kim duyệt cũng là một tồn tại thánh giai hậu kỳ đại thành sự tình nhỏ này thật không mấy khó khăn nhưng nếu không làm giao dịch mình hắn muốn đơn độc tiến vào trong địa uyên thì khẳng định trùng điệp khó khăn tuyệt không dễ dàng đi vào bất quá nửa tháng sau khi gặp lại kim duyệt hắn phải thật sự cẩn thận đề phòng đối phương có ý định không tốt đương nhiên sau khi hắn mơ hồ đề cập đến thanh nguyên tử tồn tại đại thừa kỳ đáng sợ thì khả năng kia tự nhiên rất nhỏ trong lòng cân nhắc tự thấy không có chút sai lầm Hàn Lập mới thu liếm tâm thần, chậm rãi nhắm hai mắt tiến vào nhập định. Cùng lúc đó, trong đại điện tại thánh thành của thiên bằng tộc, các thiên bằng tộc trưởng lão cùng Kim Duyệt sau một phen bí mật trao đổi, thần sắc khác nhau rời khỏi đại điện. Trong đại điện chỉ còn lại mình Kim Duyệt ngồi ở trên ghế chủ vị, ánh mắt chấp động như đang trầm tư. Nửa tháng thời gian tự nhiên rất nhanh trôi qua, một ngày sau, mấy đạo độn quang ly khai thánh thành, phi hành thẳng đến chỗ sâu trong phi linh tộc mà đi. Trong các đạo độn quang có hàn lập vận thanh bào cùng kim duyệt vận thanh y thanh nhã, ngoài ra còn có một nữ tử trẻ tuổi quanh thân có ẩn lôi hồ chấp động. Thiếu nữ này có ánh mắt như làn thu thủy, một thân ngân ý không vương một hạt bụi trần rõ ràng chính là lôi lan, một trong hai vị thánh chủ thiên bằng tộc. Hàn đạo Hữu lần này ta trên danh nghĩa đưa thánh chủ đến địa uyên tu luyện băng sát bí thuật, để ngươi lấy thân phận thủ vệ tiến vào trong đó. Nhìn chung tự nhiên sẽ vô sự, bất quá khi tiến vào địa uyên nếu bị kiểm tra thì hãy cẩn thận thêm một chút. Dù sao trong phi linh tộc chúng ta, có vài cao giai tồn tại có được thiên phú bí thuật thật sự có chút khó phòng bị. Vạn nhất đụng phải thủ vệ luân phiên thường trực, sẽ có rất nhiều loại bí thuật tra xét, có thể thêm chút phiền phức. Xuất phát chưa được bao lâu, Kim Duyệt vô cùng ngưng trọng hướng sang Hàn Lập dặn dò. Chương 1847, kinh biến trong địa Huyên Về điểm này thì đạo hữu cứ yên tâm, trên phương diện biến ảo ẩn giấu, tại hạ còn có chút tự tin. Trừ phi gặp phải tiền bối đại thừa kỳ quý tộc, còn không bí thuật tra xét đối với hàn mỗ cũng vô dụng hàn lập tự tin nói. Khó trách hắn nói như thế, trong cơ thể hắn đích xác ẩn chứa thiên bằng linh huyết chân chính, lại thêm đã tu luyện phong lôi xí tương liên tâm thần đến cực hạn, đóng giả một gã thị vệ thiên bằng nhân tự nhiên không chút sơ hở. Ừm, đạo hữu tự tin như thế là chuyện tốt, lan thánh chủ, khi vào địa nguyên còn phiền thánh chủ một phen. Kim Duyệt khẽ gật đầu, quay đầu sang ngân y nữ tử nói. Đại trưởng lão yên tâm, bản thân Lan Nhi đích xác cũng có một loại bí thuật cần mượn dùng băng sát khí để tu luyện, mấy chục năm trước đã vào trong địa uyên một lần. Như vậy lần này đám thủ vệ cũng không hoài nghi điều gì. Ngân y nữ tử cung kính hướng về Kim Duyệt nói rồi đôi mắt đẹp lưu chuyển liếc qua hàn lập một cái, trên ngọc dung mơ hồ ẩn hiện một tia khiếp sợ. Tuy rằng trước khi xuất phát nàng đã biết hàn lập, người mà năm đó trợ bọn họ giúp một tay, nay đã trở thành một tồn tại thánh giai trung kỳ trở về thánh thành. Nhưng hiện giờ tận mắt nhìn thấy thì trong lòng vô cùng hoảng sợ. Lúc trước ở trong địa uyên nàng đã nhìn ra hàn lập thần thông quảng đại vượt xa tồn tại cùng giai, nhưng chỉ mấy trăm năm không gặp mà đã là tồn tại thánh giai trung kỳ, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Bất quá hiện đã là thánh chủ, mặt ngoài nàng tự nhiên không lộ điều gì thất thố, khi gặp hàn lập thì dùng lễ vãn bối cảm tạ một phen đại ân tương trợ năm đó trong địa uyên, đem sự nghi hoặc giấu giếm trong lòng. Về phần một thánh chủ khác của thiên bằng tộc là Bạch Bích, nghe nói đang bế quan tu luyện công pháp nào đó nên không thể xuất quan gặp lại hàn lập. Vừa nghe Lôi Lan nói như vậy, trên mặt Kim Duyệt lộ vẻ tươi cười, khẽ gật đầu rồi không nói gì thêm. Vì thế, độn tốc của các đạo độn quang cực nhanh, trong khoảnh khắc đã bỏ lại Thánh Thành sau lưng không còn bóng dáng. Mấy tháng sau đoàn người Hàn Lập rốt cục đã tới được đại thành trấn thủ địa uyên, chỉ thấy một loạt bóng người mặc giáp y trên tường thành. Hai mắt Kim Duyệt khẽ nheo, lúc này liền dẫn theo Hàn Lập cùng lôi lan trực tiếp hướng nơi cửa thành bay tới. Lúc này độn quang chợt tắt, ba người lập tức xuất hiện trước mặt đám thủ vệ. Ở cửa thành màu xanh có hơn 10 thủ vệ địa uyên sau lưng có các loại cánh, dùng ánh mắt cảnh giác quan sát đánh giá bọn họ. Hàn Lập sớm đã biến ảo khuôn mặt, đồng thời pháp lực đem trong cơ thể nháy mắt ép xuống cảnh giới luyện hư kỳ. Tiền bối thuộc thiên bằng tộc, không biết đến đây có việc gì, hiện tại vẫn chưa đến kỳ hạn thay phiên thủ vệ của quý tộc. Cầm đầu là một thủ vệ luyện hư trung kỳ, đối diện Kim Duyệt thì thi lễ một chút, cẩn trọng nói với tu vi của hắn không thể nhìn ra tu vi chuẩn xác của kim duyệt nhưng cũng khẳng định đối phương là một tồn tại thánh giai về phần hai người hàn lập cùng lôi lan thì người này tựa hồ trực tiếp xem nhẹ khó trách đối phương có thái độ này thủ vệ nơi đây do quanh năm chém giết với đám yêu vật thực lực chân chính cùng thần thông vượt xa các tồn tại cùng giai thuộc các tộc bình thường đối với người các tộc tới đây không khỏi có chút coi thường kim duyệt thấy thế không tức giận mà mỉm cười khoát tay nhất thời một khối ngọc bài màu lam thoáng chốc bay ra chợt lóe liền rơi vào trong tay đối phương thủ vệ cầm đầu có chút nghi hoặc tiếp nhận ngọc bài ngưng thần nhìn thoáng qua thì sắc mặt khẽ đổi hai tay đem ngọc bài trả lại đồng thời cung kính nói nguyên lai là kim tiền bối đại trưởng lão thiên bằng tộc vừa rồi vãn bối thật thất lễ dựa theo ước định năm đó các tộc đã ký kết đại trưởng lão như ta có tư cách ra vào nơi đây bất kỳ lúc nào đạo hữu không có thắc mắc gì chứ kim duyệt thu lại ngọc bài rồi thản nhiên nói đây là đương nhiên vãn bối sao dám ngăn trở gã thủ vệ không chút lưỡng lựa đáp sau đó khoát tay đám thủ vệ ở cửa thành lập tức giạt ra hai bên lộ ra một lối vào kim duyệt cũng không khách khí khẽ gật đầu rồi lập tức dẫn theo hai người hàn lập chậm rãi đi vào trong thành bên trong cửa thành tự nhiên vẫn bình thường như khi hàn lập tới đây mấy trăm năm